tạo hóa tiên tử, đến a, cùng một chỗ mang thai a. Da đen Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, lời nói đều bị hai vị tiên tử tiền bối kể xong, nàng không lời nói có thể giảng. Thiếu niên hai tay thả lỏng phía sau, híp mắt, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Mang thai cũng tốt, sinh nở cũng tốt, loại đau nhức này đối với hắn mà nói, tựa hồ không đáng kể chút nào. Tống Thư Hàng đồng dạng giữ vững bình tĩnh, hắn đã mang thai không chỉ một lần lạ, nhị lần thuận sinh, ba lần đều có thể hoa thức sinh sản. Hắn đồng dạng không sợ tại mang thai ngưng thị. Đây chính là ngươi thủ đoạn, có chút ý tứ, thiếu niên bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, nhưng là, vẫn là không cách nào để tiền bối động dung nửa phần. Quả nhiên, híp híp mắt đều là quái vật. Thật có lỗi, con mắt của ta không có sinh trưởng ở mi bên trên. Thiếu niên trả lời. Tống Thư Hàng, đón lấy đến phiên ta. Đương nhiên, chúng ta không phải hiệp chế, người có cái gì thủ đoạn cũng chỉ quản thi triển qua tới. Thiếu niên dứt lời, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vẽ cái vòng, làm cho đối phương khóc lên, nhục thân trên tra tấn là cấp thấp nhất cách làm. Đau khóc lên, không có chút nào kỹ thuật, mà lại cũng nhất tốn sức. Trên thực tế, làm cho đối phương khóc lên phương pháp tốt nhất, là trên tinh thần công kích. Thiếu niên dứt lời, đưa tay điểm hướng Tống Thư Hàng, buồn phiền buồn bã thuật. Một cái quỷ dị pháp thuật rơi trên người Tống Thư Hàng, đồng dạng cũng tác dụng tại thiếu niên trên người mình. Pháp thuật này, có thể cưỡng ép đem bi ai thêm tại tu sĩ trên người, để tu sĩ nội tâm lâm vào tuyệt vọng, khóc giống đi ra. Người có thể ở cái này trong pháp thuật kiên trì bao lâu? Dứt lời, hắn lại nhắc nhở, bởi vì cái này pháp thuật là ta sáng tạo ra nguyên nhân, ta đối với nó kháng tính rất cao. Sở dĩ, cái này kỳ thật cũng là công bằng quy tắc bên trong không công bằng chỗ. Cái kia không rồi cùng Thiên Khốc Bảo Điển không sai biệt lắm sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối loại pháp thuật này kháng tính. Vạn nhất nội tâm của hắn mềm mại chỗ nước mắt điểm bị đâm bên trong, liền thua. Đã như vậy, có cái gì thủ đoạn liền điên cuồng dùng đến, cũng không phải hiệp chế. Tống Thư Hàng đưa tay tại không gian vòng tay trên vạch một cái, một giọt trong suốt nước mắt đá quý bị lấy ra. Hắn hướng đá quý bên trong đưa vào linh lực, trực tiếp đưa nó kích hoạt. Sau đó, có một loại vô tận bi thương, ngập trời tập cuốn tới. Đây là tống đầu gỗ trong cuộc đời chỉ có mấy lần bi thống khóc lớn, là hắn biết được Bích Thủy Các bị phá hủy tin tức lúc, chỗ bạo phát đi ra tâm tình thống khổ. Đem ta bi thương lưu cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích bai, Tống Nhất. Bảo thạch hiệu quả tác dụng tại Tống Thư Hàng cùng thiếu niên trên thân. Nhưng là, còn chưa đủ. Thiếu niên sắc mặt chấn định, liền trên mặt mỉm cười đều không có giảm bớt. Tống Thư Hàng lại hướng về phía trước mấy bước, đi vào thiếu niên trên thân. Muốn lựa chọn bạo lực cận chiến sao? Thiếu niên hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, tay phải nghịch kình võ sĩ quyền sáo đầu ngón tay bộ phận lùi về, lộ ra lòng bàn tay. Ngón tay của hắn đặt tại thiếu niên trên thân, đồng thời sát na ở giữa mở ra sương mù hình thức. Xem xét bí pháp, công suất lớn nhất. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ nhấm nháp thống khổ cực hạn đi. Chỉ cần không chết, liền hướng trong chết đau nhức. Ai trước khóc ai là cháu trai. Xem xét bí pháp rơi vào thiếu niên trên thân, sương mù thân thể nổ tung. Cần thanh toán đại giới, viễn siêu Tống Thư Hàng tưởng tượng. Sương mù chi thân kém chút nổ thành mảnh vỡ. Đồng bộ mà đến, là để cho người ta phát điên kịch liệt đau nhức, trực tiếp phản hồi đến trên linh hồn. Ấy ra ra nha đau nhức, sương mù hóa Tống Thư Hàng thân thể trở về, phát ra một chuỗi kêu thảm. Giám định đại giới thanh toán sau. Tống Thư Hàng cưỡng ép cắt ngang xem xét bí pháp. Kể từ đó, xem xét thất bại. Rất tốt, chính là như vậy. Tống Thư Hàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, ám đạo. Nếu như xem xét thành công, ngược lại không ổn. Vị này thần bí tiền bối căn bản không muốn bại lộ tự thân tin tức cùng lai lịch. Nếu như bị Tống Thư Hàng không cẩn thận dám định ra chút tin tức, nói không chừng cuối cùng, vị tiền bối này đành phải lựa chọn giết người diệt khẩu. Tống Thư Hàng cũng không cần vị tiền bối này thân phận cùng tin tức, hắn chỉ là muốn xem xét bí pháp thanh toán đại giới kịch liệt đau nhức. Như vậy, cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ thế gian cực hạn mỹ diệu thống khổ đi, tiền bối. Tống Thư Hàng thân hình tụ lại về sau, khôi phục vì nhân loại hình thái, nhìn về phía thiếu niên vị trí. Tại loại trình độ này kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn đã muốn không chịu nổi, không biết vị tiền bối này trạng thái như thế nào. Đối diện. Phanh.
thiếu niên nổ, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh cực kỳ máu me, cần đánh mã. Tống Thư Hàng, tại sao có thể như vậy? Xem xét bí pháp giám định ra về phía sau, ấn lý thuyết hẳn là sẽ chỉ đem thống khổ cùng hưởng cho vị này thần bí tiền bối đi, vì cái gì hắn nổ? Cái này cùng đổ ước nội dung không hợp a. Trong lúc đang suy tư, những máu thịt, xương cốt kia như là thời gian đảo lưu đồng dạng, thật nhanh khôi phục, một lần nữa hóa thành thiếu niên bộ dáng. Tuy thiếu niên cũng không còn cách nào bảo trì bản thân mỉm cười, hắn không ngừng hít khí lạnh. Hắn đồng bộ cảm nhận được xem xét bí pháp kịch liệt đau nhức, loại này kịch liệt đau nhức, trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, không cách nào phòng ngự, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Bất quá, đổ ước nghi thức còn không có cho ra kết quả. Bất kể là Tống Thư Hàng cùng thiếu niên, đều còn tại cắn răng kiên trì, không khóc. Ở cái này đổ ước nghi thức pháp tắc bên dưới, Tống Thư Hàng cùng thiếu niên, chỉ cần là khóc lên, bất kể là tại xương mù hình thức vẫn là thịt nát xương tan trạng thái. Vừa có mắt nước chảy ra, liền sẽ bị phán định vì thất bại. Người đây là cái gì tự mình hại mình công pháp, quả thực là đáng sợ, thiếu niên cắn răng nói. Tống Thư Hàng không trải qua đại não suy tư trở về nói, đại di mụ huyền bí. Bí pháp chân chính danh tự, tự nhiên không thể nói cho vị này thần bí tiền bối, miễn cho gây nên tiền bối nghi kỵ. Huống hồ, hắn cũng không có dám định ra bất kỳ tin tức gì tới. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng ôm to lớn bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống, lại lựa chọn một cái khoa học góc độ nằm nghiêng xuống tới, dạng này liền sẽ không ép đến bụng lớn. Cuối cùng, hắn cuộn thành một đoàn, cắn răng run rẩy, bờ môi phát tím. Bất quá, Tống Thư Hàng đã sớm chuẩn bị. Hắn từ bản thân vòng tay pháp khí bên trong móc ra một đầu màu trắng khăn tay, run rẩy đưa nó gấp lại, nhét vào trong miệng, cắn chặt răng. Thừa nhận trên tinh thần cái kia như sóng biển một đợt lại một đợt phun lên kịch liệt đau nhức thêm 10 tháng hoài thai sinh nở nỗi khổ. Đổ ước nghi thức bên ngoài, tạo hóa tiên tử bắt được cơ hội, phát ra Tống Thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Công đức xà mỹ nhân cuối đuôi trên mặt đất dùng sức vỗ, nàng trễ nửa bước, không bóp tốt đi một chút. Không hổ là nàng cả đời đối thủ tạo hóa tiên tử. Đối diện, thiếu niên cũng học Tống Thư Hàng bộ dáng, chậm rãi nằm nghiêng xuống tới. Cắn răng run rẩy. Ngươi còn có cái gì chiêu, xử hết ra đi. Thiếu niên một bên run rẩy vừa nói. Tống Thư Hàng, ngô. Da đen vũ nhu tử nháy nháy mắt, phiên dịch nói, Tống tiền bối đang nói, tiền bối ngài có cái gì chiêu cũng tận có tác dụng đi ra, không cần thương tiếc hắn. Ha ha, xem ra ngươi đến cực hạn, như vậy, cho ta đi. Thiếu niên run rẩy đưa tay nhắm ngay Tống Thư Hàng, tại cuối cùng, ngươi tin tưởng kiếp sau sao. Cái này trước kia không tin, bây giờ lại là tin. Tống Thư Hàng nói, tu sĩ giới đại lão, rất nhiều có được chuyển thế đầu thai bí pháp, chỉ cần không phải thân tử đạo tiêu, thì có cơ hội lần nữa tới qua. Thậm chí ma môn đoạt xá công pháp cũng không ít. Không, kỳ thật cái này chư thiên vạn giới, đã không có kiếp sau. Tuyệt vọng đi đoạn tuyệt kiếp sau áo nghĩa, thiếu niên run rẩy đưa tay, đối Tống Thư Hàng vỗ. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trên người có chút mát lạnh, sau đó. Cái gì cảm giác cũng không có. Ngược lại là thiếu niên bản thân, đột nhiên sắc mặt tái xanh, toàn thân phun lên từng cơn ớn lạnh, đây là pháp thuật thất bại phản phệ. Một lát sau, loại pháp thuật này thất bại phản phệ cũng đồng bộ đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân phát lạnh, bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tống Thư Hàng, ngô. Chớ quấy rầy. Ta nghĩ một mình tĩnh tĩnh, thiếu niên cắn răng nói. Công đức xà mỹ nhân nhãn tình sáng lên, tĩnh tĩnh là ai? Thiếu niên ngẩng đầu vọng thiên, kém chút bị tức khóc. Tiền bối, người vừa rồi pháp thuật là cái gì? Tác dụng tại trên người ta thời điểm có phải hay không thất bại rồi? Tống Thư Hàng phun ra trong miệng hương khăn, run rẩy hỏi. Vừa rồi tiền bối thi triển ở trên người hắn pháp thuật, để hắn rất để ý. Bởi vì môn công pháp kia danh tự tương đối như bức đoạn tuyệt kiếp sau áo nghĩa, nghe liền cùng đoạn tử tuyệt tôn giống như. Người thật tin tưởng kiếp sau sao? Thiếu niên ngẩng đầu lên nói, tin tưởng kiếp sau, tiếp nhận pháp thuật này, người liền sẽ nhìn thấy bản thân đời sau bị từng cái xóa đi tuyệt vọng ảo giác. Tống Thư Hàng run rẩy, ta thật tin a. Vậy ngươi cho là mình sẽ có kiếp sau không? Thiếu niên xanh cả mặt, hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, thanh âm run rẩy nói. Ta không biết, kỳ thật. Ta tu hành mới hơn nửa năm,
đối kiếp sau còn không có khái niệm. Ta cảm giác, trước một đường tu luyện, nếu như có thể mà nói, ta cùng đại đa số đạo hữu đồng dạng, đều hy vọng mình có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa, hơn tốt nhất có thể đi đến trường sinh giả một bước kia. Mặc dù lý tưởng cùng mộng tưởng hóa, nhưng thân là tu sĩ dù sao cũng phải có cái mục tiêu. Ngoài ra ta luôn cảm giác, nếu như ta thất bại lời nói, hẳn là chỉ có thân tử đạo tiêu một con đường. Bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, sở dĩ hắn căn bản còn không có cân nhắc qua kiếp sau xa xôi như vậy sự tình. Tựa như một tên thiếu niên mười mấy tuổi, rất khó để hắn suy nghĩ tượng bản thân già nua sẽ phải chết là tâm tình gì đồng dạng. Lại bởi vì hắn mỗi lần tốn thức đối thiên kiếp đại lão, luôn cảm giác tại con đường tu hành bên trên, hắn một khi thất bại cũng đừng nghĩ có ngóc đầu trở lại cơ hội, sẽ chỉ một con đường chết. Vừa nói, một bên Tống Thư Hàng thân thể run lợi hại hơn, hắn cảm giác mình sắp nhịn không được. Người giác ngộ thật đúng là không thấp, thiếu niên khóe miệng co giật. Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nhỏ, người mới vừa nói người tu luyện bao lâu? Hơn nửa năm, tiền bối. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, không được, trên linh hồn thống khổ từng lớp vọt tới, trong hốc mắt nước mắt phải nhẫn không được đi ra. Ha ha ha, ngươi cho rằng dạng này có thể kích thích đến ta sao? Quá ngây thơ rồi, thiếu niên giãy giụa lấy ngồi xuống, hắn đưa tay tại bản thân mi tâm con mắt thứ ba một điểm, tới đi, tại ta con mắt thứ ba bên dưới, hết thảy chân thực đều không chỗ che thân. Con mắt thứ ba bên trên, có một đạo quang mang rơi trên người Tống Thư Hàng. Lại sau một lúc lâu, đâm tâm, bá Tống tiểu hữu, ít chậm rãi nói, lạnh thấu tâm, biết chân tướng tiền bối, kém chút nước mắt liền đến rơi xuống. Thiếu niên trong lòng chẳng biết tại sao phun lên một loại bi ý, ngực buồn buồn, không muốn nói chuyện. Tiền bối, người có phải hay không muốn khóc? Tống Thư Hàng cảm giác mình ánh mắt cũng bắt đầu biến mơ hồ trong đó hắn nhìn thấy tiền bối mặt đều nắm chặt đến cùng một chỗ, chính là loại kia muốn khóc nhưng lại cố nén, nhưng ngay lúc đó liền muốn khóc lên bộ dáng. Trong lòng của hắn khẽ động, trong đầu hiện lên một cái suy đoán. Người cho rằng mình có thể đạt được thắng lợi sao? Không. Ngươi sai rồi, ta sẽ nhịn nhịn đến ngươi thút thít về sau, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói. Đổ ước nghi thức bên ngoài. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, thông nương ngồi xếp hàng, nhìn lấy khóc nhan Tống Thư Hàng cùng thiếu niên. Đánh cực đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Hai người cũng đã gần phải nhẫn nại không được, tùy thời đều có thể ngã xuống. Sau đó, ai tìm được trước đè sập đối phương cuối cùng một cây rơm dạ. Ai liền có thể đạt được thắng lợi. Tống Thư Hàng đã đau đến thấy không rõ thiếu niên mặt, luôn cảm giác trên mặt của đối phương đều đánh lấy gạch men. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, hắn chậm rãi nói, tiền bối, người khát vọng đạt được thắng lợi sao? Người sai rồi, ta chỉ hưởng thụ đạt được thắng lợi trong nháy mắt đó. Thiếu niên tiền bối chậm rãi nói, hắn đang mượn trợ mới chủ đề chuyển di sự chú ý của mình, đem tư duy từ đâm tâm điểm rời. Tiền bối, muốn hay không cùng ta tâm sự ta nửa năm lục phẩm kinh lịch. Tống Thư Hàng nói, trạng thái của hắn bây giờ phản ứng có chút chỉ đột, nhưng cũng cảm ứng được đó là cái đâm tâm điểm. Thiếu niên tiền bối nói, xem ra tiền bối không muốn trò chuyện cái đề tài này, vậy chúng ta không nói cái này. Thay cái chủ đề đi, tiền bối chúng ta muốn hay không nói chuyện ta tại tứ phẩm cảnh giới thời điểm nhân tiền hiển thánh kinh lịch. Tống Thư Hàng lại hỏi, thiếu niên, về sau ngũ phẩm lúc, ta lại tại cửu u thế giới tới về hiển thánh. Lần này lục phẩm thời điểm, ta lại lên về TV. Liên quan tới nhân tiền hiển thánh, ta có rất nhiều lời muốn nói, ta nghĩ ra quyển sách, đến giới thiệu kinh nghiệm của mình. Tống Thư Hàng lại nói. Vừa nói thời điểm, Tống Thư Hàng còn một bên bí mật quan sát tiền bối trạng thái. Vô dụng, đồng dạng chiêu thức, không cách nào đối với ta sinh ra hiệu quả. Thiếu niên cắn chặt răng, run rẩy nói. Không hổ là đại tiền bối, cái này kiên cường nội tâm, không gì sánh kịp. Kể từ đó, tình hình chiến đấu tựa hồ lại tiến vào cục diện bế tắc. Cái này lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên hít sâu một hơi, tiền bối, xem ra ván này ta phải thua, nước mắt của ta đã nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra. Ha ha ha, thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ địch dĩ nhược sao. Vô dụng, loại này chiêu số đều là ta chơi nát. Không. Ta là thật sắp không kiên trì được nữa. Ván này qua đi, chúng ta tháng sau gặp lại đi. Tống Thư Hàng nói. Thiếu niên,
Há, người muốn đem lục phẩm đổ ước cơ hội giữ lại tháng sau sao? Đúng vậy, dựa theo ta hiện tại tấn cấp tốc độ, nói không chừng cuối tháng sau liền tấn thăng đến thất phẩm đi. Sở dĩ, phải thừa dịp thất phẩm trước đó, trước đem lục phẩm đổ ước cùng tiền bối kết. Tống Thư Hàng nói, thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, lại còn chơi tâm lý chiến, tốt tại ta đã sớm chuẩn bị. Phôi thai ngưng thị, cái này lúc, Tống Thư Hàng con mắt còn lại đột nhiên sáng lên, lại một đường quang mang rơi vào thiếu niên trên thân. Đây là Tống Thư Hàng sau cùng thủ đoạn, lúc đầu hắn không muốn sử dụng một chiêu này. Dù sao lần này đánh cược, giết địch 1000, tự tổn 999. Phôi thai ngưng thì cũng sẽ tác dụng tại chính hắn trên thân. Nhưng bây giờ, hắn dù sao nhanh khóc, liền đụng một cái chứ sao. Xuất hiện, phôi thai ngưng thị, thông nương nói. Công đức xà mỹ nhân chuyển đổi tiếng nói, dùng một cái âm trầm thanh âm, cho ta sinh đứa bé đi, A Dung. Thiếu niên, kỹ năng này danh tự để hắn có chút hoảng. Phôi thai ngưng thị bắn ra đến thiếu niên trên thân. Mỗi lần mang thai ngưng thì cùng phôi thai ngưng thì tổ hợp lại với nhau lúc, liền có thể sinh ra các loại hiệu quả khác nhau. Thiếu niên lúc này đem cảnh giới của mình áp chế ở lục phẩm cảnh giới, hắn lúc này không cách nào miễn dịch phôi thai ngưng thị. Chúng chiêu về sau, tại đỉnh đầu của hắn, đột nhiên có một đóa khả ái hoa nhỏ xuất hiện, nở hoa kết trái, kết xuất một cái tròng mắt trái cây tới. Đồng dạng, phôi thai ngưng thị hiệu quả cũng đồng bộ đến Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, đồng dạng có một đóa khả ái hoa nhỏ toát ra. Cùng thiếu niên khác biệt chính là, Tống Thư Hàng đỉnh đầu hoa nhỏ càng bốc lên càng nhiều, đủ mọi màu sắc hoa nhỏ tranh nhau chen lấn từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra. Công đức xà mỹ nhân, mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, đó là cái giao phối mùa. Đó là cái bách hoa đều nở dương quang sán lạn thời gian tạo hóa tiên tử tiếp lời hát nói. Tống Thư Hàng cùng thiếu niên nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Tống Thư Hàng hai mắt mơ hồ, thấy không rõ thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên lại là tai thanh mắt sáng, rõ ràng nhìn thấy Tống Thư Hàng dáng vẻ. Ha ha ha, ha 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 ha, người đỉnh đầu đây là cái gì a? Thiếu niên nhìn không được cười ha hả, cười đáp liền đau nhức đều quên. Hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng phôi thai ngưng thị là cái gì quỷ dị kỹ năng, kết quả chính là lên đỉnh đầu không ngừng trưởng hoa nhỏ. Đây coi là cái gì? Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trên đầu đã thành một cái tiểu hoa viên. Không được, bộ dáng này quá thú vị. Tương phản manh. Những đóa hoa này không tệ, ta rất ưa thích. Ha ha ha, đầu của ngươi so với ta vườn hoa còn muốn thú vị. Thiếu niên rộng mở lòng mang cười to. Từ buồn đến vui, hoán đổi quá nhanh. Bởi vì cười thật là vui, hắn, cười khóc. Nước mắt đều cười ra. Sau một khắc, đổ ước nghi thức quang mang sáng rõ. Thiếu niên bên người hai cái hộp, tại nghi thức lực lượng dưới sự chủ trì, rơi xuống Tống Thư Hàng bên người. Không được, không chịu nổi. Tống Thư Hàng thở dài, đang chuẩn bị triệt để từ bỏ, phóng thích tâm tình của mình, để cho mình khóc giống một tiếng. Đúng lúc này, đổ ước nghi thức lực lượng, tác dụng tại hắn cùng thiếu niên trên thân. Trên thân hai người các loại mặt trái trạng thái bị quét sạch sành xanh. Mang thai ngưng thị, xem xét bí pháp thống khổ. Pháp thuật phản phệ nỗi khổ, phôi thai ngưng thị hiệu quả, tống đầu gỗ nước mắt hiệu quả, buồn phiền buồn bã thuật hiệu quả toàn bộ bị xóa đi. Tống Thư Hàng giật ra cuống họng, chuẩn bị khóc lớn một trận. Nhưng hắn vừa mới giật ra cuống họng, đột nhiên phát hiện mình khóc không được. Bi thương cảm xúc bị cưỡng chế tỉnh táo. Tặc khó chịu. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng từ trong mơ hồ khôi phục sáng tỏ. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện mình bên người nhiều hai cái hộp. Sau đó hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy đối diện há to mồm, một mặt tuyệt vọng thiếu niên, trên mặt của hắn còn mang theo hai hàng nước mắt. Chuyện gì xảy ra, ta thắng, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Nhật đấy, cười khóc cũng coi như khóc, thiếu niên đưa tay đặt tại bộ ngực mình, tâm hảo tắc, hô hấp đều không trôi chảy, suy nghĩ không thông suốt. Sở dĩ, ta thắng đúng không? Tống Thư Hàng xác định nói. Da đen vũ nhu tử, đúng vậy, Tống tiền bối. Chúc mừng tiền bối. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, nhìn qua hai cái hộp. Như vậy, tháng sau vấn đề cũng tới. Lần này thắng được là tinh phẩm, chỉ có ba kiện bảo vật, không phải đống lớn đại lão ra rác rưởi. Hắn muốn tán tài sao?
Muốn tán, muốn làm sao tán? Tiền bối, ngươi lại thua. Da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Thiếu niên xoay đầu lại, ngắm nhìn Vũ Nhu Tử, hừm, ta đã biết, tiểu tiên tử. Sở dĩ, ta cần tán tài sao? Tống Thư Hàng khoát khoát tay bên trong hai cái hộp, chỉ có hai tên này, ta muốn làm sao tán? Ta cùng Tiêu Giao ước định là dùng tán 1/4 đến 1/5, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Thiếu niên xoa xoa nước mắt, vô cùng không cam tâm. Tán tài đối tượng có quy định sao? Nhất định phải tại tán tài vương tọa bên trong sao? Tống Thư Hàng hỏi. Thiếu niên miễn cưỡng phất phất tay, lần thứ nhất, chính ngươi tùy ý đi. Thì ra là thế, nếu nói như vậy, Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không một điểm, khôi lỗi tiên tử cùng Sở Sở bị hắn từ không gian trung chuyển rời đi ra. Sư phụ, kêu gọi ta có chuyện gì không? Sở Sở nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi. Khôi lỗi tiên tử không nhúc nhích, nàng lần trước bởi vì không nguồn năng lượng tắt máy, đến bây giờ đều không có khởi động máy. Hừm, hôm nay sư phụ muốn cho ngươi một kiện lễ vật, xem như tán tài. Tống Thư Hàng mở ra trước cái kia chủ tâm hộp, đem đoàn kia màu trắng chủ tâm lấy ra, đưa cho Sở Sở. Địa điểm bản thân định, tán tài phương thức tùy ý, tán tài đối tượng cũng tùy ý, vậy ta có thể tán tài cho mình đệ tử nha. Sở Sở tiếp nhận màu trắng chủ tâm, đây là cái gì? Đây là một vị kiệt xuất thiên chủ biểu tượng chủ tâm. Tự cùng kiếm tu kiếm ý là vật tương tự, có hắn, ngươi tại thiên chủ trên đường liền có thể đi ra càng xa. Hơn Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về thiếu niên, tiền bối, cái này chủ tâm muốn làm sao sử dụng. Không vui, tâm thật mệt mỏi, không muốn nói. Thiếu niên ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên, bưng lấy chén trà, nhếch tiên trà. Tống Thư Hàng. Tiền bối, ngài thế nhưng là đại tiền bối a, giống một đứa bé đồng dạng cực tức ra cái thể thống gì. Trong lúc đang suy tư, cái kia kim cương tạo thành tròng mắt tôi tớ lại nhẹ nhàng tới. Hắn trong tay bưng mấy chén tiên trà, cho Sở Sở, Thông Nương, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân các dâng một chén. Lại cho Tống Thư Hàng tục một chén. Da đen Vũ Nhu Tử là tâm ma trạng thái, không có uống trà chức năng này. Khôi lỗi tiên tử giống như trên. Trà này thế nhưng là trà ngon, Sở Sở ngươi uống xong, có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, hấp thu nó công hiệu. Tống Thư Hàng nhắc nhở, Sở Sở cũng kém không nhiều đến tấn cấp thời điểm, cái này chén tiên trà vừa vặn có thể cho Sở Sở một cái trợ lực. Sở Sở bưng lấy chén trà, khẽ gật đầu. Chỉ là nghe hương trà, nàng liền biết cái này tiên trà chân quý. Nó chân quý trình độ, đã có thể sử dụng tiên duyên để hình dung. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác, có cái tốt sư phụ thực sự quá trọng yếu. Đúng rồi, Tống Thư Hàng lại nhìn phía kim cương trong mắt, cái này tiên trà lá trà có thể hay không để cho ta mang đi một số. Chia sẻ cho ta các hảo hữu, để bọn hắn cũng mở mang kiến thức một chút tiền bối tự chế lá trà chỗ lợi hại, để bọn hắn mở mang tầm mắt. Hắn trước tiên, nghĩ đến đem tiên trà chia sẻ cho Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối. Không nói chuyện vừa mới nói ra miệng, Tống Thư Hàng lập tức phát giác bản thân lỡ lời. Nhanh mồm nhanh miệng bệnh này, có đôi khi một không chú ý liền sẽ phát tác. Vị tiền bối này cũng không phải bạch tiền bối, cùng hắn vừa mới nhận biết, bản thân vậy mà lại mặt dạn mày dày đòi hỏi tiên trà lá trà. Ta vừa rồi nhất định là não mạch kín có gân cháy hỏng. Thật xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ta vừa rồi trạng thái có chút không đúng, tiền bối mời không nhìn yêu cầu của ta. Tống Thư Hàng vội vàng lại nói. Há, người muốn lá trà. Xem ra người vẫn có chút phẩm vị nha, biết ta tự chế lá trà lợi hại. Tiêu đi đô tiểu đạo hữu liền không có cái này thưởng thức trà năng lực, mỗi lần mời hắn uống trà, hắn đều đương nốc ửng ực. Thiếu niên tiền bối xoay người lại, nhếch miệng lên, vừa vặn lần này chế tác tiên trà số lượng hơi nhiều, ta điều cái 20 cân cho người đi. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, lập tức sửa lời nói, tạ ơn tiền bối. Ta thật sự là quá ngây thơ rồi, dùng phàm nhân hình thức đi đoán này đại tiền bối phương thức tư duy. Thiếu niên vỗ tay phát ra tiếng, kim cương trong mắt liền mang theo một túi hơn 20 cân tiên trà lá trà, đưa cho Tống Thư Hàng. Một bên Sở Sở, trợn mắt hốc mồm. Nàng không biết muốn làm sao hình dung mình bây giờ nội tâm. Hơn 20 cân tiên trà lá trà a. Hơn 20 cân tiên duyên nha. Nhà ta sư phụ, quả nhiên mạnh vô địch. Nói thật,
nàng thực sự không thể nào hiểu được sư phụ cùng các vị đại lão ở giữa ở chung hình thức. Mặt khác, liên quan tới cái kia chủ tâm, ngươi chỉ cần nắm lấy hắn, hướng ngực nhấn một cái chính là. Rất đơn giản, thiếu niên mỉm cười. Tống Thư Hàng nhìn qua màu trắng chủ tâm, lại nhìn mắt bản thân đệ tử cái kia dần dần khôi phục ngực loại chuyện này vẫn là đệ tử tự để đi, hắn cái này làm sư phụ bất lực. Bất quá đang tiếp thụ chủ tâm thời điểm, muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Chủ tâm cùng kiếm ý là cùng một chủng loại hình khái niệm vật phẩm, nếu như tinh thần lực của ngươi cùng đạo tâm không chịu nổi chủ tâm, nói không chừng sẽ bị chủ tâm phản phệ. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, thiếu niên tiền bối nhắc nhở. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Sở Sở thận trọng đem màu trắng chủ tâm thu vào, nàng chuẩn bị ít nhất chờ bản thân vượt qua thiên kiếp về sau, đón thêm thụ cái này chủ tâm. Sau đó, cái này hạch tâm liền cho khôi lỗi tiên tử. Tống Thư Hàng đưa tay, đem cái viên kia hạch tâm phóng tới khôi lỗi tiên tử bên người. Không cần Tống Thư Hàng dùng tay lắp đặt, khôi lỗi tiên tử thân thể có thể tự chủ đem khôi lỗi hạch tâm bắt, lắp đặt đến hạch tâm vị trí. Theo một trận êm tai khởi động máy âm nhạc, khôi lỗi tiên tử một lần nữa khởi động máy. Tiên tử, thế nào? Mới hạch tâm thích ứng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Khôi lỗi tiên tử đứng dậy, ngồi vào trên ghế, nàng hai tay khoanh xếp tại cái cằm, một mặt uy nghiêm, cho ta chút thời gian, ta có thể chậm rãi thích ứng cái này tân hạch tâm. Có thể sử dụng liền tốt, Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó, hắn lại nắm lên cái kia màu đen chủ tâm, cuối cùng cái này, lưu cho chính ta, dạng này liền không có vấn đề a. Ngươi cứ tự nhiên, nhưng lần tiếp theo chính thức đánh cược, tán tài nhất định phải thông qua tán tài vương tọa mới được. Thiếu niên bưng lấy chén trà, chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Có lẽ, tán tài nghi thức cùng tán tài vương tọa, hẳn là tiền bối cái nào đó kế hoạch một bộ phận. Cuối cùng cái này chủ tâm, ngươi nên xử lý như thế nào? Thiếu niên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nắm lấy chủ tâm hộp, thứ này đáng tiền sao? Đổi thành linh thạch, thiếu niên. Khục, Tống Thư Hàng sửa lời nói, chính ta có thể sử dụng không? Ngươi muốn làm tiên trù, thiếu niên hỏi. Không nghĩ tới, bất quá. Đã hắn cùng kiếm ý đao ý là một loại vật chất, nói không chừng có thể làm cho ta loại suy. Chủ tâm cùng đao ý sẽ không xung đột a, Tống Thư Hàng nói. Của hắn đao ý giai đoạn thứ hai, sắp thành hình. Sở dĩ hắn đang suy nghĩ cái gì, có thể hay không từ chủ tâm ở bên trong lấy được một số linh cảm. Cũng không xung đột, thiếu niên khẳng định nói. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, quyết định nói, vậy ta thử một chút. Hắn nắm lấy màu đen chủ tâm, hướng bộ ngực mình nhấn tới. Ấn xuống về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bản thân vừa rồi quên cho chủ tâm đến một phát xem xét bí pháp. Chí ít biết chủ nhân của nó ai. Nói không chừng có thể được đến càng nhiều tình báo. Tống Thư Hàng cái này nhấn một cái, viên kia màu đen chủ tâm liền bị nhét vào thể nội, bị thân thể tiếp thu dung hợp. Thế nào, có cảm giác gì? Một bên thiếu niên bưng chén trà, có chút hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng giơ tay lên một cái cánh tay, bẻ bẻ cổ, đá đá chân. Không có cảm giác gì a? Tiền bối cho ta không phải khỏa hàng giả chủ tâm a? Trong lòng của hắn vô ý thức thầm nghĩ. Chớ suy nghĩ lung tung, viên kia chủ tâm là ta tự tay rút ra đi ra, không có vấn đề. Thiếu niên lập tức nói lại. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình lại là đọc mặt thuật. Vừa rồi lại quên đem mặt mình thành một đoàn, xem ra bản thân lần sau cùng đại lão lúc gặp mặt, có thể cân nhắc học tập khôi lỗi tiên tử, mang mặt nạ. Mặt khác, đã chủ tâm không phải hàng giả, nói không chừng là dược hiệu còn chưa bắt đầu phát tác. Tống Thư Hàng thử luyện một chuyến vũ động thanh xuân, giãn ra gân cốt. Nhưng mà, vẫn không có phản ứng chút nào. Viên này màu đen chủ tâm sẽ không nguội a. Tống tiền bối, ngươi tiến nhập nội thị trạng thái nhìn xem. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng ngắm nhìn da đen vũ nhu tử, hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên lại nói, nhà đầu này thật là tâm ma sao. Ngoại trừ có được tâm ma lực lượng bên ngoài. Nàng hoàn toàn không có tâm ma tính cách cùng tôn nghiêm. Tống Thư Hàng nhắm mắt tiến nhập nội thị trạng thái. Rất nhanh, hắn tìm được dung nhập trong cơ thể mình cái kia đỉnh chủ tâm. Lúc này viên này chủ tâm, chính tiếp nhận Tống Thư Hàng thân thể từng tầng kiểm tra công đức chi quang, tam thập tam thú bản mệnh pháp khí, ba cái thánh ấn cùng Tống Thư Hàng thể nội đông đảo lực lượng, đối diện hắn tiến hành các loại quét hình.
Những lực lượng này chỗ tạo thành kiểm nghiệm quá trình, chính là Tống Thư Hàng tự thân hệ thống miễn dịch, nhằm vào hết thảy dung nhập Tống Thư Hàng thể nội từ bên ngoài đến lực lượng. Nếu như từ bên ngoài đến lực lượng bên trong bao hàm chỗ không đúng, kiểm an hệ thống miễn dịch sẽ còn tiến hành giết độc. Khó trách hơn nửa ngày, Chu Tâm còn một điểm phản ứng đều không có. Luôn cảm giác Chu Tâm tựa như là một vị manh tân, tại dung nhập đại quần thể trước, đến kinh lịch một đám đại tiền bối đùa giỡn. Tống Thư Hàng từ nội thị trong trạng thái rời khỏi, thở thật dài một cái. Ngươi không cách nào hấp thu Chu Tâm, thiếu niên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, không, là Chu Tâm còn tại tiếp nhận kiểm an. Thân thể của ngươi là sân bay A, đăng ký trước vẫn phải tiếp nhận kiểm an. Thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tiền bối, thân thể của nam nhân là sân bay không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá, kỳ thật ta còn có chút cơ ngực, cùng sân bay vẫn có khác biệt. Thiếu niên, thật xin lỗi, Tống tiền bối. Cái này lúc, Da Đen Vũ Nhu tử yếu ớt nhấc tay nói, ta hiện thân, liền sẽ ảnh hưởng đến Tống tiền bối ngươi tình trạng. Nếu không, ta vẫn là lùi về đến cái bóng của ngươi đi. Ha 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 ha, không cần không cần. Ta cảm giác hiện tại trạng thái của mình rất tốt, ta thích cái trạng thái này. Tống Thư Hàng đắc ý nói hắn còn có một cái phục sinh mang theo, cái gì đều không cần sợ. Công đức xà mỹ nhân, Tống, không sợ hãi. Tạo hóa tiên tử, Tống A ngốc. Thông nương, ta muốn niệm cái gì lời kịch, mới có thể lộ vẻ ta rất hợp quần. Ta đến rồi, Chu Tâm rốt cục qua tất cả kiểm an. Tống Thư Hàng nói. Màu đen Chu Tâm rốt cục bắt đầu phóng thích lực lượng của nó. Một đạo đối với tiên chủ lý giải ý chí dung nhập vào Tống Thư Hàng trên người. Cùng đạo ý đồng dạng, có được Chu Tâm tiên chủ không nhất định là đỉnh tiêm tiên chủ, nhưng đỉnh tiêm tiên chủ nhất định sẽ có được Chu Tâm. Thậm chí đứng đầu nhất tiên chủ, một cái người sẽ có được nhiều loại khác biệt Chu Tâm. Biệt Tuyết tiên cơ nắm giữ Chu Tâm số lượng chỉ sợ sẽ không ít. Đạo ý có thể tăng cường đao tu thực lực. Chu Tâm đồng dạng sẽ tăng cường tiên chủ xào đi ra tiên hào đẳng cấp. Dung hợp Chu Tâm về sau, ta có phải hay không trực tiếp có thể trở thành đầu bếp? Tống Thư Hàng hỏi. Thiếu niên, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Một cái cho tới bây giờ chưa từng luyện đao pháp tu sĩ, thông qua kỳ ngộ đạt được đao ý về sau, chẳng lẽ có thể nhảy lên trở thành đao pháp đại sư? Hắn nhất định phải đi luyện tập tương ứng đao pháp, đem đao pháp nắm giữ. Mới có thể đem đao ý hiệu quả phát huy ra. Chu Tâm cũng là như thế, có được Chu Tâm về sau, ngươi phải đi học tập tương ứng tiên chủ chi nghệ, mới có thể phát huy Chu Tâm hiệu quả. Bằng không mà nói, ngươi Chu Tâm chỉ có thể lãng phí ở phổ thông đồ ăn thường ngày bên trên. Thua lỗ, Tống Thư Hàng nói, sớm biết cái này hai cái Chu Tâm đều từ sở sở đến dung hợp. Không cần, sư phụ, ta có một loại Chu Tâm liền tốt, sở sở kiên định nói, cái khác Chu Tâm. Ta nghĩ thông qua tự mình lĩnh ngộ. Mặt khác chớ xem thường cái này Chu Tâm, hắn mặc dù không phải đạo ý, nhưng cũng là khái niệm ý chí lực lượng. Nếu như ngươi không chịu nổi Chu Tâm, sẽ bị phản phệ, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thiếu niên nhấp khẩu tiên trà, nếu như phản phệ nghiêm trọng, ngươi sẽ bị Chu Tâm bên trong lực lượng ý chí đoạt xá, biến thành Chu Tâm nguyên chủ nhân bộ dáng cũng không nhất định. Tiền bối, cái này Chu Tâm nguyên chủ nhân là ai? Có thể tiết lộ một chút sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tại dung hợp Chu Tâm quá trình bên trong, rất nhiều đối với tiên hào chế tác tín niệm cùng ý chí, liên tục không ngừng xông tới. Tống Thư Hàng phát hiện, cái này màu đen Chu Tâm là một loại lệch ma môn hệ Chu Tâm. Tựa như là Hoa Hạ tự điển món ăn có món ăn Quảng Đông, món cay tứ xuyên, chiết giang đồ ăn, mân đồ ăn các loại phân chia đồng dạng, tiên chủ án lấy phong cách cùng chế tác thủ pháp khác biệt, cũng có phân chia vì rất nhiều loại. Phật hệ đồ ăn, đạo gia đồ ăn, ma tông đồ ăn, nho môn đồ ăn, đều là đồ ăn. Mà cái này ma môn chủ trong lòng, lại nhưng ẩn chứa rất nhiều đối đao pháp lý giải, cùng Tống Thư Hàng đạo ý ẩn ẩn sinh ra cộng minh. Một cái thật lâu trước tiểu gia hỏa, ta không nhớ kỹ tên của hắn. Hắn tại tiên chủ một đạo trên phi thường có thiên phú, mà lại, hắn về mặt tu luyện thiên phú càng thêm cường đại. Thiếu niên hồi ức nói, ta tại rút ra hắn chủ tâm thời điểm. Cảnh giới của hắn đã tại cửu phẩm kiếp tiên thực lực. Ngay tại thiếu niên vừa dứt lời thời điểm, Tống Thư Hàng cảm giác mình tinh thần nhận lấy từng lớp trùng kích. Đây là dung hợp Chu Tâm một bước cuối cùng. Chu Tâm bên trong nguyên chủ nhân ý chí,
bắt đầu trùng kích Tống Thư Hàng ý chí. Nếu như Tống Thư Hàng không chịu nổi, bị Chu Tâm tiếng vọng, có khả năng sẽ bị đoạt xá. Ha 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 ha, một cái điên cuồng tiếng cười tại Tống Thư Hàng thế giới tinh thần bên trong vang lên. Công đức xà Mỹ nhân cái đuôi cuốn lên, như bắn lò xo đồng dạng đạn hướng Tống Thư Hàng, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Tạo hóa tiên tử nhảy lên thật cao, lấy 360 độ xoay tròn nhảy cầu tư thế trở về Tống Thư Hàng nhục thân. Da đen vũ nhu tử yêu nhã mở ra chân dài, lặng yên vô tức chui vào Tống Thư Hàng cái bóng. Thông nương nhảy nhảy, nàng không có trở lên ba vị thủ đoạn, thế là nàng chỉ có thể nhảy đến khôi lỗi tiên tử bên cạnh. Tống Thư Hàng thế giới tinh thần triển khai. Hắn chắp tay ở sau lưng, trái công đức, phải tạo hóa, tâm ma vũ nhu tử tại cái bóng. Đối diện với hắn, Chu Tâm bên trong ý chí phồng lên, hóa thành một đạo hình người. Cũng dám hấp thu ta Chu Tâm. Chu Tâm ý chí hóa thành một vị ma môn đại lão thân ảnh, hắn ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lục phẩm cảnh giới. Nhỏ bé tiểu côn trùng, ngươi làm tốt bị ta bóp chết, đoạt xá chuẩn bị sao? Đến rồi, ma môn đại lão tiểu côn trùng tuyên ngôn. Công đức xà Mỹ nhân nhãn tình sáng lên, đối mặt dạng này tuyên ngôn, vừa vặn có một câu rất tốt lời kịch đáp lại. Nàng thật nhanh há miệng về đỗi, người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Nàng dùng chính là một cái điên cuồng thanh âm nam tử, đọc lấy sâu sâu lời kịch. Mà tạo hóa tiên tử, cơ hồ cùng nàng chăm miệng một lời đọc lên đồng dạng lời kịch, bất quá nàng chỉ dùng của mình thanh âm đến niệm. Nam nữ hợp sướng, phối hợp thiên y vô phùng. Đối diện, ma môn chủ tâm ý chí tập hợp thể một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói, đợi đã, hai vị tiên tử, cái này lời kịch nhận không đúng, cái này lời kịch đang mắng ta là con dẹp. Hai vị tiên tử liếc nhau một cái phía bên trái lệch ra đầu, một cái phía bên phải lệch ra đầu. Tống Thư Hàng thở dài, các ngươi như thế manh, ta còn có thể nói cái gì? Hắn nhìn về phía ma môn chủ tâm ý chí, khục. Lần này, sau lưng công đức xà Mỹ nhân nghiêm túc bắt đầu niệm lời kịch, muốn cái kiểu chết đi, muốn chết như thế nào? Đây là bạch tiền bối thanh âm. Sau đó, công đức xà Mỹ nhân thân thể phía bên trái nghiêng, cái đuôi dựng thẳng tắp, hai tay mở rộng kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí. Tạo hóa tiên tử, cho ngươi 10 giây, muốn cái kiểu chết. Đồng dạng là bạch tiền bối thanh âm, nàng và công đức xà Mỹ nhân tương phản, phía bên phải nghiêng, đồng dạng kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí. Hai vị tiên tử dọn xong động tác về sau, đồng thời quay đầu, nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Da đen vũ nhu tử. Hai vị tiên tử đối da đen vũ nhu tử liên tục nháy mắt, ra hiệu nàng tiếp lên đài từ. Da đen vũ nhu tử nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một đáp án. Nàng từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong toát ra, kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí, thoải mái. Thoải mái đến chết. Nàng cũng không xác định chính mình cái này đáp án, có thể hay không để cho hai vị tiên tử tiền bối hài lòng. Hai vị tiên tử đồng thời mỉm cười, trong đôi mắt đẹp hiển hiện ý cười, chính thức tiếp nạp da đen vũ nhu tử. Tống Thư Hàng đưa tay đè lại lồng ngực của mình, không ngừng cho mình tiến hành nhân công tim phổi khôi phục. MDZZ, ma môn chủ tâm ý chí hiện tại trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác thiếu niên trước mắt này tại đối mặt hắn lúc, không có chút nào sợ hãi. Đến cùng là cái gì lực lượng, để thiếu niên này lấy lục phẩm cảnh giới đối mặt chính mình cái này cửu phẩm ý chí lúc, còn có thể chấn định như thế. Mặt không đổi sắc, là cái kia công đức chi thân, vẫn có đặc thù pháp khí, lại hoặc là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Không, nhìn qua đều không phải là. Thiếu niên này, đến cùng có cái gì át chủ bài. Một lát sau, ma môn chủ tâm ý chí dùng sức lắc đầu. Đối phương có được bài tẩy gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một đạo cửu phẩm ma môn đại lão ý chí, tồn tại ở chủ tâm bên trong, là những người khác muốn dung hợp chủ tâm thủ quan đại tướng. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là phản phệ muốn dung hợp chủ tâm ra hỏa, đoạt xá, chiếm cứ. Sau đó, lại đem tiểu tử này luyện chế vì phân thân, trở về bản thể. Sở dĩ, chết đi, tiểu tử. Ta chờ đợi ngàn ngàn vạn vạn năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. Trở thành nhục thể của ta. Bị ta đoạt xá đi, tiểu côn trùng. Ta sẽ dẫn lấy lực lượng của ngươi, trở về bản thể. Ngươi sẽ thành ta bản thể trí cao lực lượng một bộ phận,
cái này đem là ngươi vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Ma môn chủ tâm ý chí hai tay vươn ra, cửu phẩm ý chí khí thế lan ra, ma diễm đảo thiên, tràn ngập Tống Thư Hàng thế giới tinh thần. Ba vị tiên tử đừng làm rộn, Tống Thư Hàng phất phất tay, nghiêm túc nhìn về phía ma môn chủ tâm ý chí, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy người ý chí, người ta ở giữa, thật là có duyên. Ma môn chủ tâm ý chí giơ cao hai tay cứng đờ thiếu niên này ngữ khí, làm sao cảm giác hắn giống như là nhận biết mình bản thể đồng dạng. Bất quá, bị ngươi đoạt xá, lại bị ngươi mang về đến bản thể, trở thành hắn sức mạnh vô thượng một bộ phận liền miễn đi. Tống Thư Hàng phất phất tay, dù sao, bản thể của ngươi không sai biệt lắm nguội. Hà chỉ ma đế. Gia hỏa này, thật sự nhận biết mình bản thể. Nguội, là chết ý tứ. Ma môn chủ tâm ý chí nhìn qua Tống Thư Hàng, sau đó lắc đầu, không có khả năng. Không có gì không thể nào sự. Mặt khác, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, đối bạo ngươi bản thể người, chính là ta. Phốc ma môn chủ tâm ý chí phốc cười ra tiếng. Thổi nghiêu bức liền không thể đánh cái bản nháp. Bản thể của hắn tại ngàn ngàn vạn vạn năm trước, cũng đã là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lúc đến hôm nay, lại thế nào khả năng dậm chân tại chỗ? Tiểu tử này chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian. Có lẽ, hắn là đang chờ ngoại viện. Nghĩ thông suốt về sau, ma môn chủ tâm ý chí không còn cho Tống Thư Hàng kéo dài thời gian cơ hội. Cả cái thế giới tinh thần ma diễm, cháy hừng hực, ma môn chủ tâm ý chí một hơi điều khiển tất cả ma diễm, cuốn về phía Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân mỉm cười, đưa tay chống lên tầng một quang mang. Quang mang kia hóa thành công đức điện hình chiếu, tùy tiện đem tất cả ma diễm ngăn tại bề ngoài. Nơi này, thế nhưng là thế giới tinh thần của ta. Tống Thư Hàng cười ha ha, hắn mở ra mắt trái đối ma môn chủ tâm ý chí chừng một cái, cường giả giám định thuật. Mẫu thân tự ái, tìm hiểu một chút. 10 tháng hoài thai nửa canh giờ sinh nở đồ bộ, điểm kích sẽ đưa. À, đây là cái gì? Ma môn chủ tâm ý chí hoảng sợ kêu lên, hắn không phải ma đế bản tôn, không cách nào thông qua cường giả giám định thuật xem xét. Loại này kinh khủng pháp thuật, là cái nào phát rồ ra hỏa nghiên cứu ra được? Quả thực là đáng sợ. Nghiên cứu ra pháp thuật này ra hỏa, hoặc là chân chính đại ái vô cương, phải không là cái tâm lý vặn vẹo biến thái? Mấy vị tiên tử, có tương đối tốt đối phó ý chí thể phương án sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ý chí trên đối kháng, cùng nhục thân trên đối kháng vẫn có khác biệt. Nếu là ý chí lời nói, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó suy yếu, liền có thể nhẹ nhõm đưa nó phá hủy a. Gia đen vũ nhu tử đưa ra chính xác nhất đề nghị. Suy yếu ý chí sao? Tống Thư Hàng xoa cằm. Cái này lúc, sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay, tại hốc mắt của chính mình vỗ một cái, đem tròng mắt của mình móc đi ra. Tống Thư Hàng, ta móc tròng mắt là vì thay đổi thánh nhân chi nhãn, tiên tử ngươi đây là làm gì? Móc tròng mắt cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Công đức xà mỹ nhân đem tròng mắt của mình quăng ra. Từ nơi này con mắt bên trên, có một cái màn sáng hình chiếu đi ra. Sau đó, có một cái xuất hiện ở màn sáng trên bị tiếp sóng. Người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Một cái trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, sau đó, Hà Chỉ Ma Đế thân hình cao lớn, xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Tích bá Tống Huyền Thánh đem ngươi ra nhập sổ đen. Ha ha ha, Hà Chỉ Ma Đế một trận cười quái dị, sau lưng hắn, 108 căn ma thần trụ hiển hiện, ma diễm ngập trời. Lại nói tiếp hình ảnh nhất truyền, bá Tống Huyền Thánh giơ lên một thanh quỷ đầu đao. Quỷ đầu đao bên trên, có 7 đạo đáng sợ nhân quả ngưng tụ tới, quấn quanh ở trên đao. Bá Tống Huyền Thánh xuất đao. Một đao kia bên trên, ẩn chứa 7 đạo chí tôn vô thượng lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng, đều cho ma môn chủ tâm ý chí mang đến tuyệt vọng cảm giác áp bách. Một đao xuống dưới, bản thể của hắn Hà Chỉ Ma Đế liền bị đối phát nổ, trọng thương ngã xuống, máu chảy một chỗ, không rõ sống chết. Lão thảm rồi. Một màn này, thúc người rơi lệ. Không có khả năng, ma môn chủ tâm ý chí ôm bụng. Ta bản tôn không có khả năng như thế bi kịch. Đây là ảo giác, cái này nhất định là giả. Điểm ấy hình chiếu nội dung, căn bản không có khả năng yếu bớt ý chí của ta. Nhưng ngay tại hắn cường hóa bản thân lòng tin thời điểm, thiếu niên ở trước mắt bá Tống Huyền Thánh móc ra một cây đại côn tử Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa ma thần trụ. Không chỉ có là bản tôn bị đỗi phát nổ, liền nhà đều bị rút.
hình chiếu có thể là giả, nhưng cái này ma thần trụ cũng tuyệt đối không thể giả. Ma môn chủ tâm ý chí có thể từ nơi này căn ma thần trụ bên trên, cảm ứng được thuộc về mình bản tôn lực lượng. Chẳng lẽ hình chiếu bên trong đều là thật? Ý nghĩ này, tại ma môn chủ tâm ý chí trong lòng hiển hiện. Suy nghĩ cùng một chỗ, sự tồn tại của nó liền không ngừng chịu đến suy yếu. Vô luận hắn làm sao cường hóa lòng tin của mình để duy trì tự thân tồn tại, cũng không có hiệu quả. Tại cây kia ma thần trụ đi ra trong nháy mắt, hắn liền đã thất bại thảm hại. Ma môn chủ tâm tiền bối, người một mực đang biến suy yếu. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở. Ma môn chủ tâm ý chí, ta biết, chính ta cũng cảm ứng được. Ta biết, sứ mệnh của ta phải kết thúc. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này da đen tiên tử là tâm ma nguyên nhân, ma môn chủ tâm ý chí đối nàng giác quan không tệ, hoàn toàn không có hận nàng ý tứ. Hắn nhìn vị này da đen tiên tử rất thuận mắt. Đã như vậy, ma môn chủ tâm ý chí hai tay giơ cao, dùng viễn cổ ngôn ngữ phát ra một chuỗi tiếng kêu. Sau một khắc, trong thân thể của hắn có sức mạnh tuôn ra, lực lượng này một phân thành hai. Một bộ phận đại biểu cho chủ tâm lực lượng, đầu nhập vào Tống Thư Hàng trên người, đây là Tống Thư Hàng thông qua được chủ tâm ý chí khảo nghiệm, lấy được ban thưởng. Từ đó về sau, hắn triệt để nắm giữ chủ tâm. Một bộ phận khác, lại đầu nhập vào da đen vũ nhu tử trên thân. Bộ phận này lực lượng cùng chủ tâm không quan hệ, là có thể tăng lên tinh thần lực ban thưởng. Ha ha ha, người có thể được đến chỉ có chủ tâm, bộ phận này tinh thần lực tư nhuận, người vĩnh viễn không có cơ hội đạt được. Ma môn chủ tâm ý chí dương dương đắc y nói. Tinh thần lực tư nhuận, Tống Thư Hàng xoa cằm, thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt ngươi không có đem tinh thần lực thoải mái soát đến trên người của ta. Nếu không ta khả năng lại phải đau đầu một đoạn thời gian. Tinh thần lực của hắn, thần thức cường độ, một mực liền đi tại thể chất trước đó. Nếu như cường độ tinh thần lực viễn siêu thể chất, liền lại sẽ giống lúc trước, thể chất theo không kịp tinh thần lực, dẫn đến đầu chướng đau nhức, mỗi ngày đều phảng phất có chùy nện đầu. Còn tốt hôm nay, có da đen vũ nhu tử thay hắn chia sẻ bộ phận này tinh thần lực. Ma môn chủ tâm ý chí. Như vậy, chúng ta lần sau gặp, Tống Thư Hàng đi cái tu sĩ lễ, đệ tử ta trong tay còn có một khối màu trắng chủ tâm, bên trong nên cũng có được hà chỉ tiền bối người ý chí. Đến lúc đó, ta sẽ phụ trợ đệ tử ta hấp thu chủ tâm, chúng ta lại có thể vui sướng gặp nhau. Mặc dù đến lúc đó, màu trắng chủ tâm ý chí bên trong ý chí, cùng ngươi sẽ có khác nhau. Ma môn chủ tâm ý chí đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, học Tống Thư Hàng bộ dáng không ngừng cho mình tiến hành tim phổi khôi phục động tác. Bái bai, tạo hóa tiên tử phất tay. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, truyền thụ tự chuột hamster tà ma giảng pháp niệm lực hiện lên, ép hướng ma môn chủ tâm ý chí. Từ bạch tiền bối tự tay sáng tạo đặc thù niệm lực công kích pháp môn, chuyên vì chỉ có một thân cường đại tinh thần lực cùng năng lượng, nhưng không có thi pháp thiên phú người tu luyện sáng tạo, có thể nói là sẽ chỉ cầm đao chém người hình tu sĩ phúc âm. Nhưng trên thực tế đi qua chư thiên vạn giới người tu luyện nghiệm chứng, cái này đặc thù niệm lực pháp môn, muốn phát huy ra lớn nhất hiệu quả, còn cần phối hợp thể chất đặc biệt hoặc là một ít điều kiện mới được. Tống Thư Hàng liền rất phù hợp loại này đặc thù niệm lực điều kiện, hắn niệm lực một triển đè tới, tức có vật lý công kích thuộc tính, lại có pháp thuật công kích đặc thù, thậm chí còn có thể trực tiếp làm bị thương hồn phách. Đã bị suy yếu đến cực hạn ma môn chủ tâm ý chí, bị niệm lực trực tiếp triển ép, triệt để tiêu tán. Da đen vũ nhu tử thấy thế, hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn nhãn công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử. Sau đó nàng kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí, thử nghiệm niệm lời kịch, người cái này con dẹp. Muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân. Hai vị tiên tử cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn qua da đen vũ nhu tử. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này lại còn có thể không có khe hở cắm vào một câu lời kịch. Mà da đen vũ nhu tử cắm vào lời kịch vô cùng hợp cảnh, vừa lúc ở Tống Thư Hàng đem ma môn chủ tâm ý chí bóp nát về sau. Đây là trò giỏi hơn thầy sao? Da đen vũ nhu tử bị hai vị tiên tử chằm chằm khó trách thụ, nàng nháy nháy mắt, ta đã làm sai điều gì sao? Công đức xà mỹ nhân run rẩy cho da đen vũ nhu tử đưa lên một cái ngón tay cái. Tạo hóa tiên tử cũng dựng thẳng lên khả ái ngón cái. Đi, chúng ta từ nơi này tinh thần không gian rời đi đi. Tống Thư Hàng nói, đồng thời trong lòng của hắn âm thầm quyết định,
giảm bớt Gia Đen Vũ Nhu Tử cùng hai vị tiên tử đơn độc tiếp xúc thời gian, miễn cho bị mang sai lệch. Chí ít tại hắn hướng dược sư dự định Hoàng Sơn tiền bối cùng khoản hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn trước, đừng cho Gia Đen Vũ Nhu Tử bị mang lệch ra phong cách vẽ. Ý thức của hắn trở về hiện thế. Cây kia ma thần trụ bản thể, đồng dạng xuất hiện ở trong tay của hắn. Chúc mừng sư phụ thành công dung hợp chủ tâm, Sở Sở lên tiếng nói, nàng tiên chủ kỹ thuật đã nhập môn, sở dĩ tại Tống Thư Hàng triệt để dung hợp chủ tâm về sau, nàng liền có thể có cảm ứng. Tống Thư Hàng mỉm cười, Sở Sở, lần này sau khi rời khỏi đây, ta tìm Bỉ Ngạn Ma Quân vì ngươi chế tạo riêng một bộ độ kiếp trận pháp, sau đó ngươi liền toàn tâm chuẩn bị trùng kích tam phẩm cảnh giới. Chờ ngươi độ xong kiếp sau, ta liền giúp ngươi hấp thu chủ tâm. Làm người liền muốn giữ uy tín, nói rằng gặp lại liền nhất định phải gặp lại một mặt. Chờ Sở Sở tam phẩm, chính là hắn gặp lại Hà Chỉ Ma Đế ý chí thời điểm. Không biết màu trắng chủ tâm bên trong, Ma Đế ý chí lại là tính cách gì. Bỉ Ngạn Ma Quân đáp ứng cho hắn chế tạo riêng độ kiếp trận pháp, kết quả một mực không dùng. Tống Thư Hàng có dự cảm, cái này độ kiếp trận pháp hắn tương lai chỉ sợ cũng không dùng được. Sở dĩ, Ma Quân thiếu hắn độ kiếp trận pháp. Liền chuyển di cho đệ tử Sở Sở đi. Sở Sở, mặc cho sư phụ an bài. Vậy cứ như thế định, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay tại ma thần trụ trên nhẹ nhàng ma sát. Hắn phát hiện, tại bàn tay mình cầm Hà Chỉ Ma Đế chủ tâm tay, chỉ cần tay của hắn theo trên ma thần trụ, liền có thể liên tục không ngừng từ trên đó đọc đến rất nhiều tin tức. Những tin tức này toàn bộ là cùng tiên chủ kỹ thuật có liên quan tri thức cùng chế tác tiên hào kinh nghiệm. Ma đế chủ tâm tựa như là chìa khóa, giải khai căn này ma thần trụ truyền thừa mật mã, đem bên trong ma đế tiên chủ truyền thừa đọc ra. Tiếp tục như vậy, chỉ cần lại đọc đến mấy giờ, ta liền có thể nắm giữ đại bộ phận tiên chủ cơ sở, đến lúc đó nếm thử nữa xào mấy cái cơ sở tiên hào, nói không chừng ta có thể đem tiên chủ cái này kiêm chức thắp sáng. Tống Thư Hàng trong lòng đắc ý. Trừ phi hắn tại tiên chủ trên thiên phú nát đến cùng kiếm thuật thiên phú đồng dạng. Nếu không tại chủ tâm Hà Chỉ Ma Đế tiên chủ truyền thừa song trọng hách bên dưới, hắn chỉ cần bình thường học tập, liền có thể trở thành một tên không tệ tiên chủ. Hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là căn này ma thần trụ không cách nào thu nhỏ, mang theo ở bên người không phải rất thuận tiện. Tống Thư Hàng hiện tại là đưa nó 4/5 bộ phận giấu ở hạch tâm thế giới, 1/5 bộ phận chộp trong tay, mới có thể tùy thân mang theo hắn. Cách đó không xa, thiếu niên đang cùng khôi lỗi tiên tử đánh cờ. Hai cái hạ hẳn là viễn cổ thời đại một loại đánh cờ, Tống Thư Hàng chưa thấy qua. Thiếu niên nhìn thấy Tống Thư Hàng ý thức trở về sau, lại nhìn mắt trong tay hắn ma thần trụ, xem ra, số người cũng may nha. Cái này ma thần trụ trên khí tức, hiển nhiên cùng chủ tâm có cùng nguồn gốc. Mà lấy hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái này ma thần trụ bên trong truyền thừa là tiên chủ truyền thừa. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng về sau, gió đông lại quan tâm thổi tới. Chỉ cần Tống Thư Hàng tiên chủ thiên phú không có nát tốt, hắn tại tiên chủ một đường trên liền có thể ngồi gió đông mà lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Đều là duyên, Tống Thư Hàng trả lời. Trước đó còn không có cảm giác, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm giác đến mình và Hà Chỉ Ma Đế ở giữa rất hữu duyên. Mà lại hắn cảm giác giữa hai người duyên, còn không có tận, còn chỉ mở đầu. Cố mà chân quý, lần sau có cơ hội để cho ta nếm thử tài nấu nướng của ngươi. Thiếu niên ngón tay thon dài nắm vuốt quân cờ, nhẹ nhàng lạc tử. Khôi lỗi tiên tử màu cam con mắt lóe sáng chỉ chốc lát, nàng đem trong tay quân cờ buông xuống, tiền bối ta lại thua. Thiếu niên cười ha ha, hắn trên người Tống Thư Hàng cực cảm giác thất bại, hiện tại toàn bộ tại cùng khôi lỗi tiên tử trên ván cờ thắng trở về, hắn hưởng thụ thắng lợi dư vị. Nói lên tiên chủ kỹ thuật, tiền bối ta có chút đói bụng, người cái này có ăn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tiền bối cái này trà là tiên trà, uống một chén đều là tiên duyên. Vậy hắn nơi này ăn tiên hào, hiệu quả khẳng định cũng kém không đến cái nào đi thôi. Ngươi thật đúng là cái gì đều muốn cọ a. Thiếu niên mỉm cười, khua tay nói, ngươi là thời điểm rời đi, lần sau đi. Nếu như lần sau ngươi còn có thể thắng ta cho các ngươi chuẩn bị một số ăn. Tiền bối, chúng ta tháng sau gặp, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đi a. Thiếu niên dựa vào ghế. Đúng rồi tiền bối, muốn hay không thêm ta cái hảo hữu. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Kim Đan Mã QA đồ án,
muốn hay không cho vị tiền bối này quét quét qua. Lần sau đi, thiếu niên híp mắt, ngắm nhìn Tống Thư Hàng, dù sao chúng ta chỉ ít còn có thể gặp lại 4 lần. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói. Thông nương điểm một cái hành mầm, dù sao đại gia mới lần thứ nhất gặp mặt, không quen. Da đen vũ nhu tử. Khôi lỗi tiên tử hai tay ôm lấy thông nương, đi vào Tống Thư Hàng bên người, sợ sợ cũng sau đó cái nào bên trên. Tiền bối, chúng ta trước hết cáo từ. Tống Thư Hàng đối tiền bối ôm quyền hành lễ. Thiếu niên tiền bối dưới thân cái ghế kéo dài ra, hóa thành một chương ghế đu. Hắn nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. Liền phảng phất đột nhiên biến thành cái lão đầu tử. Tống Thư Hàng mang theo đệ tử cùng khôi lỗi tiên tử, đi tới cái kia phiến cửa gỗ bên cạnh, mở ra cửa gỗ liền có thể trở lại tán tài vương tọa. Đúng rồi, cái này lúc, thiếu niên đột nhiên lại nói, người có thiên đạo chi tư, không muốn lãng phí thiên phú của mình. Ta sao? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hỏi đây là hắn lần đầu tiên nghe được có đại tiền bối chính diện đánh giá việc tu luyện của hắn thiên phú. Không, ta nói chính là cây kia hành lá. Thân thể thiếu niên theo ghế đu lắc lư, nói hắn vừa ngắm mắt Tống Thư Hàng sau lưng, thoáng chút đăm chiêu. Tống Thư Hàng không khỏi nhẹ nhàng đè lên lồng ngực của mình, đáp án này hắn vẫn có chuẩn bị tâm tư, sở dĩ tâm cũng không có nhiều nhét. Mà lại, thông nương thiên đạo chi tư. Xích tiêu tử đạo trưởng liền xác định qua, trong dữ liệu. Tu luyện quá mệt mỏi. Thông nương gật đầu nói, bất quá, ta vẫn là sẽ cố gắng tu luyện. Ta kỳ thật có một cái rất đáng sợ hành sinh mục tiêu. Cái mục tiêu này vô cùng viễn đại, ta nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể đem hắn thực hiện. Có lý tưởng không tệ. Thiếu niên chậm rãi nói, tương lai người thành thiên đạo về sau, nhớ kỹ đối xử tử tế bản thân cửu u chúa tể hóa thân. Nếu có một ngày ngươi muốn đến một trận kích thích mạo hiểm, cửu u chúa tể liền là của ngươi tọa độ cùng hậu phương cam đoan, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn biến mất. Thông nương. Vị tiền bối này giảng đồ vật quá thâm ảo, nàng lý giải không được. Nghe không hiểu trước tiên có thể nhớ kỹ, tương lai nói không chừng ngươi có thể dùng tới. Thiếu niên lại tại trên ghế xích đu đung đưa. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động. Tiền bối đây là lời nói bên trong có chuyện. Tuyệt đối không thể để cho cửu u chúa tể biến mất. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới Bạch Tiền Bối, cùng Ban Văn Long. Hai vị thiên đạo tại sau khi biến mất, đều muốn biện pháp đem bản thân cửu u chúa tể lấy đặc dị hình thái giữ lại. Ban Văn Long Tiền Bối vẫn phải dựa vào không gian đặc thù, ẩn tàng tự thân, gần như không tại hiện thế hiển hiện. Mà so sánh dưới, Bạch Tiền Bối tồn tại càng cao minh hơn. Hắn trực tiếp cường thế lưu tại cửu u trong thế giới. Thậm chí còn cưỡng chiếm lấy một nửa cửu u chúa tể quyền hạn, cùng mới cửu u chúa tể béo cầu đại lão thế lực ngang nhau. Lưu lại cửu u chúa tể rất trọng yếu. Nói cách khác, cửu u chúa tể thân thể còn giữ trước mấy đời thiên đạo, kỳ thật đều còn tại ám bên trong nhảy nhót tưng bừng lấy. Nhớ kỹ đi, thông nương. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hành mầm, sau đó phải hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên lãng phí ngươi thiên phú tu luyện. Thông nương sâu kín thở dài. Ta kỳ thật càng muốn một loại khác thăng cấp phương thức. Được rồi, không muốn nói. Tống Thư Hàng lại nhìn phía thiếu niên, tiền bối, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Tiền bối mỗi một câu nói, tình báo lượng đều cực lớn. Vô luận có tác dụng hay không, hắn đều trước nhớ kỹ lại nói. Không có, lần sau gặp, thiếu niên phất phất tay, cái kia kim cương trong mắt nhẹ nhàng tới, duỗi ra tay nhỏ thay hắn xoa bóp đầu. Cái kia cáo từ, tiền bối. Tống Thư Hàng chắp tay, đẩy ra cửa gỗ, trở về tán tài vương tọa. Hắn lục phẩm cùng tiền bối đổ ước cơ hội còn không dùng tới, sở dĩ cùng tiền bối ước định tháng sau lại tiến hành đánh cược, chủ yếu là hắn muốn đi thu thập tài vật. Hôm nay ván này, là tiền bối chiếu cố hắn, cho hắn ngoài định mức thêm đánh cược, liền đối đánh cược tài vật đều cho hắn miễn đi. Nhưng tiếp theo về, hắn tự nhiên muốn dâng lên tương ứng tài vật. Ít nhất phải để tiền bối hài lòng. Tại Tống Thư Hàng sau khi rời đi, thiếu niên nhẹ nhàng thở dài. Kim cương trong mắt ngừng tay đến, an tĩnh bay tới một bên. Không phải kiếp sau, hắn đứng dậy từ trên ghế xích đu đứng lên, đi vào hoa viên của chính mình bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng tại màu lam nụ hoa trên mơn trớn, chỉ là hai đóa tương tự hoa. Tại ngón tay hắn tiếp xúc đến màu lam nụ hoa thời điểm, nụ hoa trong nháy mắt nở rộ, nộ phóng. Ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, đóa hoa màu xanh lam điều tạ, khô héo,
lưu lại mấy viên hạt giống. Thiếu niên đem hạt giống cất kỹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sau đó, thiên địa đổi thành, nguyên bản vườn hoa biến mất, chuyển hóa làm một chỗ vực sâu không đáy. Thiếu niên chân đạp hư không, đứng ở trên vực sâu. Kim cương trong mắt, lơ lửng ở hắn bên cạnh thân. Thiếu niên đưa tay, nhẹ nhàng một vẩy, cái kia mấy viên hạt giống bị xá nhập trong thâm uyên. Sau đó, tại cái kia vực sâu không đáy bên trong, có vô số ánh mắt mở ra, lít nha lít nhít, trải rộng cả cái vực sâu. Thiếu niên hài lòng nhẹ gật đầu, còn kém bao nhiêu lần. Theo đại chủ nhân lưu lại thiết kế, chỉ cần ngài lại cược thắng 61 vị có được đại khí vận tu sĩ, ngài liền có thể triệt để nắm giữ vực sâu, tiến vào trò chơi cuối cùng khâu, thu hoạch được một cái thuộc về ngài cỡ nhỏ cửu u thế giới. Kim cương trong mắt trả lời. Hừm, mục tiêu tiếp theo là chỉ ít thắng bá tống tiểu đạo hữu một lần. 4 lần cơ hội, ta nhất định có thể thắng hắn một lần. Thiếu niên lên tiếng nói, lần sau tuyệt đối sẽ không nhường. Chúc ngài thành công, ta chủ. Kim cương trong mắt chúc phúc nói. Thiếu niên, lần trước ngươi cũng là như thế chúc phúc ta, kết quả ta liên tiếp bại 7 cục, lời chúc phúc của ngươi có độc. Thật xin lỗi, ta chủ. Kim cương trong mắt bình tĩnh trả lời. Thiếu niên, ngươi nói nếu như ta xuất tiền, để bá tống tiểu đạo hữu cố ý thua ta một lần thế nào? Hắn nhìn rất thiếu tiền dáng vẻ. Ta chủ, gian lận đáng xấu hổ. Kim cương trong mắt nhắc nhở. Ha ha ha, thiếu niên cười ha ha một tiếng, quay người lui lại, rời đi cái này vực sâu không đáy. Tại thân hình hắn sau khi biến mất, trong thâm uyên tất cả con mắt một lần nữa nhắm lại, vực sâu khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Tống Thư Hàng xuất hiện tại tán tài vương tọa. Lúc này tán tài vương tọa quyền sở hữu chuyển rời đến trong tay hắn, hắn suy tư một lát sau, trước từ tán tài vương tọa bên trong bước ra một bước. Sau đó đem chọn cái tán tài vương tọa thu nhập đến hạch tâm thế giới. Thân là một kiện hợp cách pháp khí, tán tài vương tọa tự mang mở rộng, thu nhỏ công năng. Thu hồi tán tài vương tọa về sau, Tống Thư Hàng thần thức khuếch tán ra đến, tìm kiếm Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối thân ảnh. Lại nói, các tiền bối có thể hay không tại Đỗi Thiên Nhân. Tống Thư Hàng ám đạo. Như vậy một đống thiên nhân tại, lấy Cửu Châu Nhất Hào quần mỗ vị tiền bối tính cách. Từ tán tài vương tọa bên trong sau khi ra ngoài, hẳn là muốn đổi một đợt mới đúng. Nhưng là, Tống Thư Hàng thần thức tìm tòi một vòng, không có cảm ứng được Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên khí tức, thậm chí thiên nhân cùng cái khác người tu luyện khí tức, cũng đều không phát hiện được. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, chẳng lẽ ta cùng vị kia thần bí tiền bối ở giữa đổ ước, kéo dài rất nhiều ngày. Trong động một ngày, thế gian đã ngàn năm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lắc lắc. Không tệ, có tín hiệu. Tống Thư Hàng mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Các tiền bối, đại gia hiện tại ở đâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, người rốt cục ra ngoài rồi, chơi vui vẻ sao? Còn tốt, kém chút khóc ra máu. Tống Thư Hàng trả lời, đại gia hiện tại ở đâu? Ta từ tán tài vương tọa sau khi ra ngoài, không phát hiện các ngươi. Vũ Nhu Tử, khóc ra máu. Nghe rất thú vị. Tiền bối ngươi qua đây, đem có thú kinh lịch giảng cho chúng ta nghe một chút. Đại gia tại Điền Thiên Đảo, Bắc Hà Tán Nhân nói, chờ lấy ngươi mở yến hội, mau tới. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, trả lời, lập tức đến. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi điện thoại di động thời điểm, quần bên trong có người hắn. Tiên ngư sứ ngư kiều kiều, bá đao tống nhất, Thư Hàng, người phát cái thiên ám hiệu kia, ta khả năng có đầu mối. Ám hiệu. Ta phát cái gì ám hiệu? Chẳng lẽ là thần binh kỳ giám? Kiều Kiều, người bây giờ ở đâu? Tống Thư Hàng trả lời. Ngư Kiều Kiều, còn tại cấm địa ngốc đây, hôm nay khó được nghỉ, ta đi ra lên mạng. Ta phát hiện, người phát cái thiên mật mã đó, cùng Tống đầu gỗ có quan hệ. Đúng, Tống Thư Hàng nói, hắn một tay nắm lấy ma thần trụ, một bên hồi phục một bên hướng Điền Thiên Đảo bay đi. Phi hành thời điểm, hắn không cẩn thận tay trượt. Cho ma thần trụ tới một đao dưỡng đao thuật. Ma thần trụ, ong ong ong. Sau một khắc, đại lượng tiên trù chi thức, ra tốc hướng Tống Thư Hàng truyền lại. Ma thần trụ bên trong truyền thừa tiên trù chi thức phi thường phong phú hà chỉ ma đế thế nhưng là tại cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới lúc, liền nắm giữ 7 loại trù tâm nam nhân. Tống Thư Hàng chỉ dung hợp hắn ma môn trù tâm, mà từ truyền thừa chi trụ bên trong tuôn đi qua cơ sở tiên trù kỹ thuật, nhưng có gần 20 loại nhiều.
Hà chỉ ma đế tại tiên chủ nhất hệ đạt thành tựu cao, khiến cho người bội phục. Đây là muốn một hơi đem ta rót thành mập mạp sao? Tống Thư Hàng nói. Tham thì thâm, khát nước 3 ngày, lấy một bầu liền tốt. Thế là, Tống Thư Hàng đem những kiến thức này phân môn phân loại, từ đó chọn lựa ra cùng ma môn tự điển món ăn có liên quan tri thức cùng kinh nghiệm, ưu tiên tiến hành ký ức cùng học tập. Cái khác tự điển món ăn tri thức trước trực tiếp phong tồn tại trong đại não, chờ tương lai cần thời điểm lại lôi ra tới. Học tập trong lúc đó, tay nhỏ bé của hắn lại là trượt đi, lập tức là một phát dưỡng đao thuật rơi trên ma thần trụ, bảo trì ma thần trụ cường độ cao tri thức chuyển vận. Công đức xà Mỹ Nhân bám vào Tống Thư Hàng phía sau, nàng kỳ quái nhìn qua Tống Thư Hàng cùng ma thần trụ, lâm vào trầm tư. Một lát sau, đương Tống Thư Hàng lần nữa cho ma thần trụ trượt một phát dưỡng đao thuật thời điểm, công đức xà Mỹ Nhân đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng phần lưng. Chuyện gì, đang toàn lực học tập Tống Thư Hàng, cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là một bên phi hành, một bên tiếp thu tri thức cũng đưa chúng nó phân loại, một bên học tập. Một bên cho ma thần trụ trượt dưỡng đao thuật, đồng thời còn đến chú ý cửu châu nhất hảo quần bên trong ngư kiều kiều hồi phục, có thể bận rộn. Công đức xà Mỹ Nhân không có trả lời, nàng lại đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đành phải tạm dừng học tập tiết tấu, cưng chiều xoay đầu lại, nhìn về phía tiên tử. Gặp hắn xoay đầu lại về sau, công đức xà Mỹ Nhân trên mặt vui vẻ, nàng đưa tay dùng sức chỉ bản thân. Tống Thư Hàng. Công đức xà Mỹ Nhân đưa tay chỉ Tống Thư Hàng nắm lấy ma thần trụ bàn tay, sau đó vừa chỉ bản thân. Ngươi cũng muốn giống như ma thần trụ, bị ta nắm trong tay. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Tiên tử gần nhất yêu thích càng ngày càng kỳ quái. Bất quá, nàng kỳ thật rất thích hợp bị chộp vào trong tay, dù sao nàng có cái đuôi. Tống Thư Hàng chỉ cần nắm lấy cái đuôi của nàng nhọn, liền có thể giống đùa nghịch rắn đồng dạng vui sướng chơi đùa. Nếu như nàng thật sự muốn dạng này chơi đùa, Tống Thư Hàng cũng sẽ phối hợp nàng. Bên trên tạo hóa tiên tử nghe nói như thế, phát ra một chuỗi êm tai tiếng cười, Tống A ngốc ngốc ngốc. Công đức xà Mỹ Nhân dùng sức lắc đầu, nàng chỉ Tống Thư Hàng, vừa chỉ ma thần trụ, lại chỉ bản thân. Tống Thư Hàng rốt cuộc hiểu rõ, người cũng muốn dưỡng đao thuật. Công đức xà Mỹ Nhân vui vẻ nhẹ gật đầu, nàng bám vào Tống Thư Hàng trên lưng. Đem cánh tay của mình từ Tống Thư Hàng nơi bả vai đưa tới trước mặt hắn. Nói thật, cái này dưỡng đao thuật đối tiên tử sử dụng, luôn có điểm là lạ. Tống Thư Hàng nói, dù sao công đức xà Mỹ Nhân là một phần của thân thể hắn, đối nàng sử dụng dưỡng đao thuật, trình độ nào đó tới nói, chính là mình sử dụng đồng dạng. Bất quá đã tiên tử muốn, hắn đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng. Dù sao chính là một lần tay trượt mà thôi. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại công đức xà Mỹ Nhân cánh tay bên trên, không chút do dự chính là một phát dưỡng đao thuật. Dưỡng đao thuật hào quang rơi trên người công đức xà Mỹ Nhân, nàng tay nhỏ khẽ run lên, tựa như là điện giật. Một lát sau, công đức xà Mỹ Nhân cái miệng nhỏ nhắn hé mở, thổ khí như lan. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, tựa hồ vô cùng dễ chịu. Nàng dùng sức duỗi lưng một cái, thân thể mềm nhũn ghé vào Tống Thư Hàng phía sau. Cuối cùng như sa vào đầm lầy lâm vào Tống Thư Hàng thể nội. Tống Thư Hàng thu hồi bàn tay của mình, lợi hại, ta dưỡng đao thuật. Tạo hóa tiên tử gặp công đức xà Mỹ Nhân tựa hồ rất dễ chịu, giống như là làm xong ngựa giết gà đồng dạng. Thế là nàng cũng tò mò phụ đến Tống Thư Hàng trên người, đem bản thân cánh tay đưa tới trước mặt hắn. Tạo hóa tiên tử cũng phải. Tống Thư Hàng hỏi. Tạo hóa tiên tử dùng sức gật đầu. Người cùng công đức tiên tử yêu thích, càng ngày càng đồng bộ. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, tạo hóa tiên tử hiện tại ở trên người hắn thời gian so về nhà ở thời gian còn nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, tạo hóa tiên tử đều muốn biến thành của nhà hắn. Dứt lời, Tống Thư Hàng cũng không keo kiệt, dưỡng đao thuật hào quang rơi trên người tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử phản ứng cơ hồ cùng công đức xà Mỹ Nhân đồng bộ, nàng đồng dạng thoải mái duỗi lưng một cái. Vô lực ghé vào Tống Thư Hàng trên lưng, dung nhập trong đó. Đã công đức xà Mỹ Nhân cùng tạo hóa tiên tử đều xoa bóp xong, cái kia xích tiêu kiếm tiền bối đương nhiên không thể kéo xuống. Tống Thư Hàng đem xích tiêu kiếm tiền bối từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Có việc, muốn đổi người sao? Xích tiêu kiếm tiền bối phản ứng đầu tiên chính là lần này cần đổi vị nào đại lão. Vừa dứt lời,
Tống Thư Hàng liên tiếp ba phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Xích Tiêu kiếm tiền bối thân kiếm phát ra trận trận kiếm minh, ôi chao, chính là cái này cường độ, thoải mái nhất. Không tệ a, Thư Hàng, kỹ thuật càng ngày càng tốt. Tiền bối ưa thích liền tốt, Tống Thư Hàng nói. Có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, vô sự mà ân cần, Thư Hàng khẳng định là có chuyện gì muốn hướng hắn xin giúp đỡ. Không, chính là đột nhiên nhớ tới tiền bối, liền cho tiền bối bảo dưỡng một chút. Tống Thư Hàng nói. Bảo dưỡng, đúng a, liền xem như thần binh cũng cần bảo dưỡng nha. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười ha ha nói, chờ tương lai ngày nào đó, gặp một cái khác chủ nhân Xích Tiêu tử về sau, hắn cũng phải cầu định kỳ bảo dưỡng phúc lợi. Tâm tình thật tốt, Xích Tiêu kiếm, cùng Tống Thư Hàng song song bay lên. Cái góc độ này, Tống Thư Hàng cái bóng vừa vặn rơi trên người Xích Tiêu kiếm. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái bóng của mình lúc, nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, cái kia. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ tiên tử, tên đầy đủ gọi cái gì tới, làm sao đột nhiên không nhớ nổi. Tống tiền bối, đằng sau còn có cái lục đậu phượng. Da đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, nhắc nhở Tống Thư Hàng nói. Danh tự quá dài, mà lại không dễ nhớ, Tống Thư Hàng nói. Da đen vũ nhu tử, hừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là đây là bản thể cho nàng đặt tên, nàng không có cách nào phản bác. Tức giận, nhưng vẫn là phải gìn giữ ưu nhã. Người có muốn hay không đến phát dưỡng đao thuật? Tống Thư Hàng hỏi. Bên trên Xích Tiêu kiếm tiền bối. Da đen vũ nhu tử nghĩ nghĩ về sau, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng cũng rất tò mò công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử thể nghiệm dưỡng đao thuật đến cùng là cảm giác gì. Thế là, nàng thận trọng đưa cánh tay ngả vào Tống Thư Hàng trước mặt. Chớ khẩn trương. Từ công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử phản ứng đến xem, dưỡng đao thuật thể nghiệm cảm ứng nên rất không tệ. Tống Thư Hàng dứt lời, một cái dưỡng đao thuật rơi vào da đen vũ nhu tử trên người. Sau một lúc lâu, da đen vũ nhu tử nháy nháy mắt, nàng nghiêng đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng. Không có hiệu quả, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Da đen vũ nhu tử nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng không tin tà, liên tiếp ba phát dưỡng đao thuật phóng xuất ra ba phát liên tục. Bình thường đều chỉ dùng tại Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Dù sao ba phát liên tục cùng một phát cường độ là hoàn toàn khác biệt. Ba phát dưỡng đao thuật qua đi, đối diện da đen vũ nhu tử vẫn như cũ không nửa điểm phản ứng, Tống tiền bối, vẫn không có hiệu quả gì. Tống Thư Hàng, đúng vậy, vũ nhu tử, ta thấy được. Chẳng lẽ là tâm ma cấu tạo tương đối không giống bình thường? Hắn hiếu kỳ nói. Phải biết lúc trước. Hắn đối bạch tiền bối phân thân sử dụng dưỡng đao thuật lúc, đều nhận được kỳ hiệu. Mà vũ nhu tử tâm ma lại nhưng không nửa điểm phản ứng. Lại hoặc là dưỡng đao thuật chỉ có thể đối pháp khí cùng phân thân sử dụng, đối với những khác vật thể vô hiệu. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Nhưng là vừa rồi tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân cũng rất hài lòng dáng vẻ. Đợi đã, chẳng lẽ là bởi vì các nàng là hí tinh nguyên nhân? Tống Thư Hàng nói. Lấy tiên tử tính cách, tiếp nhận rồi dưỡng đao thuật về sau, rất có thể là diễn kịch, hố vị kế tiếp. Mà tạo hóa tiên tử tại một số phương diện cùng tiên tử rất tương tự, nàng bị hố, nhất định sẽ đồng bộ diễn kịch, tiếp tục hố vị kế tiếp. Da đen vũ nhu tử. Nếu như là hai vị hí tinh tiên tử tại bão tố hí, vậy liền có thể giảng thông. Tống Thư Hàng nói. Tống tiền bối, nếu không ngươi dùng lại lần nữa thử một chút. Ta điều chỉnh bên dưới trạng thái phối hợp ngươi, da đen vũ nhu tử nói. Thế là, Tống Thư Hàng lại đối da đen vũ nhu tử dùng 3 lần dưỡng đao thuật. Vẫn như cũ là nửa điểm phản ứng đều không có. Xem ra, là không có hiệu quả, lại hoặc là, vũ nhu tử ngươi là đặc thù cá thể. Tống Thư Hàng nói. Da đen vũ nhu tử nghiêng đầu. Lại qua một lát sau, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó... Nàng một lần nữa lẻn về Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Xích Tiêu kiếm cùng Tống Thư Hàng song song phi hành. Trên đường đi, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng không ngừng đối ma thần trụ sử dụng dưỡng đao thuật. Người đây là làm gì? Xích Tiêu kiếm nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng, đang học lấy hà chỉ ma đế lưu lại tiên trù truyền thừa đâu, lại nói nếu là trong đầu của ta cũng có thể có cái long lạc tiểu trợ thủ liền tốt. Xích Tiêu kiếm, a. À. Từ hà chỉ ma đế trong truyền thừa đọc đến tới tiên chủ kỹ thuật cùng kinh nghiệm số liệu vô cùng khổng lồ,
ta hiện tại muốn đem bọn chúng phân loại, sau đó đọc đến nghiên cứu cùng ma môn tự điển món ăn có liên quan tri thức. Nếu như ta trong đầu cũng có cái Long Lạc tiểu trợ thủ, vậy nó liền có thể trợ giúp ta chỉnh lý, phân loại những kiến thức này, tựa như là hạch tâm tiểu trợ thủ giúp ta giữ gìn hạch tâm thế giới đồng dạng. Tống Thư Hàng trả lời. Xích Tiêu Kiếm. Tống Thư Hàng ra hỏa này, không cứu nổi. Đích tích tích. Cái này lúc, Tống Thư Hàng điện thoại truyền đến tin tức âm thanh, là có người nói chuyện riêng hắn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra xem xét. Là Vũ Nhu Tử phát cho tin tức của hắn. Vũ Nhu Tử. Đợi đã. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại di động tay cứng đờ, hắn phát hiện điểm mù. Vừa rồi dưỡng đao thuật tác dụng tại da đen Vũ Nhu Tử trên người, không có đưa đến hiệu quả. Cái này hiệu quả không phải là tác dụng đến Vũ Nhu Tử bản tôn trên người đi. Khả năng này phi thường lớn. Hắn nhanh chóng điểm mở Vũ Nhu Tử gửi tới tin tức. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, không nghĩ tới mang thai lại là thư thái như vậy sự. Sán lạn khuôn mặt tươi cười. Tống Thư Hàng. Hắn còn chưa kịp tới hồi phục, Vũ Nhu Tử lại phát cái tin tới, mới vừa rồi cùng cha cùng một chỗ tại xem Huyền Thánh tiếp sóng. Mãi mới chờ đến lúc đến Tống tiền bối ngươi huyền ma giảng pháp, lại tốt không dễ dàng chờ đến mang thai ngưng thị khâu. Hiện tại, cha mặt mũi trắng bệch, chính vòng quanh cái chăn phát run. Nhưng là ta lại cảm giác vô cùng dễ chịu, cảm giác rất không tệ. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng, mang thai ngưng thị hoàn toàn không phải cái gì chuyện đáng sợ, mang thai cũng không đáng sợ. Tống Thư Hàng ngón tay tại tin tức khung chat bên trong đưa vào mấy chữ, lại xóa bỏ, lại nhập. Lại xóa bỏ hắn trong lúc nhất thời không biết mình muốn làm sao hồi phục Vũ Nhu Tử. Hắn mơ hồ cảm giác đến bản thân phát hiện chân tướng. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng, Linh Điệp tiền bối hiện tại cảm xúc như thế nào? Quan hệ này đến tính mạng của hắn an toàn số. Tống tiền bối không cần lo lắng, cha cảm xúc rất ổn định. Chỉ cần là ta cảm giác chuyện rất thú vị, cha bình thường liền sẽ không quá so đo. Mà lại... Lần này quần bên trong các tiền bối đều đã trải qua khuyên qua cha không muốn xem huyền ma giảng pháp nội dung, cũng cùng hắn miêu tả qua giảng pháp nội dung, nhưng hắn vẫn là muốn bồi tiếp ta cùng một chỗ xem. Sở dĩ, chuyện lần này kết quả, vô luận như thế nào cũng không trách được Tống tiền bối trên đầu ngươi. Vũ Nhu Tử trả lời. Tống Thư Hàng, lau mồ hôi biểu lộ. Kết thúc cùng Vũ Nhu Tử nói chuyện phiếm trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Vũ Nhu Tử may mắn chỉ quả nhiên rất cao. Tương lai chờ mình cùng thần bí tiền bối đánh cược sau khi hoàn thành, có lẽ có thể giới thiệu Vũ Nhu Tử tới đón đánh cược. Lại nói, chúng ta muốn chạy đi đâu? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Điền Thiên Đảo, Tống Thư Hàng trả lời, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, đều ở nơi đó chờ lấy chúng ta đây. Lần này yến hội, là chính hắn chủ động nói ra tổ chức. Đang đến gần Điền Thiên Đảo thời điểm, Tống Thư Hàng bắt đầu liên hệ tại phía xa Hắc Long thế giới Long Lạc tiểu trợ thủ. Tống Thư Hàng, Long Lạc tiểu trợ thủ, có thể thu đến tín hiệu sao? Đúng vậy, Bá Long nhân viên quản lý. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng, yến hội chuẩn bị thế nào? Rời đi Hắc Long thế giới trước, hắn xin mời Long Lạc tiểu trợ thủ hỗ trợ, cho Hắc Long thế giới ma chủ nhóm tuyên bố nhiệm vụ, chế tác một nhóm yến hội thức ăn. Tống Thư Hàng còn lưu lại một bộ phận từ thiên nhân cái kia lấy được pháp khí Long Lạc điểm tích lũy làm ban thưởng. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, ngài cần thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy từ truyền tống trận chuyển rời đến ngài tư nhân thế giới. Bởi vì Hắc Long thế giới ma chủ nhóm chủ nghệ, cũng ỷ lại tại Long Lạc, nếu như trực tiếp đem bọn hắn kéo vào đến hiện thế, tài nấu nướng của bọn hắn liền muốn giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ chế tác thức ăn thời điểm. Muốn tại Hắc Long thế giới hoàn thành, lại chuyển rời đến hiện thế tới. Vất vả mọi người, Tống Thư Hàng nói. Đáng tiếc, lần này tán tài vương tọa bên trong, hắn mặc dù chúng giải đặc biệt, nhưng không có thu hoạch được số lớn bảo vật. Nếu không tán tài vương tọa bên trong bảo vật, cũng có thể gia nhập vào ban thưởng liệt biểu, cảm tạ Hắc Long thế giới ma chủ. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Rượu phương diện có Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối tự mang rượu ngon Tống Thư Hàng từ Long Lạc trong tay đào tới hảo tửu. Thậm chí ngay cả nước trà đều không lo, mới từ thần bí tiền bối trong tay đạt được 20 cân lá trà ngon. Lần này nhất định phải để Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối phải say một cuộc. Nói không chừng đến lúc đó,
bản thân vừa lấy được chủ tâm ma môn tiên hào cũng có thể lộ lên một tay. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng liền có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Sau đó, hắn lại mở ra điện thoại, điểm mở Ngư Kiều Kiều nói chuyện riêng, Kiều Kiều, còn có tín hiệu sao? Ngày đó mật mã có cái gì manh mối? Ngư Kiều Kiều vừa rồi một mực chưa hồi phục. Tín hiệu không phải quá tốt, ngươi chờ một chút, ta sửa sang một chút tư liệu, một hơi chuyển cho ngươi. Ngư Kiều Kiều hồi phục. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, được rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi điện thoại di động thời điểm, Tô Thị A Thập Lục phát cái tin tới, ta xuất quan. Tống Thư Hàng mỉm cười, trả lời, xuất quan địa điểm ở đâu? Ta đi tiếp ngươi xuất quan. Mặc dù công tử Hải Ba kiện bộ không tập hợp đủ, nhưng chờ Thập Lục sau khi ra ngoài, có thể cùng một chỗ thu thập nha. Tô Thị A Thập Lục cười trả lời, giọng nói ta lúc trước hướng Lan Tây Đảo, sau đó ngươi lại đến tiếp ta. Chờ nhanh đến thời điểm, ta gọi điện thoại cho ngươi. Nàng lần này thanh âm, vẫn như cũ nhu hòa uyển chuyển, thanh tuyến so bình thường muốn trầm thấp, vô cùng xốp giòn, vô cùng thành thục. Tốt, cái kia đến lúc đó ta tại Lan Tây Đảo tiếp ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Đến lúc đó, muốn hay không lựa chọn lấy một cái đặc biệt anh Tuấn phương thức ra sân, đem A Thập Lục tiếp đi. Hà Long thần hành chiến xa, ngân sắc khôi lỗi long. Hoặc là hướng công đức xà mỹ nhân cho mượn công đức phỉ kình. Những thủ đoạn này cũng không tệ, bất quá chỉ thích hợp tại tu sĩ trước mặt sử dụng, tại người bình thường trước mặt đến che lên huyễn pháp. Nếu như đến lúc đó A Thập Lục trực tiếp đáp xuống Lan Tây Đảo, hiện thân ở trong đám người, vậy hắn liền phải suy tính một chút hiện đại hóa một số thủ đoạn tới đón nàng. Tỷ như, hắn hạch tâm thế giới tựa hồ còn có mấy chiếc xe đẩy. Không nên không nên. Xe đẩy mặc dù phong cách, nhưng loại này đăng tràng phương pháp vẫn là miễn đi. Không có bạch tiền bối nhan chỉ cùng mị lực, hắn sợ bản thân khống chế không được xe đẩy phong tao. Có lẽ đến lúc đó có thể hướng Điền Thiên tiền bối cho mượn chiếc du thuyền cái gì. Mặt khác, hạch tâm thế giới bên trong có một đám từ Hắc Long thế giới chuyển di tới được loài ngựa ma thú cùng lạc đà ma thú, ngoại trừ cao lớn hơn điểm bên ngoài, bộ dáng ngược lại cùng phổ thông ngựa, lạc đà tương tự. Có lẽ cưỡi ngựa ra sân cũng rất phong cách. Giọng nói vậy chúng ta đến lúc đó gặp, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Từ ngữ khí tới nghe, tâm tình của nàng tựa hồ không tệ. Kết thúc cùng A Thập Lục nói chuyện phiếm về sau, Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, tiếp tục cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối bay hướng Điền Thiên Đảo. Hắn vừa cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối tùy ý trò chuyện một ít lời đề, một bên không ngừng cho ma thần trụ thi triển dưỡng đao thuật, đọc đến ma môn tiên chủ kỹ thuật chi thức. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ một số tu sĩ cùng với khác hệ người tu luyện. Có thể là bởi vì tán tài vương tọa hoạt động nguyên nhân, phụ cận tụ tập rất nhiều người tu luyện, còn không có tán đi. Có người còn tại phụ cận tìm kiếm, nhìn xem tán tài vương tọa có thể hay không lần nữa mở ra. Sở dĩ, bình thường khó gặp các hệ người tu luyện, hôm nay một đường bay tới lúc, gặp được không ít. Những tu sĩ này hoặc người tu luyện, xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc. Một bộ phận sẽ dừng lại. Có người sẽ đối với lấy Tống Thư Hàng hành lễ, đây là hậu bối gặp gỡ tiền bối lễ phép. Có người sẽ lễ nhượng qua một bên, ghé mắt nhìn qua Tống Thư Hàng đi xa. Nhưng càng nhiều một bộ phận người tu luyện, xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, liền sắc mặt trắng bệch, lộn nhào chạy mất. Đang chạy thoát trước đó, Tống Thư Hàng luôn có thể nghe đến mấy cái này người tu luyện đang tiếng kêu, là bá Tống tới. Bá. Bá Tống. Bá Tống làm sao còn ở nơi này? Không nên nhìn bá Tống tiền bối con mắt. Nghe nói bá Tống tiền bối, đã là kiếp tiên cấp tu vi. Tốt nhất liền hô hấp cũng ngừng lại. Ta chỗ này có chuyên môn thuốc tránh thai, các ngươi có cần phải tới hai hạt, vị mận, nghe nói quả mận sẽ dẫn đến sinh non, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mọi việc như thế thanh âm hoảng sợ, mà lại là nhiều nước ngôn ngữ. Nếu không phải Tống Thư Hàng gần nhất nắm giữ rất nhiều quốc gia ngôn ngữ, chỉ sợ đều nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tống Thư Hàng mặt đều đen. Nhân ngôn đáng sợ a. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một số chính diện đánh giá. Bất quá, thiếu niên bộ dáng bá Tống tiền bối rất khả ái. Lần trước giảng pháp lúc, hắn không phải là đại thúc bộ dáng sao? Bá Tống huyền thánh là kiếp tiên cảnh giới, bề ngoài với hắn mà nói đều là phù vân. Muốn biến liền biến. Ta ngược lại cảm giác vẫn là đại thúc bộ dáng bá Tống tiền bối tương đối phù hợp cá nhân hắn hình tượng.
chính diện đánh giá, phần lớn tại đánh giá hắn bề ngoài cùng bộ dáng. So với bá Tống Huyền Thánh tu vi, quả nhiên vẫn là đẹp mắt túi ra càng có thảo luận giá trị. Nương Tống Thư Hàng đến Điền Thiên Đảo thời điểm, từ ma thần trụ thượng truyền tiên chủ kiến thức căn bản, rốt cục hoàn toàn truyền lại hoàn tất. Tống Thư Hàng từ đó rút ra phân loại ra ma môn tiên chủ tri thức, cũng học tập hoàn thành. Không sai biệt lắm, tham thì thâm. Trước học xong kiến thức căn bản, sau đó lại học tập càng thâm ảo hơn tiên chủ nội dung. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Xích Tiêu Kiếm, ta cảm giác, người vẫn là trước luyện tập một chút, nhìn xem bản thân có hay không làm đồ ăn thiên phú. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đừng lo lắng, ta có chủ tâm tại thân, mà lại có Hà Chỉ Ma Đế tiên chủ truyền thừa. Chỉ cần ta tiên chủ thiên phú so kiếm thuật thiên phú muốn tốt, chí ít cũng có thể trở thành một cái bình thường tiên chủ. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Xích Tiêu Kiếm. Tống Thư Hàng ra hỏa này, cái gì cũng tốt, tính cách không tệ, đối xử mọi người hiền lành, ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng một điểm bên ngoài, không có gì thói xấu lớn. Chính là có thời điểm, gia hỏa này rất làm lòng người chua. Tỷ như kiếm thuật thiên phú A, tỷ lệ tử vong A, có phúc các ngươi hưởng, gặp nạn ta đến gánh A loại hình. Hiện tại, còn không nếm thử làm đồ ăn, Tống Thư Hàng đã điên cuồng vì chính mình lập flag. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm giác hắn phương diện này chỉ sợ lại phải mát. Đi, chúng ta tiến đảo đi, tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Điền Thiên Đảo trên hiện tại có hoàn toàn mới hộ đảo đại trận tại, Tống Thư Hàng tiến đảo trước, muốn trước thông qua Điền Thiên Đảo chủ nghiệm chứng. Tống Thư Hàng đưa tay, chuẩn bị đem ma thần trụ thu hồi hạch tâm thế giới. Tại đưa nó đẩy trở về trước, Tống Thư Hàng cuối cùng cho hắn một phát dưỡng đao thuật làm ban thưởng. Ma thần trụ, cong 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 cong. Hắn tựa hồ hưởng thụ cực kỳ. Sau đó, hắn đem bản thân một bộ phận hạch tâm nhất tri thức, truyền thâu đi ra. Đó là Hà Chỉ Ma Đế chế tác một chương món chính, chương này menu vẫn còn chưa hoàn thành giai đoạn, là một chương phi thường điên cuồng menu. Nếu như đưa nó hoàn thành, chương này menu chính là tiên chủ giới đứng đầu nhất ma môn tiên hào đại yến. Chương này kinh khủng menu cùng hắn ẩn chứa lượng lớn tri thức, bị ma thần trụ một mạch toàn bộ kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt to lớn tin tức nhét vào, Tống Thư Hàng đầu óc đều bị tăng đau nhức. Ti Tống Thư Hàng hút miệng hơi lạnh, hắn đem ma thần trụ đẩy vào hạch tâm thế giới về sau, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, làm dịu đầu chướng đau nhức. Xích Tiêu Kiếm, ngươi thế nào? Tống Thư Hàng đối thống khổ sự nhẫn nại mạnh bao nhiêu, hắn vô cùng rõ ràng. Liền Tống Thư Hàng đều đau hít một hơi lãnh khí thống khổ, phóng tới phổ thông tu sĩ trên người, tuyệt đối phải đau lăn lộn đầy đất. Đại não quá tải, Tống Thư Hàng liệt nha nói. Xích Tiêu Kiếm. Nhìn thấy Tống Thư Hàng rất thống khổ bộ dáng, Xích Tiêu Kiếm đề nghị, muốn hay không đối với người bản thân đến một phát dưỡng đao thuật thử một chút. Tống Thư Hàng khoát tay áo, không có việc gì, loại thống khổ này tại nhẫn nại phạm vi bên trong. Lại nói, loại này não bộ lập tức bị lượng lớn tri thức nhét vào, đại não quá tải tiếp cận đương cơ đau đớn, vô cùng mới mẻ, là một loại hình mới đau đớn. Hắn đến thích ứng một chút, đề cao sức miễn dịch, lần sau gặp lại liền có thể càng bình tĩnh. Đau đớn để cho ta kiên cường hơn, Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Lúc này có thể cười được, liền đại biểu hắn đã đang chậm rãi thích ứng loại đau nhức này. Xích Tiêu Kiếm. Tống Thư Hàng ra hỏa này, ở phương diện này thật không có cứu được. Hắn một đường mắt thấy Tống Thư Hàng hướng về không cứu đại đạo lao nhanh, không cách nào quay đầu. Đốt cái này lúc, hộ đảo trên đại trận truyền đến Điền Thiên đảo chủ thanh âm, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi tới rồi sao? Ta cho ngươi mở ra hộ đảo đại trận nhập khẩu, ngươi tiến về ta tiêu ký địa phương, tiến vào Điền Thiên đảo. Được rồi, Điền Thiên tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Điền Thiên đảo chủ tại hộ đảo trên đại trận tiêu ký một cái ấn ký, ở nơi đó mở ra nhập khẩu. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối trốn vào hộ đảo đại trận, đồng thời hắn bắt đầu chỉnh lý ma thần trụ tại thời khắc cuối cùng nhét tới menu. Liên quan tới menu tri thức bị gỡ thuận về sau. Tống Thư Hàng đem bộ phận này tin tức từ trong đầu lấy ra. Thịt kho tàu thiên kiếp, xào lăn kim đan tiểu thiên kiếp. Dầu chiên đan kiếp, hấp khí kiếp, đông lạnh băng hệ thiên kiếp bánh ngọt. Tống Thư Hàng. Hắn lần nữa đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Có phải hay không vừa rồi ma thần trụ một hơi truyền tới lượng tin tức quá lớn, dẫn đến chương này menu tri thức số liệu phạm sai lầm,
cùng mình trong đầu cái khác tin tức hỗn tạp ở cùng nhau. Cho ta hoãn một hơi, thanh tỉnh đầu óc, lại vuốt một vuốt bộ phận này tri thức. Tống Thư Hàng cho mình nhanh chóng tới một bộ mắt vật lý trị liệu, nâng nâng thần. Đồng thời còn kích hoạt lên nghịch kình võ sĩ quyền sáo trên tự mang chỉ rũ thuật, cho mình quét một phát kình thân hóa lộ chú. Người thì thế nào? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái không thích hợp a, một mực đang chơi đùa lung tung cái gì? Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân gương mặt, không có việc gì, tiền bối. Ta chính là thanh tỉnh một chút, ta vừa rồi tại đọc đến ma thần trụ truyền tống tới được một chương menu. Bất quá có thể là số liệu có chút hỗn loạn, cho ta sửa sang một chút. Dứt lời, hắn lại một lần nữa tập trung tinh thần, đọc đến tấm kia hà chỉ ma đế món chính đơn. Chương này thực đơn có cái danh tự. Hà chỉ nhân sinh thực đơn thiên kiếp thịnh yến. Đỉnh tiêm tiên trù, đều ưa thích vì chính mình chế tác một chương nhân sinh thực đơn. Chế tác chương này thực đơn thời điểm, tiên trù nhóm sẽ đem bản thân đắc ý nhất trù nghệ triệt để phát huy ra. Phối hợp với bản thân am hiểu nhất nguyên liệu nấu ăn, chế tạo ra khoáng thế thực đơn. Mà theo tiên chủ chủ nghệ tiến bộ, mới nguyên liệu nấu ăn khai quật, bọn hắn nhân sinh thực đơn trên tự điển món ăn, thường thường đều sẽ không ngừng thay thế. Thường thường một số tiên chủ đến thân tử đạo tiêu thời điểm, đều không có thể hoàn thành bản thân nhân sinh thực đơn. Mà hà chỉ ma đế vị này ma môn cự phách, cửu phẩm liền có được 7 viên chủ tâm đỉnh tiêm tiên chủ. Đồng dạng tại đánh tạo một chương kinh thiên động địa nhân sinh thực đơn. Thân là đứng ở chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ đại lão, của hắn nhân sinh thực đơn, không đi đường thường. Tống Thư Hàng nhìn thấy không phải là ảo giác, không phải số liệu hỗn loạn. Chương này nhân sinh trên thực đơn tên món ăn, chính là thiên kiếp thịnh yến. Thịt kho tàu thiên kiếp, Tống Thư Hàng bắt đầu đọc đến món ăn này thực đơn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối mộng bức nói. Thịt kho tàu cái gì? Thịt kho tàu thiên kiếp, Tống Thư Hàng trả lời, ta không nhìn lầm, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài cũng không có nghe lầm. Tên món ăn chính là cái này. Là tên món ăn a, tên món ăn cùng chân chính tiên hào hẳn là có chỗ khác biệt. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, tựa như phi long canh, làm thịt không phải phi long, chỉ là chăn kê đồng dạng. Thịt kho tàu thiên kiếp thịt kho tàu cũng hẳn là cái khác nguyên liệu nấu ăn a. Tùng thử quế ngư bên trong không tùng thử, lão bà bánh bên trong cũng không có lão bà. Sở dĩ, kho thiên kiếp kho chính là những vật khác, rất bình thường. Không có tâm bệnh, có thể lý giải, đọc lý giải đạt tiêu chuẩn. Không, món ăn này bên trong kho, chính là thiên kiếp. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, hắn lặp đi lặp lại xác nhận thực đơn về sau, cho ra kết luận. Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Thiên kiếp không muốn mặt mũi a. Thiên kiếp làm sao ăn? Ngươi nói cho ta biết thiên kiếp muốn làm sao kho? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi, hắn nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh được không? Đang bồi Tống Thư Hàng chơi đùa trước đó, hắn nhưng là từ trước đến nay Xích Tiêu tử ở chung một chỗ, thấy qua người cùng sự nhiều như vậy, nhưng nó chưa từng có nghe nói qua thiên kiếp còn có thể kho. Mọi người đều biết, thiên kiếp bình thường lấy lôi kiếp làm chủ, tiến giai phiên bản có các loại ngũ hành thiên kiếp, tâm ma kiếp, âm dương kiếp. Nguyên tố kiếp, pháp tắc cấp đại thiên kiếp các loại. Khác không nói trước, trước tiên là nói về nói cơ sở nhất lôi kiếp đi. Lôi kiếp thứ này ngươi ngược lại là cho ta kho một cái thử một chút. Một tia chớp, ngươi có thể đưa nó phóng tới nồi bên trong, xào lăn kho. Làm sao xào, làm sao đốt. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm giác mình sức tưởng tượng không đủ, thực sự không cách nào não bổ kho thiên kiếp hình ảnh. Chính cái này lúc, Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Da đen vũ nhu tử toát ra nửa người, run lẩy bẩy. Nàng thận trọng nhấc tay, hỏi, Tống tiền bối, không có kho tâm ma kiếp a? Chỉ thấy kho thiên kiếp đồ ăn. Đúng, tìm được, có cái trước đồ ăn cùng tâm ma kiếp có quan hệ, là hun tâm ma kiếp cắt miếng. Món ăn này xem như món khai vị. Tống Thư Hàng một bên thẩm tra lấy menu, một bên trả lời. Da đen vũ nhu tử thận trọng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng yên lặng lùi về đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong đi. Nàng quyết định, đoạn thời gian gần nhất không còn đi ra, nàng muốn trạch tại Tống tiền bối cái bóng bên trong yên lặng làm cái tiểu trong suốt, miễn cho bị Tống tiền bối kéo qua đi hun cắt miếng. Mặc dù nàng là tâm ma mà không phải tâm ma kiếp, nhưng cả 200 tỷ năm trước là một nhà, đều là cùng cái chủng loại. Sở dĩ, nàng không thể không phòng. Thư Hàng, người cái này thực đơn, thật sự không có vấn đề.
Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi, đang khi nói chuyện hắn mắt liếc Tống Thư Hàng cái bóng ân, tâm ma kiếp cắt miếng có lẽ thật có thể làm được. Tống Thư Hàng trả lời, ta vừa nhìn kho thiên kiếp thực đơn cùng chế tác quá trình, từ trên lý luận đến xem, cũng không có vấn đề. Nói nghe một chút, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng giải thích nói, trước từ khúc dạo đầu nói đi, tại thực đơn khúc dạo đầu, Hà Chỉ Ma Đế giới thiệu bản thân cái này nhân sinh thực đơn sáng ý. Nghe nói tại thái cổ thời kỳ, có tu sĩ đạt được một đầu kỳ dị hồ lô. Cái kia hồ lô rất là quỷ dị, có thể đem địch nhân, thú, bảo vật thậm chí là pháp thuật công kích, toàn bộ hút vào trong đó, hóa thành một khỏa khỏa kim đan. Thậm chí chỉ cần thao tác chính xác, ngay cả thiên kiếp cũng có thể bị hồ lô hấp thu, hóa thành bổ dưỡng kim đan. Mà Hà Chỉ Ma Đế thiên kiếp đại yến linh cảm cấu tứ liền đến bắt nguồn từ này. Xích Tiêu kiếm chuôi kiếm có chút đong đưa, người vừa nói như thế, ta tựa hồ quả thật có nghe nói qua dạng này truyền thuyết. Ta nhớ được trong truyền thuyết, hồ lô kia không phải hậu thiên luyện chế, mà là tiên thiên mà thành dị bảo. Trong hồ lô tự mang đại pháp tắc, có thể đem hấp thu đến trong hồ lô vật thể, hóa thành tinh khiết năng lượng. Sau đó lại đem năng lượng ngưng tụ làm từng hạt kim đan. Nói là kim đan, nhưng kỳ thật chỉ là từng khỏa cao độ tinh khiết năng lượng hạt nhỏ. Sở dĩ nuốt vào có thể bổ sung năng lượng tiêu hao. À, như thế một lời giải thích, cảm giác kho thiên kiếp cũng chẳng phải khó có thể lý giải được, tựa hồ thật là có điểm khả thi. Hà Chỉ Ma Đế kho thiên kiếp, liền vận dụng tương tự thủ đoạn. Đầu tiên là lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, kho thiên kiếp nhất định phải là nhị tấn tam tu sĩ chỗ độ lôi kiếp. Đẳng cấp này lôi kiếp, dễ dàng thao tác, săn bắt tương đối dễ dàng, thích hợp kho. Mà lại, cảm giác phi thường giòn, còn ngoài ý muốn có nhai kình. Ăn lên so với bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn xương sườn cũng phải có vị. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Xích Tiêu kiếm. Ta nghe được thật là liên quan tới 2 tấn 3 thiên kiếp miêu tả sao. Phía dưới là săn bắt 2 tấn 3 thiên kiếp quá trình, đầu tiên tìm một cái nhị phẩm tu sĩ, sắp tấn thăng tam phẩm loại kia. Bố trí tốt độ kiếp trận pháp, để hắn dẫn hạ thiên kiếp. Tại lôi kiếp giáng lâm thời điểm, trước lấy phong ấn pháp, đem lôi kiếp phong ấn thành dạng nhánh. Tồn chữ. Chú ý, nhất định phải đem lôi kiếp lấy dạng nhánh hình thái phong ấn, nếu không sẽ đại đại ảnh hưởng cảm giác. Tống Thư Hàng đọc đến thực đơn, điểm ấy ngược lại là tương đối có thao tác độ khó, lôi kiếp hình thái thay đổi trong nháy mắt. Vạn nhất nếu là lấy lôi cầu hoặc trường tâm lôi hình thái rơi xuống, chẳng phải là còn muốn đưa nó xoa thành dạng nhánh lại phong ấn. Không chỉ có như thế, đương kim thiên kiếp một mực đang dị biến, các loại hiện đại hóa thiên kiếp biến chuyển từng ngày. Vạn nhất 2 tấn 3 tu sĩ vừa vặn gặp gỡ hiện đại hóa thiên kiếp, xuất hiện đại pháo lôi kiếp nên xử lý như thế nào? Mặc dù lôi kiếp ống pháo là dạng nhánh, nhưng cái đồ chơi này kho sau phải gọi cái gì? Kho đại pháo thiên kiếp, kho xe tăng thiên kiếp. Càng hao tổn tâm trí chính là, Hà Chỉ Ma Đế trên thực đơn, không có liệt ra phong ấn pháp. Khả năng theo Ma Đế, đạt được hắn tiên chủ truyền thừa người, khẳng định đã nắm giữ tinh diệu phong ấn thuật. Không thể đem thiên kiếp xoa thành dạng nhánh phong ấn, căn bản không tư cách kế thừa truyền thừa của hắn. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, phong ấn thiên kiếp sự, đến lúc đó có thể hướng Bạch Tiền Bối tư vấn. Phương diện này, Bạch Tiền Bối lão có kinh nghiệm. Đừng nói là dạng nhánh, coi như thực đơn trên yêu cầu đem thiên kiếp xoa thành bánh quai trèo lại phong ấn, Bạch Tiền Bối khẳng định cũng có thể làm được. Đến một bước này, ta đều có thể hiểu được, cũng có thể tưởng tượng thông. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, sở dĩ, đón lấy đến trọng yếu nhất chính là bước kế tiếp. Phong ấn sau thiên kiếp nên xử lý như thế nào, mới có thể biến thành cảm giác rất giòn, có nhai kình nguyên liệu nấu ăn. Chớ cùng ta nói trực tiếp ném nồi bên trong. Đem dạng nhánh thiên kiếp trực tiếp ném trong nồi kho sao. Nếu như ai thật sự muốn làm như thế, chỉ sợ là mất trí. Đến lúc đó, trong nồi thiên kiếp trực tiếp nổ tung, dán người một mặt. Dĩ nhiên không phải. Tại đem dạng nhánh thiên kiếp hạ nồi trước, còn có một cái bí chế nguyên liệu nấu ăn quá trình. Quá trình này có 66-36 đạo chương trình, vô cùng phức tạp. Đầu tiên, đem thiên kiếp phong ấn tại pháp khí bên trong, sau đó hướng pháp khí bên trong gia tăng thuần năng lượng hóa lỏng dược dịch. Loại nước thuốc này lựa chọn rất nhiều, chỉ cần hướng luyện đan sư mua sắm là được, trong quá trình luyện đan đều sẽ có dùng tương tự dược dịch, hiệu quả càng mạnh càng tốt. Nơi này ghi lại 6 cái trận pháp. Có thể áp chế thiên kiếp chi lực, để đan dịch phát huy hiệu quả.
Sau đó cách một đoạn thời gian, hướng phong ấn pháp khí bên trong theo trình tự đầu nhập 12 loại hương liệu cùng thiên tài địa bảo. Bọn chúng tác dụng là đem thiên kiếp ngưng kết dung hợp, từ hóa lỏng năng lượng thể một chút xíu ngưng kết, trở thành dạng nhánh thể rắn. Đồng dạng, sẽ có 6 cái trận pháp phối hợp, áp chế thiên kiếp chi lực, cũng để 12 loại hương liệu thiên tài địa bảo phát huy tác dụng. Lại nói tiếp còn có cùng loại quá trình luyện đan, muốn đem cố hóa thiên kiếp đầu nhập lò luyện đan tiến hành luyện chế. 36 đạo chương trình, phi thường rườm rà. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Mà lại, chỉ cần thuần thục về sau, cả cái chương trình tại trong vòng nửa ngày có thể hoàn thành. 36 đạo chương trình đi đến về sau, lại đem pháp khí phong tồn một tháng thời gian. Một tháng sau, liền có thể đạt được hoàn mỹ thiên kiếp nguyên liệu nấu ăn. Khứ trừ tam phẩm lôi kiếp lực sát thương, toàn thân hiện lên vàng óng chi sắc, kèm thêm như mật ong mỡ, thật lâu không tiêu tan mùi thơm. Dùng đao đưa nó cắt ra về sau, có thể nhìn thấy mê người văn thịt. À, quá trình này ngược lại là có thể tại ta thời gian thành bên trong tiến hành. Chỉ cần cho ta thời gian thành gia nhập linh thạch, liền có thể đem một tháng thời gian kịch liệt rút ngắn. Tống Thư Hàng cơ chí nói. Lại tiếp sau đó, chính là kho quá trình. Trực tiếp đem bí chế xong thiên kiếp cắt thành khối, có thể đưa nó xem như loại thịt hoặc là sắp xếp bên trong, dùng ma môn tiên chủ kỹ thuật tiến hành kho. Sau khi hoàn thành, kho thiên kiếp hình thái chính là đỏ phác phác bên trong lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, tản ra nồng đậm mùi thơm. Cắn một cái bên dưới, tầng thứ nhất mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Tầng thứ hai có nhai kình, càng ăn càng thơm. Tầng thứ ba cảm giác cực giòn, khẽ cắn tức nát. Tống Thư Hàng đọc lấy, trong đầu hiện lên kho thiên kiếp sau khi hoàn thành bộ dáng, nước bọt đều đi ra. Xích tiêu kiếm. Hắn thật sự đã không lời nào để nói, cũng cái gì đều nói không ra. Sở Sở vừa vặn muốn độ 2 tấn 3 thiên kiếp, Tống Thư Hàng suy tư nói, có lẽ, tại bảo đảm Sở Sở an toàn điều kiện tiên quyết, chúng ta có thể đi săn mấy đầu lôi kiếp đi thử một chút. Bây giờ, phổ thông 2 tấn 3 thiên kiếp, có Tống Thư Hàng ở một bên hộ pháp, liền hầu như không cần lo lắng sinh mệnh an nguy hiểm nguy. Huống chi, Tống Thư Hàng trên người còn mang theo một đám đại lão. Chỉ là 2 tấn 3 thiên kiếp, hoàn toàn nghĩ không ra muốn như thế nào mới có thể thất bại. Ta cảm giác, tốt nhất vẫn là trước tìm thiên nhân hoặc là địch nhân đến tiến hành thí nghiệm. Mặc dù 2 tấn 3 thiên kiếp không có gì độ khó, nhưng chú ý cẩn thận không có sai. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiền bối nói đúng lắm, tại đối mặt thiên kiếp lúc, tuyệt đối không thể nội tâm bành trướng. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối. Nói không chừng đi săn một nhóm thiên nhân, nhìn xem trong đó có hay không sắp 2 tấn 3, có thể thử một lần. Mặt khác, phòng ấn thiên kiếp sự tình, muốn bạch tiền bối hỗ trợ mới được. Một hồi ta dùng kim đan mã QA thử nghiệm liên hệ bạch tiền bối, nhìn xem có thể hay không cùng hắn câu thông. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Còn có đan dịch phương diện, người tiền bối cũng chính tốt có luyện đan sư đi, đến lúc đó có mấy cái khâu cũng cần bọn hắn hỗ trợ. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Xích tiêu kiếm tiền bối đối kho thiên kiếp rất có hứng thú, hắn muốn nhìn một chút thiên kiếp thứ này, đến cùng có thể hay không thật sự bị kho thành công. Hắn thế nhưng là phi thường tốt học thần binh, đối hết thảy sự vật mới mẻ cùng tri thức đều có thăm dò dục vọng. Tống Thư Hàng cùng xích tiêu kiếm tiền bối một bên trò chuyện, một bên đáp xuống Điền Thiên Đảo. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, hội tụ vào một chỗ, đã tại xây dựng yến hội. Điền Thiên Đảo trên có tư nhân tiên trù. Quần bên trong các tiền bối cũng mang theo rượu ngon tới. Thư Hàng, người cuối cùng đến đây. Bắc Hà tán nhân híp mắt, đối Tống Thư Hàng ngoắc. Bắc Hà tiền bối tựa hồ tâm tình không tệ. Bắc Hà tiền bối ngươi nhìn tâm tình không tệ. Gặp gỡ chuyện tốt gì rồi? Tống Thư Hàng hạ xuống Bắc Hà tán nhân bên cạnh, cười hỏi. Đồng thời, hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ, hạch tâm tiểu trợ thủ từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra. Hắn tạm dừng đối hạch tâm thế giới quy hoạch sửa đổi, đem Long Lạc tiểu trợ thủ từ Hắc Long thế giới đưa tới mỹ thực, chuyển di đi ra. Bên cạnh có vài vị Điền Thiên Đảo đệ tử vội vàng đến đây, từ hạch tâm tiểu trợ thủ trong tay tiếp nhận từng đạo mỹ thực cùng côn na nữ sĩ bài rượu ngon, đưa chúng nó nạp lại bàn, đưa lên yến hội. Bắc Hàm mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời Tống Thư Hàng vấn đề, bên người cuồng đao tam lãng đoạt đáp. Lão Bắc Hà trước đó từ Vũ Nhu Tử nơi đó học được đem tâm ma cụ hiện hóa đạo pháp. Cả cái Cửu Châu nhất hào quần thành viên, cũng chỉ có hắn vừa học liền biết.
Hiện tại hắn đang bồi dưỡng mình tâm ma, tranh thủ sớm ngày đưa nó cụ hiện hóa đi ra. Sở dĩ hắn hiện tại trong lòng chính Mỹ đây. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nguyên lai là cái này đạo pháp. Hắn cúi đầu ngắm nhìn cái bóng của mình, da đen vũ nhu tử tương đương với một cái phân thân. Mà lại so phân thân còn tốt dùng. Kỳ thật ta cảm thấy, lão Bắc Hà sở dĩ sẽ một mặt đắc ý biểu lộ, không phải là bởi vì hắn cái thứ nhất học xong pháp thuật, mà là hắn lập tức liền có thể nhìn thấy bản thân tình nhân cũ, sở dĩ cả người đều tản ra khí mùa xuân, con mắt đều híp lại. Cuồng Đao Tam Lãng bên cạnh, một vị tướng mạo luôn vui vẻ thanh thuần nữ tử, nũng nịu nói. Tống Thư Hàng ngắm nhìn vị này ngọt ngào thanh thuần nữ tử, hơi suy nghĩ một chút, đồng quái tiền bối. Tiền bối trước đó không phải là thiếu niên bộ dáng sao? Lúc nào lại đổi cái tạo hình? Hi hi ha ha, đồng quái hai tay chỉ hướng bản thân gương mặt, ngọt ngọt cười, thế nào, cái bộ dáng này khả ái sao? Tống Thư Hàng. Nói thật, là rất khả ái. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng cũng cảm giác yêu không nổi. Bắc Hà tình nhân cũ. Lão Bắc Hà không phải độc thân cậu sao? Vân Trung Tiên khách nghi hoặc lại gần hỏi. Bắc Hà tán nhân. Việc này ta biết, Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha một tiếng, lão Bắc Hà mối tình đầu chính là tâm ma của hắn a. Đó là một cái tóc vàng khoản, ý chí thiên hạ hình nữ tử. Bất quá cuối cùng, bị lão Bắc Hà chảm tâm ma chứng đạo. Lão Bắc Hà hiện tại muốn đem nàng một lần nữa bồi dưỡng được tới sao? Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối vừa nói như thế, Tống Thư Hằng cũng hồi tưởng lại việc này đến lúc trước Bắc Hà tán nhân cùng đồng quái tiên sư tại Tử Cấm Chi đỉnh đại chiến lúc, đồng quái tiên sư vì chiếm cứ thiên cơ, không từ thủ đoạn, dịch dung thành Bắc Hà tán nhân mối tình đầu cũng chính là hắn tâm ma bộ dáng, ý đồ cho Bắc Hà áp lực tâm lý. Không nghĩ tới, cái này cái gọi là mối tình đầu sớm đã bị Bắc Hà tán nhân bản thân cắt miếng, đồng quái bị ổi thủ đoạn chưa lấy được bất cứ hiệu quả nào. Hiện tại, Bắc Hà tán nhân phải nuôi tâm ma, cũng đem tâm ma cụ hiện hóa đi ra, thật là muốn đem bản thân mối tình đầu cho mân mê đi ra. Nghĩ như vậy, Vũ Nhu Tử khai phát đi ra cái này đạo thuật, tương đương đáng sợ. Bởi vì chư thiên vạn giới người tu luyện, phần lớn tâm ma, đều cùng tình cảm có quan hệ. Mà cùng tình cảm có liên quan tâm ma, phần lớn lại là lý tưởng hình khác phái hoặc là chí thân, bản thân. Nếu như cái này đạo thuật bị mở rộng đến chư thiên vạn giới, cái kia tu chân giới tương lai sinh dục xuất, liền có chút đáng lo. Bắc Hà, người thật sự muốn đem cái kia tóc vàng tâm ma cho bồi dưỡng được đến. Diệt Phượng công tử ôm một cái vỏ rượu, bu lại. Diệt Phượng công tử tựa hồ uống hai, hắn gương mặt ửng đỏ, há miệng chính là thuần hương mùi rượu. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, hắn bưng chén rượu lên, cùng Diệt Phượng công tử vỏ rượu nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Lúc đầu ta còn muốn bảo trì điểm thần bí, chờ tâm ma bồi dưỡng ra đến sau lại cho đại gia giới thiệu. Dứt lời, hắn đưa tay tại bản thân chén rượu bên trong một điểm, có một đoàn nhỏ màu xám sương mù, ở trong ly ngưng tụ. Liền đây là Bắc Hà tiền bối đang bồi dưỡng tâm ma. Tống Thư Hàng hiếu kỳ sẽ tới. Bên cạnh có mấy vị đạo hữu đồng dạng bu lại. Chỉ là cái này tâm ma chính là một đoàn nhỏ màu xám sương mù, nhìn không ra manh mối gì tới. Tống Thư Hằng hỏi, Bắc Hà tiền bối muốn đem hắn đào tạo thành cái gì bộ dáng? Ta chuẩn bị đem hắn đào tạo thành quần bên trong người nào đó. Bắc Hà tán nhân híp mắt, cười lạnh nói, chờ đào tạo thành công về sau, ta liền có thể đưa nó cắt miếng. Mà lại có thể cắt gọn mấy lần, chỉ cần ta không ngừng bồi dưỡng. Cuồng Đao Tam Lãng. Vân Trung Tiên Khách. Diệt Phượng công tử, nấc. Diệu A, Tống Thư Hằng đột nhiên nói. Đồng quái tiên sư, cắt miếng, rượu a, Tống Thư Hàng đối Bắc Hà tiền bối giơ ngón tay cái lên, Bắc Hà tiền bối, ngày nào ngươi muốn đem hắn cắt miếng thời điểm, liền nói cho ta biết. Chúng ta cùng một chỗ đưa nó cắt miếng, đến lúc đó, hun tâm ma kiếp cắt miếng vừa vặn có thể thử một chút. Diệt Phượng công tử hiếu kỳ hỏi, hun tâm ma, cái gì dùng? Ăn ngon, rất giòn, Tống Thư Hàng trả lời. Diệt Phượng công tử liếm liếm khóe miệng. Nghe tựa hồ rất có ý tứ, đến lúc đó kêu lên ta. Đồng quái tiên sư. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, các ngươi trò chuyện, ta đi trước, đi ăn một chút gì. Rượu là cái thứ tốt, vui vẻ bên trong ngươi có thể làm hắn, không vui bên trong ngươi vẫn như cũ có thể làm hắn. Thậm chí một cái người buồn bực thời điểm,
người vẫn là có thể chơi nó. Tống Thư Hằng từ côn na nữ sĩ cái kia giao dịch tới được một nhóm rượu ngon, hiệu quả siêu quần bạt tùy. Đơn thuần từ tăng cường tinh thần lực cường độ đến xem, rượu này hiệu quả ước là thất phẩm. Bất quá, rượu này nhưng thật ra là long mạch ý chí xuất thủ ủ chế, vì để côn na nữ sĩ nhục thân, tại lúc cần thiết có thể tiếp nhận long lạc ý chí giáng lâm. Sở dĩ rượu này ngoại trừ dễ uống bên ngoài, còn đặc biệt say lòng người. Say rượu là kiện rất đau đầu sự tình, bất quá côn na nữ sĩ rượu này, say sau mới có thể tốt hơn phát huy nó thần hiệu. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối, căn bản không nghĩ tới Tống Thư Hàng lấy được tiên nhưỡng tử kình lớn như vậy. Rượu này phi thường tốt uống, cảm giác cực dai. Nhưng là, đại bộ phận tiền bối vẻn vẹn uống vài chén, liền uống say rồi. Yến hội bàn rượu bị đẩy lên bên cạnh, lộ ra ở giữa trống trải sân bãi. Đông Phương Lục tiên tử chân trần nhảy đến trong sân ở giữa, bắt đầu nhảy lên thiên ma vũ. Thiên ma vũ kinh khủng kia hiệu quả bao trùm toàn trường. Tốt tại Đông Phương Lục tiên tử còn duy trì vẻ thanh tỉnh, nàng không có sử dụng thiên ma vũ thủ pháp công kích. Nếu không, hôm nay sợ rằng có không ít thành viên phục sinh thủ đoạn đến phát huy được tác dụng. Có vũ lại có thể không ca. Tạo hóa pháp vương mơ mơ màng màng móc ra guitar, bắt đầu đàn tấu. Nhưng bởi vì trạng thái không tốt, hắn hát không ra đến, chỉ có thể dùng guitar cho Đông Phương Lục tiên tử nhạc đệm. Quần bên trong thành viên lại may mắn né qua một kiếp. Đông Phương Lục tiên tử cùng tạo hóa pháp vương điều động bầu không khí. Sau đó có người ca hát, có người đánh nhịp, có người đồng dạng lấy ra nhạc khí hát đệm, có người cao giọng ngâm thơ. Thi triển sở trường. Tống Thư Hàng lại phi thường tỉnh táo ngồi ngay thẳng. A, Tống tiền bối ngươi không có say. Da đen vũ nhu tử lặng lẽ từ cái bóng bên trong chui ra ngoài. Rượu còn đủ, nhưng mà, có rượu há có thể không đồ ăn. Tống Thư Hàng đột nhiên đứng dậy, cười ha ha, là thời điểm bộc lộ tuyệt kỹ. Da đen vũ nhu tử nghe vậy, thật nhanh chui về Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, cũng không tiếp tục chịu ngoi đầu lên. Nàng sợ uống say Tống Thư Hàng, sẽ thật đưa nàng cho cắt miếng. Đừng sợ, ta không như vậy phát rồ. Tống Thư Hàng đưa tay đem xích tiêu kiếm tiền bối nắm lên. Làm gì đâu, xích tiêu kiếm tiền bối đang thưởng thức Đông Phương Lục tiên tử thiên ma vũ cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đại hợp sướng, nhìn say sưa ngon lành. Xích tiêu kiếm tiền bối, chúng ta lại đi bắt mấy đạo 2 tấn 3 thiên kiếp trở về, cho quần bên trong các tiền bối thêm cái đồ ăn. Tống Thư Hàng nói, xích tiêu kiếm, ngươi ngược lại là đi đâu bắt 2 tấn 3 thiên kiếp trở về. Sư phụ. Nếu không ta đem 2 tấn 3 thiên kiếp dẫn hạ đến, độ cái kiếp. Sở Sở lệch ra qua đầu hỏi, nàng tự uống xong tán tài vương tọa vị tiền bối kia tiên đồ ăn về sau, liền tích lũy không sai biệt lắm, cảm giác tùy thời có thể lấy tấn cấp phá kiếp. Đừng nóng vội, thiên kiếp của ngươi lại chậm rãi. Xích tiêu kiếm tiền bối trước đó nói rất đúng, hai chúng ta không thể bành trướng. Liền xem như 2 tấn 3 thiên kiếp, chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó. Tống Thư Hàng phất phất tay. Nắm lấy xích tiêu kiếm tiền bối đằng không mà lên, ta đi bên ngoài dạo chơi, ta có loại trực giác, ta nhất định có thể bắt mấy đầu 2 tấn 3 thiên kiếp trở về. Xích tiêu kiếm, người đừng chơi đùa lung tung, điền thiên đảo bên ngoài là biển rộng mênh mông, ai sẽ ở nơi đó độ 2 tấn 3 thiên kiếp. Mà lại coi như thật gặp được, người có phòng ấn thiên kiếp thủ đoạn sao? Vẫn là lưu lại theo giúp ta nhìn khiêu vũ đi, chính tông thiên ma vũ, mà lại khiêu vũ tiên tử còn chế trụ thủ đoạn công kích. Dạng này thiên ma vũ rất khó được. Tống Thư Hàng tay trượt đi, liên tiếp 6 phát dưỡng đao thuật rơi vào xích tiêu kiếm tiền bối trên người. Xích tiêu kiếm tiền bối, ai nha người cái này tiểu tử, thế nào như thế thượng đạo? Sở Sở, giúp ta sắp hiện ra trận cho thu xuống tới. Ghi chép cái toàn cảnh, đặc biệt là cái kia ma môn tiểu cô nương nhảy thiên ma vũ, toàn bộ hành trình thu xuống tới. Ta cùng Tống Thư Hàng đi một lát sẽ trở lại. Sở Sở nhu thuận gật đầu. Tống Thư Hàng vung tay lên, đem thông nương cũng ném tới Sở Sở trong tay. Sau đó, hắn cùng xích tiêu kiếm tiền bối một người một kiếm, siêu một chút, thoát ra điền thiên đảo, biến mất không thấy gì nữa. Lại nói, ngươi chuẩn bị ở đâu tìm kiếm độ thiên kiếp người? Xích tiêu kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, tùy duyên đi, chúng ta đi dạo một vòng nhìn xem. Tốt a, lui một bước mà nói. Nếu là thật để ngươi gặp được độ nhị phẩm tấn tam phẩm thiên kiếp đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn đi lên can thiệp hắn độ kiếp?
Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi lần nữa. Can thiệp người khác độ kiếp thế nhưng là tối kỵ thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Mặc dù trước mắt Tống Thư Hàng là thành đoàn độ kiếp lão tư cơ, có quá nhiều lần thành đoàn độ kiếp kinh lịch, nhưng người khác không nguyện ý lên xe làm sao bây giờ. Cho nên chúng ta đi tìm thiên nhân, Tống Thư Hàng nói. Đối thiên nhân, hắn liền không có chút nào áp lực tâm lý, dù sao là địch nhân. Thiên nhân đến hiện thế, liền không có thực lực thấp hơn tứ phẩm. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời, thiên nhân đến hiện thế, thế nhưng là vì đi săn ngũ phẩm kim đan linh hoàng cùng đại yêu, nhị phẩm tiểu thiên nhân tới làm gì? Cản trở. Tiền bối ngươi giảng tốt có đạo lý, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm, sở dĩ, bây giờ quay đầu còn tới kịp. Trở về vừa vặn có thể nhìn thiên ma vũ kết thúc công việc. Đừng, vừa rồi chúng ta phóng khoáng đi ra, chỉ ít đi dạo một lần lại trở về. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm, thời điểm then chốt, ngươi ngược lại là muốn ra mặt rồi. Ta một mực ra mặt mỏng, Tống Thư Hàng cười nói, thật sự không đi, chúng ta xuống biển vớt đầu cá lớn mang về cũng thành A. Đang khi nói chuyện, điện thoại của hắn vang lên. Là A Thập Lục tới rồi sao? Tống Thư Hàng đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, điện báo biểu hiện chính là Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử làm sao gọi điện thoại cho ta? Tống Thư Hàng hiếu kỳ mở ra điện thoại, Vũ Nhu Tử, có chuyện gì sao? Tống tiền bối, ta vừa ra tới, phát hiện cả cái Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đều uống say rồi. Cha đều bị Thất Thu tiền bối kéo qua đi đụng rượu. Ta nhìn thấy Sở Sở cùng Thông Nương, ngươi chạy đi đâu rồi? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, ha 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 ha, ta ra ngoài bắt chút ăn, lập tức liền về. Ngươi tìm ta có việc. Hi hi. Lúc đầu muốn tìm Tống tiền bối, cho ngươi mượn cái kia chuột hamster vòng chạy dùng một lát. Vũ Nhu Tử trả lời. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, không có vấn đề, ta một hồi lấy Thông Nương vì tọa độ, phi đao truyền thư, dùng bảo đao phách toái đem chuột hamster vòng chạy đưa qua cho ngươi. Tạ ơn Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử nói, chờ quay đầu ta trước cùng Hằng Hỏa tiền bối xin một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được mang thai ngưng thị học tập quyền. Nếu như Hằng Hỏa tiền bối đồng ý, Tống tiền bối ngươi đến dạy ta mang thai ngưng thị. Pháp thuật này, lão thú vị. Dứt lời, Vũ Nhu Tử cúp xong điện thoại. Tống Thư Hàng. Chính hắn dùng mang thai ngưng thị lúc, không có chút nào áp lực tâm lý, dùng đặc biệt trượt. Nhưng hắn chỉ cần não bổ một chút Vũ Nhu Tử đối địch nhân sử dụng mang thai ngưng thị hình ảnh, đột nhiên cảm giác hình ảnh tương đương băng. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn trước đem chuột hamster vòng chạy dùng bảo đao phách toái đưa trở về, hy vọng đến lúc đó Điền Thiên đảo chủ còn có thể thanh tỉnh thiên khải một chút hộ đảo đại trận, thả bảo đao phách toái đi vào. Vừa kết thúc cùng Vũ Nhu Tử trò chuyện lúc, lại một chiếc điện thoại vang lên. Là Tô Thị A Thập Lục. Các nàng là đã hẹn sao? Tống Thư Hàng đưa tay mở ra điện thoại, uy, A Thập Lục, người tới rồi sao? Đến ta hiện tại đi vào Lan Tây đảo, Tô Thị A Thập Lục ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, chờ ta lập tức đi qua. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chúng ta quay đầu, đi trước Lan Tây đảo. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, muốn làm sao phong cách đem A Thập Lục lôi đi. Lái xe. Không được, uống rượu lái xe tuyệt đối không được. Liền xem như tu sĩ, phương diện này quy tắc vẫn là muốn tuân thủ, cũng không phải Đông Phương Lục Tiên Tử. Lại nói người ta Đông Phương Lục Tiên Tử cũng không phải uống rượu lái xe. Nàng chỉ là kỹ thuật lái xe không tốt. Quả nhiên, vẫn là cưỡi ngựa. Lan Tây đảo. Tô Thị A Thập Lục mang theo màu đen nữ sĩ mũ, che đậy đầu mình bộ tiểu long giác. Nàng thuận đám người, trên Lan Tây đảo đi lại. Thập Lục tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Tay trái của nàng dắt một vị lớn lên cùng nàng giống nhau đến mấy phần thiếu niên hiếu kỳ dò hỏi. Chờ người, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Há, ta A Thất ra đâu? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Một hồi chúng ta chỉ thấy A Thất, Tô Thị A Thập Lục kiên nhẫn trả lời. A, thiếu niên chậm rãi gật đầu. Lại qua một lát sau, thiếu niên lại nói, Thập Lục tỷ, ta có chút nhịn không nổi. Tô Thị A Thập Lục, nhịn nữa một hồi. Nhưng ta đã nhịn đã mấy ngày, tấn cấp loại chuyện này, không phải nói nhẫn liền có thể nhẫn. Thiếu niên kia khổ khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, tại hắn cùng Tô Thị A Thập Lục đỉnh đầu chỗ. Có kiếp vân như ẩn như hiện. Tô Thị A Thập Lục đưa tay ở trên người hắn vỗ, trên người thiếu niên khí tức bị áp chế một cách cưỡng ép,
đỉnh đầu kiếp vân tiêu tán. Người ngoan ngoãn ở tại Tô thị tộc địa không phải rất tốt sao? Tại sao phải chạy đến? A Thập Lục hao tổn tâm trí. Thiếu niên cười đắc ý, ta là thuận ngươi lần trước lén qua gia tộc địa bí đạo, chạy đến. Tô thị A Thập Lục. Nếu không, chúng ta lại gọi điện thoại cho A Thất Tiểu ra ra, thúc thúc hắn. Ta cảm giác mình cảnh giới còn như vậy cưỡng chế đi, thân thể sớm muộn muốn mắc lỗi. Thiếu niên đi theo Tô thị A Thập Lục sau lưng, đề nghị. A Thập Lục lấy ra điện thoại di động của mình, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên, chính ngươi đến gọi điện thoại cho A Thất thử một chút. Tô thị A Thập Lục nói. Thiếu niên đưa tay tiếp nhận điện thoại, mở ra trò chuyện ghi chép. Hắn theo bản năng trước mắt liếc thông tin ghi chép trên cùng danh tự Tống Thư Hàng. Vừa rồi A Thập Lục ngay tại cùng gia hỏa này trò chuyện. Nhìn danh tự hẳn là vị nam tu. Khó trách A Thập Lục tiểu tỷ tỷ vừa rồi gọi điện thoại lúc, thanh âm nhu muốn gạt ra nước đến, đơn giản giống biến thành người khác, nguyên lai đối phương là cái nam tu. Lại nói, cái tên này, nửa năm qua này, tựa hồ có tại Tô thị A Thập Lục cùng A Thất Tiểu ra ra trong miệng nghe qua, có chút quen tai. Ha ha, một hồi, ta nhất định phải nhìn xem gia hỏa này là phương nào lai lịch. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn hướng xuống huy động thông tin ghi chép, tìm tới Tô thị tên A Thất, điểm kích đi vào. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Đao là thế nào đao nha quỷ đầu đại khảm đao nha khỉ lớn là thế nào khỉ nha đầu rơi mất to bằng cái bát sẹo nha Tô thị A Thất phóng khoáng thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Thiếu niên một mặt mộng bức. Đích thật là A Thất tiểu ra ra thanh âm không sai. Nhưng cái này loạn thất bát tao ca là chuyện gì xảy ra? Mà lại, mơ hồ có thể nghe được các loại nhạc khí vì A Thất thanh âm nhạc đệm. Còn có dễ nghe tiên tử thanh âm tại thay A Thất âm phối. Ta có phải hay không thiên kiếp sắp tới, sinh tâm ma, lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi. Lại hoặc là, A Thất tiểu ra ra bị người đoạt xá rồi. Thiếu niên trong lòng hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ, lên tiếng hỏi. Tô thị A Thập Lục bình tĩnh tiếp xoay tay lại cơ, không, A Thất chỉ là đơn thuần uống say. Vậy ta chẳng phải là dược hoàn. Thiếu niên ngẩng đầu vọng thiên, tâm tắc nói hắn trộm chạy ra Tô thị gia tộc về sau, trên đường đi vận khí bộc phát. Không hiểu thấu có mấy cái kỳ ngộ, cảnh giới một đường tiêu thăng, hiện tại ở vào 2 tấn 3 biên giới. Sở dĩ hắn đành phải nghĩ cách liên hệ với Tô thị A Thập Lục, ngàn dặm xa xôi đến tìm Tô thị A Thất, hướng A Thất cứu trợ. Không nghĩ tới A Thất thế nhưng uống say. Tu sĩ uống say cùng người bình thường uống say khác biệt. Coi như uống tiên nhưỡng, công lực càng cao tu sĩ, cũng không dễ dàng uống say. Mà tương ứng, công lực cao thâm tu sĩ một khi uống say, thanh tỉnh cũng khá là phiền toái. Nghe nói trước kia có vị chân quân tiền bối uống nhiều quá, một say chính là mấy năm. Tô thị A Thất hiện tại cũng là chân quân cảnh giới, nếu là một hơi say hơn mấy năm, chẳng phải là dược hoàn. Mấy năm sau, hắn mộ phần cây ăn quả đều muốn thành thục A. Thiếu niên yên lặng từ trong ngực móc ra một chương quảng cáo đơn, lâm vào trầm tư. Tô thị A Thập Lục khóe mắt liếc trong tay hắn quảng cáo đơn, khóe miệng có chút co lại. Là giao bá chân quân ra đáy biển mộ tràng quảng cáo, lại nhưng thật sự chính thức khai trương. Trước kia nàng vẫn cho là giao bá chân quân cùng Ngư Kiều Kiều đang nói đùa. Đến, chúng ta nghỉ ngơi một chút, Tô thị A Thập Lục nói. Thiếu niên lập tức ngẩng đầu nhìn lại sau đó phát hiện là một cái kem ly cửa hàng. Bởi vì thiên nhân nguyên nhân. Trước đó Điền Thiên đảo chủ an bài xuống thuộc, đem Lan Tây đảo trên đại lượng người bình thường chuyển di. Về sau thiên nhân nguy cơ giải trừ, bị rời đi người nhất thời nửa khắc trả về không tới. Sở dĩ hôm nay Lan Tây đảo, người lưu lượng tương đối nhỏ, trong tiệm trống rỗng. Thiếu niên một mặt mộng bức, tỷ, chúng ta thật là cùng cái Tô gia thành viên sao? Ta bên này sắp đứng trước độ kiếp nguy cơ, người lại nhưng dẫn ta tới ăn kem ly. Ngươi liền không lo lắng khả ái đệ đệ tại thiên kiếp bên dưới bạo chết. Đừng nóng vội, Tô thị A Thập Lục nói, A Thất không ở, nhưng có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thiếu niên, tỷ ngươi không vội, nhưng ta cấp A. Mặt khác, hắn còn nhớ rõ nửa năm trước, A Thập Lục tiểu tỷ tỷ bị thiên kiếp nổ sắp chết. Sở dĩ, trong lòng của hắn một chút cũng an tâm không nổi A. Tô thị A Thập Lục cười nhìn hắn một chút. Phảng phất có thể tùy tiện xem thấu thiếu niên nội tâm. Tống Thư Hàng cuối cùng không có lựa chọn phong cách ra sân.
hắn cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối đáp xuống Lan Tây đảo không người khu vực về sau, thần thức lặng lẽ càn quét. Thần thức cường đại trong nháy mắt đảo qua cả cái Lan Tây đảo. Từ khi luyện thành Bạch tiền bối thiết kế niệm lực về sau, Tống Thư Hằng đối thần thức phương diện nắm giữ càng thêm hoàn mỹ. Sở dĩ rất nhanh, hắn liền khóa chặt Tô Thị A thập lục khí tức. Xích Tiêu kiếm tiền bối treo ở Tống Thư Hằng trên lưng, người bình thường không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của nó. Tống Thư Hằng nhanh chân hướng Tô Thị A thập lục khí tức vị trí bước đi. Rất xa, hắn liền thấy Tô Thị A thập lục thân ảnh. Lúc này nàng đang ngồi ở một nhà hàng bên trong, trong tay bưng lấy một chén kem ly, dùng muỗng nhỏ đào lấy. Tại đối diện với của nàng, là một cái cùng nàng có chút tương tự thiếu niên, cũng hẳn là Tô Thị đệ tử. Tại Tống Thư Hằng nhìn về phía A thập lục thời điểm, xuất phát từ tu sĩ nhạy cảm trực giác, Tô Thị A thập lục đồng thời xoay đầu lại. Nhìn về phía hắn, hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười, mặc dù Tống Thư Hằng lúc này là thiếu niên bộ dáng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Tống Thư Hằng hướng phía Tô Thị A thập lục phất phất tay, nhanh chân hướng nhà hàng bước đi. Trên tổng thể thoạt nhìn không có biến hóa, Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tô Thị A thập lục bề ngoài cũng không hề biến hóa, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Lúc đầu coi là trong điện thoại nàng thanh tuyến biến như thế thành thục. Nói không chừng liền bề ngoài cũng sẽ có điều biến hóa. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình là dư thừa, A thập lục vẫn là cái kia A thập lục. Bất quá nàng hiện tại là đang ngồi tư thế, không biết có hay không trưởng cao. Tống Thư Hằng không khỏi nhớ tới lần trước, Tô Thị A thập lục thật vất vả cao lớn một ly, liền hài lòng không chịu nổi rồi bộ dáng. Đồng thời, Tô Thị A thập lục đối diện thiếu niên, cũng nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ thần thái biến hóa. Trong lòng của hắn minh bạch, khẳng định là vị kia Tống Thư Hằng tới. Hắc, để cho ta nhìn xem ngươi là ai đi, thần bí Tống Thư Hằng đạo hữu nha. Thiếu niên nhanh chóng quay đầu, thuận Tô Thị A thập lục ánh mắt nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy được một vị tuổi tác gần giống như hắn tuổi trẻ thiếu niên, chính bước nhanh hướng nhà tiểu điếm này đi tới. Như thế trẻ, không nghĩ tới A thập lục lại nhưng ưa thích loại này kiểu dáng. Điểm ấy vượt quá thiếu niên dự kiến, hắn còn tưởng rằng A thập lục sẽ thích loại kia thành thục cao lớn hình đại thúc nam tu. Bởi vì hắn từng nghe trong tộc trưởng bối nói chuyện phiếm lúc nhắc lên, nói tu sĩ tại lựa chọn đạo lữ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng tuyển chọn bổ mình ngắn đối tượng. Tỷ như nhỏ nhắn xinh xắn hình sẽ thích cùng cao lớn hình cùng một chỗ, dương cương hình sẽ thích cùng âm nhu hình tương hỗ đền bù. Sở dĩ A thập lục không nên đi tìm cái cự nhân kiểu dáng đối tượng sao? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên thiếu niên trong lòng hơi động. Đợi đã, thiếu niên này, lão nhìn quen mắt. Bá Long Cổ Thánh, hắn cả kinh nói. Tống Thư Hằng trên người, Cổ Thánh xưng hào tự mang thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả hiển hiện. Bá Long Cổ Thánh bá Nho Huyền Ma bá Tống Huyền Thánh. Một đầu công thức nhanh chóng tại thiếu niên trong đầu thành hình. Hai tay của hắn không tự chủ được che hướng bụng, sắc mặt trắng bệch. Lại là thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, ngàn năm qua tu chân giới xuất hiện nam tử đáng sợ nhất. A thập lục nói Tống Thư Hằng là hắn. Đợi đã, có lẽ bá Tống Huyền Thánh chỉ là đi ngang qua. Thiếu niên lại ngẩng đầu, lặng lẽ hướng bá Tống Huyền Thánh vị trí nhìn lại. Cái nhìn này nhìn lại lúc, hắn liền nhìn thấy trong truyền thuyết nam nhân bá Tống Huyền Thánh, đã tiến vào tiểu điếm, đưa mắt nhìn về phía mình cùng A thập lục vị trí. Mặt mỉm cười, hai mắt hiện ra đáng sợ quang mang. Tỷ, người vừa rồi trò chuyện bên trong Tống Thư Hằng, không phải là hắn a? Thiếu niên lặng lẽ truyền âm nhập mật. Hắn thậm chí không dám phát ra tiếng, miễn cho bị bá Tống Huyền Thánh bắt được thanh âm. Tô Thị A thập lục hiếu kỳ ngắm nhìn thiếu niên, người rất sợ hắn. Chư thiên vạn giới, không có mấy người không sợ hắn a? Thiếu niên rụt rụt thân hình, ta hiện tại chạy trốn, còn tới kịp sao? Chế, bá Tống Huyền Thánh đã thấy hắn. Nếu như bây giờ chạy trốn, nói không chừng ngược lại gây nên bá Tống Huyền Thánh bất mãn, chằm chằm hắn một chút làm sao phá. Hai mỹ nữ, đang lúc thiếu niên trong lúc suy tư, có hai cái thân hình cao lớn nam tử, bu lại, chen đến hai người bên bàn bên trên. Tô Thị A thập lục ngẩng đầu, nhìn cái này hai nam tử một chút. Muội tử, người trưởng thật khả ái. Bên trái nam tử kia lộ ra anh tuấn thiếu dung. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi uống một chén? Không cần, không hứng thú. Tô Thị A thập lục trả lời. Ha ha,
mỹ nữ các ngươi là đến Lan Tây đảo du ngoạn sao? Hai anh em chúng ta có thể vì các ngươi làm người dẫn đường. Hai vị nam tử lộ vẻ phi thường có vẻ muội kinh nghiệm. Tỷ, ta cảm giác thể chất của ngươi khẳng định có vấn đề, có rảnh đi kiểm tra một chút. Thiếu niên truyền âm nhập mật nói trước mắt trường hợp như vậy, hắn chí ít gặp qua 5 lần trở lên. Tô Thị A thập lục. Trước kia nàng tâm tình không tốt lúc, ngược lại không phản cảm loại tình huống này, bởi vì vừa vặn có thể tìm lý do đánh bọn hắn dừng lại. Nhưng hôm nay, nàng tâm tình rất không tệ. Cần ta đem hai người này giải ném ra sao? Thiếu niên lên tiếng hỏi. Lấy thực lực của hắn, đem hai người này ném ra ngoài tiệm, dễ như trở bàn tay. Vừa sau khi nói xong, hắn lại hì hì cười một tiếng, được rồi, xem ra không nên từ ta xuất thủ. Hắn lặng lẽ mắt liếc bá Tống Huyền Thánh mũi chân. Như vậy bá Tống Huyền Thánh sẽ xử lý như thế nào chuyện này đâu? Bá khí đăng tràng xuất thủ đem hai người này ném ra nhà hàng. Hoặc là trực tiếp lên mang thai ngưng thị. Nếu như trên mang thai ngưng thị, ca môn, hoài thai 10 tháng thể nghiệm một chút. Ngẫm lại hình tượng này, liền rất mang cảm giác. Mang thai ngưng thị cái này đáng sợ kỹ năng, chỉ cần không rơi trên người mình, liền sẽ rất vui cảm giác. Hắn không khỏi có chút mong đợi. Nhưng mà, ngoài dữ liệu của hắn là, bá Tống Huyền Thánh lại nhưng không có trực tiếp mở đại chiêu. Thiếu niên bộ dáng bá Tống Huyền Thánh nhìn như chậm chạp, trên thực tế mấy bước liền xuất hiện tại hai vị nam tử cao lớn bên người. Cũng không có gặp hắn động thủ, hai cái cao lớn nam tử thân vốn giống như là bị tầng một lực vô hình đẩy, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tựa như là hai người bọn hắn chủ động vì bá Tống Huyền Thánh nhường đường. Hai cái nam tử cao lớn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tương hỗ liếc nhau một cái. Mà tại hai người bọn hắn bị đẩy ra thời điểm, thiếu niên bá Tống Huyền Thánh đã đi tới Tô Thị A Thập Lục bên cạnh, hắn mặt mỉm cười, thoáng khuất thân, đưa tay đưa về phía A Thập Lục. A Thập Lục đưa ra tay trái của mình, khoác lên bá Tống trên tay. A, tỷ, cẩn thận, dắt tay sẽ mang thai. Tô Thị thiếu niên truyền âm nói. Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A Thập Lục, thẳng hướng nhà ăn nhỏ bước ra ngoài. Tô Thị thiếu niên chỉ có bưng lấy bản thân kem ly đuổi theo, thuận tiện còn được đến quầy hàng kết cái sổ sách. Hai cái bắt chuyện nam tử một mặt mộng bức, nhìn qua Tống Thư Hàng đi xa thân ảnh. Tại đến cửa nhà hàng khẩu thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên quay người, đối hai nam tử ngoái nhìn cười một tiếng. Chính tính tiền Tô Thị thiếu niên lập tức nhãn tình sáng lên đến rồi, bá Tống Huyền Thánh ngưng thị. Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên vẫn là muốn xuất thủ. Mang thai đi, cảm thụ tình thương của mẹ đi. Sau đó tại bá Tống Huyền Thánh yêu bên dưới run rẩy, hét to ba ba. Đáng tiếc, Tống Thư Hằng cũng không có phát rồ đối với người bình thường sử dụng mang thai ngưng thị. Hắn chỉ là đối hai nam tử cười một tiếng, sau đó chỉ bản thân phấn nộn khuôn mặt nhỏ, dương dương đắc ý nói, hiện nay, lưu hành ta loại này phấn nộn tiểu nãi cẩu. Khả ái, tuổi trẻ. Phốc Tô Thị A Thập Lục nhìn không được cười lên. Tô Thị thiếu niên trợn mắt hốc mồm. JPG. Đây quả thật là chư thiên vạn giới trong truyền thuyết người gặp người sợ, được xưng là ngàn năm kinh khủng nhất nam nhân bá Tống Huyền Thánh. Ta nhất định là bởi vì tâm ma nguyên nhân xuất hiện ảo giác. Sau lưng hai cái nam tử cao lớn. Ngươi là tiểu nãi cẩu, chúng ta tính là gì? Thế đạo này thật sự là quá không công bằng, làm chúng ta vẫn là tiểu nãi cẩu thời điểm. Các muội tử ưa thích đại thúc cùng đại ca ca. Làm chúng ta thật vất vả biến thành đại ca ca thời điểm, các muội tử lại quay đầu ưa thích tiểu nãi cẩu. Chúng ta nhất định bị thời đại này vứt bỏ đúng hay không? Bá bá Tống tiền bối, cứ như vậy buông tha hai người này sao? Tô Thị thiếu niên đuổi kịp tỷ tỷ và bá Tống Huyền Thánh, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Tô Thị thiếu niên. Người trước khi đến... Bọn hắn tại bắt chuyện tỷ tỷ đây. Tô Thị thiếu niên nhắc nhở, không cho bọn hắn hiểu rõ ý muốn dựng ngưng thị. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt hai cái đại nam nhân tại trong nhà ăn mang thai sinh nở, cam đoan lên ngày mai đầu đề. Có người chạy tới bắt chuyện, không vừa vặn nói rõ A Thập Lục khả ái sao. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời có thể là uống nhiều quá, hắn hôm nay đại não đặc biệt sinh động, nói chuyện lại tốt nghe. Tô Thị thiếu niên. Bất quá bá Tống Huyền Thánh giảng tốt có đạo lý dáng vẻ. Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A Thập Lục, hướng Lan Tây đảo bên bờ biển đi tới. Tô Thị thiếu niên theo sát tại sau lưng, ba người rời đi nhà hàng.
Ở tại bọn hắn rời đi nhà hàng về sau, cái kia hai cái cao lớn nam tử đột nhiên cảm giác đến buồn từ tâm tới. Hai người ngồi vào nguyên bản Tô Thị thiếu niên vị trí, liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đó, hai người đột nhiên ghé vào trên mặt bàn khóc lớn lên, ngăn đều ngăn không được. Vì cái gì như thế bi thương, trong hốc mắt giống như là có thêm một cái suối, nước mắt liên tục không ngừng tuôn ra. Rõ ràng trước kia cũng có bắt chuyện thất bại kinh nghiệm, nhưng hôm nay cảm giác tâm linh bị thật sâu tổn thương, là bởi vì tiểu nãi cẩu nguyên nhân sao? Đáng giận, tiểu nãi cẩu không tầm thường a, tiểu nãi cẩu cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ lớn lên trở thành lão cẩu bức. Tiếng khóc của bọn họ như sấm mùa xuân nổ vang. Tốt tại trong tiểu điếm đã không có khách nhân khác. Lão bản yên lặng ngắm nhìn hai vị này khóc đặc biệt thương tâm khách nhân, khe khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi, tâm lý quá yếu đuối. Chỉ là bắt chuyện bị cự, sẽ khóc thành dạng này. Ta cái này lão đơn thân cẩu đều không nói chuyện đây. Nói, lão bản lặng lẽ cho hai vị nam tử đưa một chén ít rượu. Rượu là cái thứ tốt, yêu đương có thể làm chén, thất tình cũng có thể cạn ly. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục. Tô Thị thiếu niên đi vào bên bờ biển về sau, hắn lặng yên thi triển huyễn pháp, bao phủ tại ba người trên người. Tại người bình thường trong mắt, sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác dần dần biến mất, lại chỉ chớp mắt sau liền biến mất không thấy gì nữa. Bên bờ biển người đều không có chú ý tới ba người. Tống Thư Hàng tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong Miêu Yêu Tiên Cơ thần môn, sau đó ngự bảo phi hành. Lúc đầu hắn muốn tế ra Hà Long thần hành chiến xa. Nhưng ở triệu hoán chiến xa thời điểm, đột nhiên muốn đổi cái tươi mới pháp định phi hành. Hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hoàn toàn có thể từng kiện thay phiên đổi tới phi hành. Thế là, hắn đem cái này phiến đại môn cho triệu hoán đi ra. Cánh cửa, Tô Thị thiếu niên một mặt tuyệt vọng. Mặc dù hắn biết tu sĩ pháp khí nhiều mặt, bàn tính, tấm chắn, khôi giáp, thậm chí gần nhất có người đem bản thân pháp khí luyện chế thành laptop, điện thoại di động bộ dáng. Nhưng thật sự muốn ngồi cánh cửa bay lúc, luôn cảm giác là lạ. Lúc đầu muốn chỉnh đầu thảm bay, nhưng cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn không thể ngự khí phi hành. Tống Thư Hằng nói, hắn nắm Tô Thị A Thập Lục, đạp vào cánh cửa. Tô Thị thiếu niên ngẩng đầu vọng thiên, đành phải kiên trì đuổi theo. Đúng rồi, cái này tấm cửa. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Miêu Yêu Tiên Cơ thần môn, mỉm cười nói bổ sung, bát phẩm pháp khí. Ngọa thảo, Tô Thị thiếu niên ghé vào trên ván cửa, nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Bát phẩm pháp khí A. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bát phẩm pháp khí. Phốc Tô Thị A Thập Lục cười điểm một cái thiếu niên, cùng Tống Thư Hàng giới thiệu nói, hắn là ta Thiên Hà Tô Thị đệ tử, Tô Không Vân. Bối phận coi là, hẳn là ta đường đệ. Bất quá, như từ mẹ ta bên kia bối phận mà tính, hắn so với ta muốn nhỏ một lứa. Tô Không Vân, mẹ ta là A Thập Lục mụ mụ chất nữ. Nhưng các nàng gả hai huynh đệ, sở dĩ nếu như từ mẫu thân cái kia bối phận để tính, ta bằng bạch nhỏ một lứa. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cười hắc hắc, sở dĩ nhiều khi, tu sĩ đều trực tiếp lấy thực lực cảnh giới tu vi tới phân chia tiền bối cùng hậu bối. Nếu không theo bối phận đến sắp xếp, tu sĩ bối phận tương đương hỗn loạn. Ta thường xuyên có thể gặp đến tu sĩ trong gia tộc có nhi tử cùng mẫu thân trong gia tộc trấn tộc đại tiền bối cấp tiên tử mến nhau. Hắc hắc hắc, hơn nữa còn có càng kỳ quái hơn. Thọ nguyên dài, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tại vài vạn năm phía trên dài rằng giặc thọ nguyên bên dưới, xuất hiện loại kia phụ thân cưới cái nào đó môn phái thứ 50 đại đệ tử, sinh cái nữ nhi sau. Nữ nhi ra ngoài du lịch qua trình lúc. Tại không biết rõ phía dưới cùng bản môn khai phái lão tổ quen biết, hiểu nhau, mến nhau, kết làm đạo lữ. Loại chuyện này, chư thiên vạn giới thường xuyên có phát sinh. Nghe nói nữ nhi của ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, bị một cái so với nàng lớn 1.700.000 tuổi lão cẩu bức cho lừa gạt đi, ta đặc mã lập tức mài xong ta đại bảo đao, vừa định xách đao đi giáo huấn một chút cái kia phao đi nữ nhi của ta lão cẩu bức. Vừa thấy mặt về sau. Lại phát hiện đối phương là bản môn khai phái lão tổ tông, ta đặc mã trực tiếp liền quỳ. 3 tháng 3, xuất quan, thời tiết rất tốt, cảnh giới tiêu thăng, tâm tình cực dai. Liền đem đời đời con cháu hiệu triệu, đoàn tụ cùng một chỗ, bày ra yến ăn mừng. Yến bên trong, đột nhiên phát hiện được ta tằng tôn tử. Thành gì ta ra ra, tâm tắc, một lần nữa bế quan 100 năm, cũng không có việc gì đều chớ quấy rầy ta chỉ muốn một cái người tĩnh tĩnh.
Lão hủ năm nay 8.000 tuổi đại thọ lúc, tổ nãi nãi đưa ta một cái đặc biệt cảm động lễ vật, nàng lại cho ta sinh cái tiểu thúc công. Cái này tiểu thúc công về sau muốn cùng ta cùng một chỗ mừng thọ thật vui vẻ. Kiếm hội nói chuyện, Tô Không Vân chấn kinh nhìn qua Xích Tiêu kiếm tiền bối. Trong truyền thuyết thần kiếm có linh, nhưng là biết mở khẩu nói chuyện thần kiếm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị này là Xích Tiêu kiếm tiền bối, trường sinh giả thần binh. Tống Thư Hàng mỉm cười, giới thiệu nói. Trường sinh giả thần binh. Tô Không Vân rất muốn vươn tay ra sờ sờ Xích Tiêu kiếm tiền bối, nhưng lại không dám sờ. Đây chính là trường sinh giả thần binh A, cùng trường sinh giả có liên quan đồ vật, nói không chừng hắn cả một đời đều không gặp được. Xích Tiêu kiếm tiền bối dương dương đắc ý trên không trung xoay một vòng, sử dụng kiếm chuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Không Vân, tiểu tử, tư chất không tệ nha, ta xem trọng ngươi. Tiểu tử này, lại nhưng vừa vặn ở vào 2 tấn 3 cảnh giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng tấn cấp sắp đến, sắp không đè nén được loại kia. Việc này xảo. Sở dĩ, Xích Tiêu kiếm tiền bối rất xem trọng thiếu niên này. Cám ơn tiền bối, Tô Không Vân vui vẻ nói trường sinh giả thần binh ở trước mặt khích lệ tư chất của hắn, nói không chừng hắn thật sự rất có thiên phú. Có lẽ tiếp đó, có cơ hội tranh một chuyến Tô Thị Thập Bát cái danh xưng này. Bất quá Tô Thị Thập Bát cái danh xưng này, giống như sẽ bị nhảy qua. Hắn đến lúc đó muốn tranh có thể là Tô Thị Thập Cửu. Đừng khách khí, đối với mình phải có lòng tin. Mặt khác, thân là tu sĩ, người tâm muốn lớn. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Tâm lớn, sức tưởng tượng mới có thể phong phú. Sức tưởng tượng đầy đủ phong phú về sau, người đối mặt bất luận cái gì hủy tam quan sự, mới có thể không có chút rung động nào. Xích Tiêu kiếm tiền bối sớm cho Tô Thị thiếu niên làm tâm lý bài tập. Thiếu niên này cùng Sở Sở khác biệt, thiên kiếp của hắn đã nhanh muốn đè nén không được. Tô Không Vân dùng sức gật đầu, ghi khắc trước Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tô Thị A Thập Lục dò hỏi, chúng ta bây giờ đến đâu? Tống Thư Hàng, đi trước tìm một chút nguyên liệu nấu ăn cái gì? Hắn nhìn về phía Tô Không Vân, lấy thực lực của hắn bây giờ, trong nháy mắt liền xem thấu cảnh giới của hắn. Nhị phẩm đỉnh phong, sau đó... Hẳn là đang đứng ở 2 tấn 3 cảnh giới, mà lại là lập tức liền muốn độ kiếp trạng thái. Đặc biệt là một điểm cuối cùng, Tống Thư Hàng vô cùng xác định. Chớ nhìn hắn thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng hắn cùng thiên kiếp đại lão quen a. Hắn chỉ cần thoáng một cảm ứng, liền có thể từ trên thân Tô Không Vân ngửi được thiên kiếp tiến đến khí tức. Tuyệt đối không sai. Tìm nguyên liệu nấu ăn, cần gì loại hình, có lẽ ta có thể giúp chút gì không? Tô Thị A Thập Lục nói. Các nàng hiện tại ở vào bên bờ biển, nàng có mấy cái pháp thuật có thể khóa chặt có thể ăn loài cá. Nếu như cần, nàng có thể dùng pháp thuật tìm kiếm loài cá nguyên liệu nấu ăn. Tìm nguyên liệu nấu ăn trước đó không vội, Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn nhìn về phía Tô Không Vân, có phải hay không sắp tấn cấp. Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm trao lên hắc, cái này nội dung cốt truyện phát triển, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Đúng vậy, Tống tiền bối. Lần này lặng lẽ từ Tô ra sau khi chạy ra ngoài, liên tiếp mấy cái kỳ ngộ. Kết quả cảnh giới làm sao cũng đè nén không được, lập tức liền muốn độ kiếp. Sở dĩ ta mới liên hệ với tỷ tỷ, tìm đến A Thất Tiểu ra ra. Tô Không Vân trả lời. Nói thật, hắn quay đầu ngẫm lại cũng bắt đầu hoài nghi trên đường đi, có phải hay không có Tô thị trưởng bối trong bóng tối cho hắn chế tạo kỳ ngộ, nếu không làm sao kỳ ngộ tần suất cao như thế. Tô thị A Thập Lục nói. A Thất hiện tại uống nhiều quá. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cái này nổi có thể là hắn. Bởi vì ai cũng không có nghĩ đến cô na nữ sĩ rượu, tử kình sẽ lớn như vậy. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, hầu như đều uống say rồi, liền thất tu thánh quân đều không ngoại lệ. Tống tiền bối, ta có thể muốn nhịn không được, trên đường đi đều là tỷ tỷ đang giúp ta áp chế cảnh giới, nhưng mỗi kiềm chế một lần, ta cũng cảm giác độ kiếp xúc động ngược lại càng lớn. Tô Không Vân nói đã A Thất uống nhiều quá, cái kia trước mắt bá Tống tiền bối liền là phi thường đáng tin độ kiếp người hộ đạo nha. Đáng tiếc, ta vừa độ xong kiếp, bằng không mà nói, cũng có thể mang ngươi một đợt. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tô Không Vân, không đúng, thành đoàn độ kiếp hỏa táng chàng, tâm tính tuyệt đối không thể bành trướng. Phải cẩn thận, Tống Thư Hàng vỗ vỗ bản thân có gương mặt, nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên Cửu Châu nhất hào quần.
Bá đao Tống Nhất, quần bên trong tiền bối, còn có ai không uống say sao? Bắc Hà tán nhân, yên tâm đi, tất cả mọi người đều uống nhiều. Cuồng đao Tam Lãng, không thức ăn, không thức ăn. A Thất muốn chém ta đầu làm óc khỉ yến, ai tới khuyên hắn một chút. Đồng quái tiên sư, Thư Hằng tiểu hữu không phải đã đi làm món ăn mới sao? Nhanh lên đồ ăn, nhanh lên đồ ăn a. Diệt Phượng công tử, ta cảm giác ta không có say, có chuyện gì không? Lệ Chi tiên tử, Thư Hằng có phải hay không gặp gỡ chuyện gì, nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Mặc dù uống nhiều, nhưng nói không chừng còn có thể cho ngươi đề điểm đề nghị. Uống nhiều các ngươi còn có thể trước tiên chú ý quần bên trong nói chuyện phiếm nội dung, đồng thời nhanh chóng hồi phục, các tiền bối làm cho người rất cảm động. Tống Thư Hằng đang muốn tư vấn bên dưới, có hay không trong tay tiền bối đã có sẵn 2 tấn 3 độ kiếp trận pháp vật liệu. Cảm động không, đại gia uống nhiều cũng còn có thể hồi phục ngươi. Bắc Hà tán nhân lại nói. Bá đao Tống Nhất, vui vẻ gật đầu biểu lộ. Ha ha ha, cảm động liền tốt, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi không cần cảm động. Bắc Hà tán nhân dương dương đắc ý nói, bởi vì là ta một cái người cầm tất cả đạo hữu điện thoại, giải khai bọn hắn điện thoại di động mật mã, đang cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi cho rằng tất cả mọi người quan tâm ngươi, kỳ thật chỉ có ta một cá nhân quan tâm ngươi đát. Tống Thư Hằng, Bắc Hà tiền bối hôm nay thật là uống nhiều quá. Kém chút liền muốn đem Bắc Hà tiền bối kéo đen. Nhưng ngẫm lại, không uống say Bắc Hà tiền bối đã là cửu châu nhất hào quần bên trong còn sót lại mấy khỏa lương tâm, ai cũng có thể kéo đen, nhưng Bắc Hà tiền bối thật sự không thể lạp. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lấy điện thoại di động ra huy động một chút, dạng này Bắc Hà tiền bối còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bắc Hà tiền bối cũng uống nhiều, Tống Thư Hằng thở dài, lúc đầu muốn hỏi một chút quần bên trong tiền bối, trong tay ai có thích hợp độ kiếp trận pháp vật liệu. Chúng ta dễ tìm cái địa phương cho Tô Không Vân quy hoạch độ kiếp trận pháp. Hiện tại xem ra, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Độ kiếp trận pháp tài liệu, trong tay của ta có một ít. Tô Thị A Thập Lục nói. Dứt lời, nàng lấy ra một đầu túi càn khôn, từ đó lấy ra một nhóm độ kiếp trận pháp vật liệu, nếu như là 2 tấn 3 thiên kiếp, những tài liệu này cũng đủ rồi. Đương A Thập Lục mở ra túi càn khôn thời điểm. Tống Thư Hằng con mắt đều muốn bị sáng mù tràn đầy một túi các loại bảo vật vật liệu, toàn bộ đáng thương túi càn khôn đều muốn bị nhét bạo, A Thập Lục rất có thể kế thừa Bạch Long tỷ tỷ bộ phận gia sản. Tỷ, người chừng nào thì liền túi càn khôn đều có. Tô Không Vân chừng to mắt. Loại này càn khôn không gian pháp khí, phi thường quý giá, một mực là bọn hắn những thứ này bọn hậu bối khát vọng lấy được bảo vật. Trên thực tế, bọn hắn những thứ này liền tam phẩm cũng chưa tới đệ tử. Đừng nói là túi càn khôn, liền ngay cả một tấc thu nhỏ túi đều là mong muốn mà không thể thành bảo vật. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười, không có trả lời. Tỷ, lần sau ngươi túi càn khôn có dư, tiện nghi bán ta một cái được chứ? Tốt nhất có thể lại cho ta nợ cái sổ sách cái gì? Tô Không Vân hâm mộ nói, rất muốn sờ sờ cái này chân quý túi càn khôn. Thân huynh đệ minh tính sổ sách. Tốt lắm, nếu như ta có dư, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Hả, ngươi không có chữ vật hình pháp khí sao? Tống Thư Hằng hỏi, một tấc thu nhỏ túi loại hình có sao? Một tấc thu nhỏ túi muốn tam phẩm về sau, cũng tại cùng tuổi Tô Thị thành viên 4 năm một lần thi đấu bên trong thu hoạch được 10 vị trí đầu, mới có thể có đến. Tô Không Vân thở dài. Một tấc thu nhỏ túi cũng lão chân quý. Hắn vừa dứt lời, một đầu bình nhỏ từ bá tống trong tay tiền bối vung ra, rơi vào trong tay hắn. Cái bình này cũng là một loại pháp khí chứa đồ, công năng cùng loại với một tấc thu nhỏ túi, chính thích hợp ngươi sử dụng. Xem như ta lễ gặp mặt, Tống Thư Hằng mỉm cười, nói. Cái bình này chính là từ thiên nhân cái kia lấy được chiến lợi phẩm, Tống Thư Hằng trong tay loại này cái bình số lượng rất nhiều. Mà lại, đối với có được hạch tâm thế giới Tống Thư Hằng tới nói, loại này cái bình cơ hồ không có gì dùng. Hắn đều chuẩn bị chờ thêm thâm niên, mỗi gặp gỡ cái thân cận tiểu gia hỏa. Liền các đưa một cái. Tiểu quả quả A, thì la lị cùng chúc la lị, đến lúc đó gặp lại, nhân thủ một đầu cái bình. Tô Không Vân ngốc ngốc bưng lấy trong tay chữ vật bình nhỏ, tiền bối, đưa ta. Trong tay của ta không có gì thích hợp làm lễ gặp mặt đồ vật, cũng chỉ có đưa những thứ này. Tống Thư Hằng chậm rãi nói hắn nói là lời nói thật, chủ yếu là hắn nghèo, trong tay không có thích hợp bảo vật tặng người.
cũng không thể đem hạch tâm thế giới ma thú hoặc linh thực lôi ra đến tặng người ba những ma thú kia cùng linh thực còn cần giữ lại lai giống lưu trùng. Tạ ơn bá tống tiền bối, Tô Không Vân cảm động kêu lên. Lần này liên hệ A Thập Lục, thật sự là nhân sinh chính xác nhất quyết định. Bá tống tiền bối chính là thiên niên đệ nhất thánh, tiện tay tặng người đều là một tấc thu nhỏ túi cấp bậc bảo vật. Tô Không Vân đối bá tống tiền bối độ thiện cảm 000. Tỷ tỷ, lễ vật này ta liền nhận A. Tô Không Vân lại quay đầu, đối Tô Thị A Thập Lục nói. Dù sao lễ vật này là bá tống tiền bối xem ở A Thập Lục trên mặt mũi tiễn hắn. Hừm, người một mực thu đi. Tô Thị A Thập Lục trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười. Thư Hàng thật sự càng ngày càng có tiền bối phong phạm, không chỉ có là cảnh giới, còn có tính cách cùng tầm mắt. Rõ ràng nửa năm trước, nàng vừa nhìn thấy hắn lúc, hắn vẫn chỉ là cái vừa tiếp xúc tu hành, vừa hoàn thành trúc cơ tiểu tu sĩ. Trong lúc đó, kinh lịch rất nhiều chuyện a. Đã độ kiếp trận pháp vật liệu cũng đủ, vậy chúng ta tìm một chỗ bố trí độ kiếp chi trận đi. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục, ta không ý kiến. Hai tấn ba thiên kiếp, Thư Hàng cùng nàng đủ để đương hộ trận người. Ta hoàn toàn không có vấn đề, trên thực tế bá tống tiền bối ngài nguyện ý cho ta làm hộ trận người, trong lòng ta vô cùng an tâm. Tô Không Vân kích động nói. Thanh niên, vẫn là quá non. Xích Tiêu Kiếm tiền bối hí hư nói. Ngươi nếu là biết bên cạnh ngươi vị này bá tống tiền bối độ kiếp từ trước tới giờ không dựa độ kiếp trận pháp, chỉ dựa vào sinh mệnh đi đổi, rõ ràng là lục phẩm cảnh giới cũng đã là thành đoàn độ kiếp lão tư cơ, ngươi liền sẽ không như thế an tâm. Vậy chúng ta đi, ta nhớ được phụ cận có cái đảo nhỏ, rất thích hợp độ kiếp. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Một hồi trước, hắn từng mang theo vị kia tóc vàng máy móc thiếu nữ, tại Lan Tây đảo phụ cận trên đảo nhỏ độ kiếp qua. Cái kia tóc vàng máy móc thiếu nữ, bây giờ còn đang hắn hạch tâm thế giới bên trong nằm. Cũng không biết nàng là một năm sau phục sinh, vẫn là 10 năm sau phục sinh. Có Tống Thư Hàng dẫn đường, một nhóm ba người một kiếm, đáp xuống Lan Tây đảo bên ngoài trên đảo nhỏ. Phụ cận không có tu sĩ khác, đảo nhỏ linh khí cũng coi như sung túc, lại rời xa người bình thường, là cái thích hợp độ kiếp địa phương. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình luận. Đúng rồi. A Thập Lục, cái này đưa ngươi. Tống Thư Hàng móc ra một cái kim tệ, đưa cho nàng. Tô Thị A Thập Lục, Phục sinh kim tệ, thích hợp ngũ phẩm cùng ngũ phẩm phía dưới cảnh giới tu sĩ sử dụng. Các ngươi mang lên hắn về sau, trong lòng ta cũng có thể an tâm một số. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, thận trọng đem cái này kim tệ cất kỹ mặc dù, trên người nàng đã có một loại phục sinh thủ đoạn. Nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ nhận lấy cái này phục sinh kim tệ. Bên trên Tô Không Vân trông mong nhìn qua phục sinh kim tệ, một mặt hâm mộ. Thật muốn đi tới sờ sờ cái này phục sinh kim tệ, trong truyền thuyết phục sinh pháp khí A. Loại vật này, có tiền đều rất khó mua được, có hắn về sau, sinh mệnh đều có bảo đảm. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là đại tiền bối, đưa ra lễ vật chính là có cấp bậc. Sau đó, liên quan tới độ kiếp trận pháp. Tống Thư Hàng đưa tay, lấy niệm lực cùng linh lực trong hư không cấu hỏa. Mấy hơi ở giữa, hắn liền vẽ ra một bộ thích hợp 2 tấn 3 độ kiếp đại trận. Tô Không Vân, người án lấy chương này độ kiếp trận đồ, đem bản thân độ kiếp trận pháp cho cấu hỏa ra tới. Có xem không hiểu địa phương liền hỏi ta, Tống Thư Hàng nói. Bố trí trận pháp sự tình, hắn cùng A Thập Lục đều không thích hợp nhúng tay. Tô Không Vân nhẹ gật đầu. Hắn bắt đầu án lấy bá tống tiền bối vẽ trận đồ, bắt đầu bố trí trận pháp. Đang bố trí trận pháp thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trận pháp này, bố trí thuận buồm xuôi gió phảng phất như là, vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Chế tạo riêng, Tô Không Vân trong lòng giật mình, nhìn về phía bá tống huyền thánh. Bá tống huyền thánh vì sao lại có vì hắn chế tạo riêng độ kiếp trận pháp? Hắn cùng bá tống huyền thánh mới lần đầu gặp A. Trừ phi... Bá tống tiền bối đã từng điều tra qua hắn. Trước đó Xích Tiêu Kiếm tiền bối liền nhắc nhở qua hắn, tâm muốn lớn một chút, tư duy muốn càng khoáng đạt một số. Thế là, Tô Không Vân tư duy bắt đầu khuếch tán giả thiết bá tống tiền bối đã từng âm thầm điều tra qua hắn, vậy hắn trước mấy ngày quỷ dị liên tục kỳ ngộ, có thể hay không cũng là bá tống tiền bối thủ bút. Về phần mục đích nha, đó còn cần phải nói à, kha 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 kha. Tô Không Vân càng nghĩ càng cảm giác có khả năng. Nếu như đây hết thảy thật sự là bá tống tiền bối thủ bút, hắn cảm giác.
bản thân hoàn toàn không ghét, thậm chí còn hy vọng bá tống tiền bối thủ bút có thể tới càng lớn một điểm. Có một vị đại tiền bối âm thầm lượng thân là ngươi chế tạo các loại kỳ ngộ, độ kiếp trận pháp, lại không có ác ý, đơn giản không nên quá mỹ. Chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo bố trí độ kiếp trận pháp. Tô Thị A Thập Lục thanh âm vang lên. Tô Không Vân hì hì cười một tiếng, đối Tô Thị A Thập Lục giơ ngón tay cái lên. Tô Thị A Thập Lục một mặt không hiểu thấu. Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực, nhìn lấy Tô Không Vân bày trận. Đồng thời thần trí của hắn khuếch tán ra đến, bao phủ đảo nhỏ cùng đảo nhỏ bốn phía, tránh cho có không rõ chân tướng tu sĩ đột nhiên chạy tới, bị cuốn vào đến Tô Không Vân thiên kiếp bên trong. Mặt khác, Tô Không Vân bộ này 2 tấn 3 thiên kiếp, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tính trên là chế tạo riêng. Tống Thư Hàng trong tay có một chương phẩm cấp khá cao 2 tấn 3 thiên kiếp trận đồ đến từ Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa, Ma Đế nhân sinh menu thiên kiếp thịnh yến chi kho thiên kiếp. Tấm trận đồ này là Hà Chỉ Ma Đế tỉ mỉ phối trí, thích hợp với đạo, nho, Phật, Ma, chúng yêu từng cái hệ thống tu luyện độ 2 tấn 3 thiên kiếp độ kiếp trận đồ. So với chân chính chế tạo riêng trận pháp khẳng định phải kém một chút, nhưng bởi vì hắn là một chương dầu cù là loại hình độ kiếp trận đồ, sở dĩ bất kể là cái nào chủng tộc, cái nào hệ người tu luyện, tại khắc họa tấm trận đồ này thời điểm, đều sẽ có một loại A. Cái này độ kiếp trận pháp có phải hay không rất thích hợp với ta ảo giác? Bởi vì là dầu cù là, cùng loại với hình nhóm máu O, thích ứng tuyệt đại đa số người tu luyện. Tống Thư Hàng cũng không có trực tiếp đem chương này độ kiếp trận đồ kéo cho Tô Không Vân, dù sao đầu năm nay thiên kiếp đại gia bao giờ cũng đều tại tiến hóa. Nếu như trực tiếp sử dụng Ma Đế độ kiếp trận đồ, không muốn phát triển, không thêm vào sửa chữa, sẽ bị kiểu mới thiên kiếp đại lão treo lên đánh. Sở dĩ, hắn trước đem Tô Không Vân số liệu giao cho Hạch Tâm Thế Giới Quy Tiền Bối, mời Quy Tiền Bối xuất thủ, trong thời gian ngắn đem Hà Chỉ Ma Đế thiên kiếp trận đồ tiến hành sửa chữa, biến càng thích hợp Tô Không Vân. Trên người hắn treo nhiều như vậy tiền bối đại lão, có đôi khi một số chuyện một cái nhấc tay, các tiền bối cũng sẽ không phản đối. Đối với quy tiền bối loại này chính quy kiếp tiên tới nói, sửa chữa một cái 2 tấn 3 độ kiếp trận pháp, vẩy vẩy nước, không nên quá nhẹ nhõm. Dù sao chỉ là cái 2 tấn 3 tiểu trận. Chờ quy tiền bối sửa chữa sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng lại đem chương này độ kiếp trận đồ, chuyển vẽ cho Tô Không Vân ta mặc dù không có cấu họa thiên kiếp trận pháp năng lực. Nhưng trên người ta tiền bối sẽ a. Tô Không Vân rất mau đem cả cái độ kiếp trận pháp dựng hoàn thành. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục lại vì hắn trận pháp kiểm trắc một lần, xác định không có vấn đề. Bá Tống tiền bối, ta muốn bắt đầu. Tô Không Vân kêu lên, hắn lấy ra linh thạch, vùi sâu vào đến độ kiếp trong trận, kích hoạt trận pháp. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục ngự đao phi hành, rời xa Tô Không Vân độ kiếp khu vực. Tô Không Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn từng cái tiểu chân khí bên trong đan điền rót thành một đường, toàn bộ tràn vào đến thứ 7 tiểu đan điền long giác đan điền. Chân khí từ long giác đan điền bên trong phun ra ngoài, câu thông thiên địa, bắt đầu dẫn hạ thiên kiếp. Tiếp lấy hắn đưa tay trong ngực một chảo, cầm ra một cái kiếm hoàn. Chân khí rót vào, kiếm hoàn hóa thành tia kiếm, trong tay hắn hóa thành bảo kiếm. A, Không Vân không cần đao, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Tô Thị A Thập Lục, hắn đã từng muốn theo Tô Thị A thất luyện đao, nhưng hắn không đao pháp thiên phú. Ngược lại tại kiếm thuật thiên phú không tệ, về sau học chính là thiên hà Tô Thị nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối kiếm pháp. Tống Thư Hàng sơ lược tâm tắc cùng ta đổi A, này thiên phú cùng ta đổi A. Hai chúng ta thay đổi thiên phú, nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Nói thật, chẳng biết lúc nào lên. Tống Thư Hàng đối với kiếm thuật thiên phú đã không giống lúc trước cố chấp như vậy. Kỳ thật đao pháp kiếm pháp, đều như thế. Chủ yếu vẫn là nhìn khí chất. Nói thí dụ như Bạch Tiền Bối, hắn dù là đùa nghịch là cán dài búa lớn, cũng nhất định xoái bay lên. Chỉ cần có khí chất, cho dù là dùng đao cũng có thể sử dụng phi thường xoái khí. Trong hư không, kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Tới, Tống Thư Hàng nhìn qua 2 tấn 3 thiên kiếp. Trong lòng có điểm dục dịch đây là hắn muốn đồ ăn nha. Bất quá, độ kiếp chính là Tô Thị A Thập Lục đệ đệ, giống như Sở Sở đều là người một nhà. Sở dĩ Tống Thư Hàng sẽ không xuất thủ quấy nhiễu hắn độ kiếp quá trình, miễn cho dẫn phát ngoài ý muốn. 2 tấn 3 thiên kiếp là rất mê người,
nhưng vẫn là đợi đến bắt được thích hợp thiên nhân, hoặc là thế lực đối địch tu sĩ về sau, lại tiến hành nếm thử đi. Cần thiết nhẫn nại mới có thể thưởng thức được càng mỹ vị hơn, thành thục trái cây. Phía dưới, Tô Không Vân trên người phun trào chân khí dẫn dắt linh lực, đại lượng linh khí hướng hắn hội tụ. Hắn chỗ đứng chi địa, cỏ cây sinh trưởng, bông hoa nở rộ. Hắn mượn nhờ độ kiếp trận pháp, đem bản thân tinh, khí, thần tăng lên tới cực trí. Trên người pháp y bên trên, từng mai phòng ngự phù văn sáng lên. Tới, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ. Oanh! Trong hư không, có tiếng sấm bạo hưởng. Kim sắc lôi điện từ kiếp vân trong chui ra, hướng Tô Không Vân nổ dưới. Đạo này lôi điện uy lực cũng không lớn, là thiên kiếp đang nhắc nhở tu sĩ, độ kiếp bắt đầu. Đạo này thiên lôi, thậm chí không gọi được là 2 tấn 3 cấp bậc thiên kiếp, uy lực nhiều nhất chỉ có nhị phẩm sơ giai. Tô Không Vân đưa tay vạch một cái, một đạo kiếm khí chém ra. Đạo kiếm ý này bên trong, ẩn ẩn đã có kiếm thế ngưng tụ lại là một tôn tiểu thiên tài cấp bậc đệ tử. Chỉ cần cho hắn thời gian tôi luyện, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về hắn kiếm ý tới. Kiếm khí tại độ kiếp trận pháp cường hóa bên dưới, đón lấy kim sắc thiên lôi. Oanh, thiên lôi bị tạc nứt. Một lát sau, đợt thứ 2 thiên kiếp chính thức giáng lâm. Liên tiếp 3 lượt thiên kiếp kiếp lôi, từ không trung giáng xuống. Đều là nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc thiên lôi, mỗi đạo đều tương đương với nhị phẩm đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Tô Không Vân toàn lực điều động độ kiếp trận pháp uy lực, kiếm quang quét qua. Hóa thành một chỉ to lớn mai rùa, gắn vào trên không. Tô Không Vân một mặt mộng bức. Vì cái gì của ta kiếm ý sẽ biến ra một đầu mai rùa đến? Là độ kiếp đại trận nguyên nhân sao? 3 lượt thiên kiếp lôi rơi vào mai rùa trên về sau, bị bắn ngược ra ngoài, hướng về xa xa Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục bắn tới. Đồng thời, trên bầu trời kiếp vân, lại bắt đầu lại từ đầu tụ lực bị đẩy lùi thiên kiếp, ngầm thừa nhận đã bị Tô Không Vân đỡ được. Cái này đợt điện liệu đợt trị liệu kết thúc, đợt tiếp theo điện liệu chuẩn bị bắt đầu. Đối mặt chạm mặt tới lôi kiếp, Tống Thư Hàng vô ý thức liền muốn đưa tay đi bắt hắn. Đáng tiếc, cái này lôi kiếp không phải dài mảnh trạng, thật chẳng lẽ muốn đem hắn xoa thành dạng nhánh. Trong lòng của hắn đột nhiên phun lên một cái ý niệm như vậy. Không đúng, nếu như ta đưa tay bắt lấy thiên kiếp, chẳng phải là muốn bị cuốn vào Tô Không Vân độ kiếp bên trong. Không thể tiếp. Tống Thư Hàng lôi kéo Tô Thị A Thập Lục, thật nhanh tránh lui. Không có việc gì, cái này 3 lượt thiên kiếp đã không cần cố ý đi tránh né, không cần lo lắng sẽ bị cuốn vào đến Tô Không Vân thiên kiếp bên trong. Cái này lúc, Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Đối với Tô Không Vân tới nói, cái này 3 đạo kiếp lôi hắn đã đỡ được, đợt tiếp theo thiên kiếp đã tại tụ lực. Cái này 3 đạo lôi kiếp đã là đi đến quá trình sau dư 3. Dù sao chỉ là 2 tấn 3 cấp bậc thiên kiếp, cùng những cái kia nhân cách hóa, bị ngăn lại sau sẽ còn chuyển cái vòng, quay đầu tiếp tục mãnh công tu sĩ cao đoan thiên kiếp khác biệt. 2 tấn 3 cấp bậc lôi kiếp, tự cùng cung tiễn đồng dạng, bắn đi ra coi như xong việc. Vô luận tu sĩ là ngăn lại thiên kiếp, vẫn là đánh nổ thiên kiếp hoặc là dùng nhục thân chống đỡ thiên kiếp, đều không khác nhau. Đương nhiên, nếu như là biến dị cấp 2 tấn tam phẩm thiên kiếp, cùng phổ thông thiên kiếp vẫn sẽ có khác biệt. Tô Không Vân thiên kiếp, chỉ là phổ thông 2 tấn 3, cũng không có biến dị. Đang khi nói chuyện, 3 đạo lôi kiếp bị Tô Không Vân thi triển mai rùa phản đam về sau, xuyên qua độ kiếp đại trận bình chướng, tiếp tục hướng phía Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục nguyên bản vị trí điện xạ mà tới. Độ kiếp đại trận ngoại trừ đối kháng chính diện thiên kiếp bộ phận bên ngoài, ở ngoại vi còn sẽ có huyễn thuật trận pháp cùng cơ sở phòng ngự bình chướng, để mà phòng ngừa tu sĩ khác ngộ nhập độ kiếp phạm vi, cùng giảm bớt thiên kiếp dư 3. Thời điểm then chốt, bộ phận này bên ngoài bình chướng cũng có thể tạo được bảo mệnh tác dụng. Nói cách khác, cái này mấy đạo thiên kiếp có thể bảo quản lại. Tống Thư Hàng hỏi. Xích Tiêu kiếm tiền bối, nếu như ngươi có thủ đoạn này. Hắn nhớ kỹ kho thiên kiếp cần có thiên kiếp chi lôi là có yêu cầu, 2 tấn 3 cấp thiên lôi, hơn nữa còn đến là dạng nhánh. Đang khi nói chuyện, 3 lượt thiên kiếp đã xuyên thấu độ kiếp đại trận bình chướng, oanh kích đến Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng không chút do dự đưa tay đối 3 đạo thiên lôi cách không một nắm. Niệm lực thôi động, 3 đạo thiên lôi bị cưỡng ép ngừng lại, hồ quang điện tiếng trong hư không rung động đùng đùng. Bạch tiền bối nghiên cứu niệm lực thật là một cái đồ tốt, dùng quá thuận tay.
đang độ kiếp Tô Không Vân, ngắm nhìn Tống Thư Hằng vị trí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bá Tống Huyền Thánh đem bị hắn bắn ngược ra thiên kiếp dừng lại làm gì. Sau đó bước kế tiếp, Tống Thư Hằng nói khẽ, ta cần dạng nhánh thiên kiếp. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi, Thư Hằng, người cần luyện chế đặc thù pháp khí sao? Thiên kiếp đối với phần lớn tu sĩ tới nói, đều là tử kiếp, tránh không kịp, thiên kiếp đối người tu luyện còn có tổn thương tăng thêm. Mà có chút gan mập tu sĩ, liền lợi dụng thiên kiếp đối người tu luyện tổn thương tăng thêm thuộc tính, thử nghiệm đem thiên kiếp lực lượng phong tồn đến pháp khí, mặc dù chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng, nhưng sử dụng lúc thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Không phải, ta không có pháp khí muốn luyện chế. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói, đây là nguyên liệu nấu ăn. Tô Thị A Thập Lục. Nàng tiến đến Tống Thư Hằng bên cạnh, ở trên người hắn nhẹ nhàng hít hà, người cũng uống nhiều sao. Tống Thư Hằng trên người còn giữ nhàn nhạt mùi rượu. Mặc dù uống chút, nhưng ta hẳn là còn không có say. Tống Thư Hằng nói, chờ ta trước thu cái thiên kiếp này, đến lúc đó cho ngươi chế tác kho thiên kiếp. Tô Thị A Thập Lục cười nói, tốt, vậy ta chờ ngươi. Mặc kệ Tống Thư Hằng là say, vẫn là hắn thật sự muốn kho thiên kiếp, nàng đều cảm giác rất có ý tứ. Hắc hắc, Tống Thư Hằng đưa tay đối ba lượt thiên kiếp, hai tay cách không xoa động, tới đi, biến thành dạng nhánh đi. Hắn thúc giục niệm lực, đối ba đạo lôi kiếp dừng lại hung ác xoa. Không biết có thể thành công hay không đem thiên lôi xoa thành dạng nhánh. Đồng thời, hắn thử nghiệm thông qua phân thân cùng mã kiêu A Kim Đan cấu đồ bắt đầu liên hệ Bạch Tiền Bối. Dù sao, phòng ấn thiên kiếp, Bạch Tiền Bối nhất có kinh nghiệm. Không biết Bạch Tiền Bối hiện tại cửu phẩm thiên kiếp độ thế nào? Có rảnh hay không trả lời hắn? Theo Tống Thư Hằng hai tay xoa động, một lát sau, cái kia ba đạo hai tấn ba lôi kiếp, thật sự bị xoa thành hình sợi dài. Bạch Tiền Bối nghiên cứu ra được niệm lực, tính thực dụng cực cao. Đồng thời, đang độ cửu phẩm thiên kiếp Bạch Tiền Bối, cũng hồi phục Tống Thư Hằng. Cũng không phải là trực tiếp liên hệ, mà là thông qua Tống Thư Hằng lưu tại thiên kiếp bên trong phân thân. Cùng Tống Thư Hằng tiến hành giao lưu. Người tìm ta có việc, Bạch Tiền Bối hỏi. Thanh âm của hắn thông qua Tống Thư Hằng phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, truyền tới. Bạch Tiền Bối, người bây giờ độ kiếp tình huống như thế nào? Ta nghĩ tư vấn chút vấn đề, có thể hay không quấy rầy đến ngươi? Tống Thư Hằng hỏi. Bạch Tiền Bối thanh âm có chút mềm nhũn trả lời, trước mắt độ kiếp xu thế tiếp cận bình ổn, thiên kiếp uy lực vững bước chậm chạp dâng lên. Nói thật, tăng quá ổn, ta có chút nhàm chán. Sở dĩ, ta vừa rồi đang suy nghĩ muốn hay không thừa cơ bế cái quan. Ngươi có vấn đề gì? Tống Thư Hằng. Tại 8 tấn 9 ngàn ngày chi kiếp bên trong bế cái quan. Bên trên cật qua Tiền Bối nghe được sẽ oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Là như vậy, Bạch Tiền Bối. Ta nghĩ đem 2 tấn 3 thiên kiếp, hoàn mỹ phòng ấn lại. Tiền Bối ngươi có hay không tốc thành phòng ấn pháp, dạy ta một cái. Tống Thư Hằng nói, Bạch Tiền Bối truyền thụ cho hắn pháp thuật trường tâm lôi cùng quy tức thuật đều là đi qua giản hóa, chỉ cần vẽ cái phù văn, lại dùng linh lực vừa khởi động liền có thể sử dụng, thuận tiện mau lẹ. Ngươi muốn phong ấn thiên kiếp, làm gì dùng, thiên kiếp vũ khí không phải còn có một nhóm sao? Không đủ, ta phong ấn một nhóm cửu phẩm thiên kiếp mang về cho ngươi. Nói lên phong ấn thiên kiếp mang về chơi chủ đề, Bạch Tiền Bối liền khôi phục sức sống. Tống Thư Hằng. Ta nghĩ thử một chút kho thiên kiếp, đây là từ một vị ma đế cái kia lấy được thực đơn. Trong đó có một bước chính là phong ấn thiên kiếp. Kho thiên kiếp, ăn, Bạch Tiền Bối hỏi. Đúng thế, Tống Thư Hằng trả lời. Bạch Tiền Bối nghi hoặc, thiên kiếp cũng có thể ăn. Theo trên thực đơn phương pháp luyện chế đến xem, kho xong, hẳn là có thể ăn. Tống Thư Hằng kỳ thật cũng không phải 100% xác định. Bạch Tiền Bối thanh âm biến vui sướng. Cả người đều có tinh thần, chờ ta đưa cái phân thân đi người cái kia hiệp trợ ngươi. Một lát sau, siêu, một đạo hàn quang tại Tống Thư Hằng ngoài trăm thước lóe lên. Là Bạch Tiền Bối cái kia có thể bài trừ bất luận cái gì không gian phong ấn duy nhất một lần phi kiếm. Trên phi kiếm, có một cái mặt đờ Bạch Tiền Bối phân thân, hai tay cắm ở trong cửa tay áo, bị truyền tống tới. Phi kiếm cấp tốc hướng phía Tống Thư Hằng lướt đến. Sau đó, thắng gấp, Bạch Tiền Bối phân thân, vững vàng ngừng lại tại Tống Thư Hằng cùng Tô Thị A Thập Lục bên người. Hắn ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục, tiểu thập lục, xem ra người gần nhất tiến bộ rất lớn, không tệ.
Nói xong, hắn lại nhìn phía cái kia ba đầu lôi kiếp. Muốn đem bọn chúng phong ấn sao? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Đúng, chính là bọn chúng. Phong ấn thời điểm, muốn đem bọn chúng duy trì tại dạng nhánh, không thể để cho bọn chúng biến hình. Điểm ấy rất trọng yếu. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói. Xem ta, Bạch Tiền Bối phân thân bước ra một bước, trong nháy mắt chuyển qua ba đạo lôi kiếp bên cạnh, hắn đưa tay vỗ, nhanh chóng đem ba đạo lôi kiếp phong ấn. Bạch Tiền Bối không hổ là Dẫn Soát Thiên Kiếp tồn tại, phong ấn thiên kiếp thủ pháp đặc biệt thuần thục, đồng thời ba đạo lôi kiếp phong ấn thủ pháp không giống nhau. Mặc dù hắn không biết Tống Thư Hàng muốn làm sao kho cái này ba đạo lôi kiếp, bất quá Bạch Tiền Bối suy đoán, phong ấn thủ pháp có thể sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Sở dĩ, hắn cố ý sử dụng khác biệt phong ấn thủ pháp đến phong ấn thiên kiếp. Lôi kiếp nếu như kho hoàn thành, nhất định sẽ có được bạo tạc cảm giác a. Mặt đơ Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, hắn đưa tay đem ba đạo phong ấn thiên kiếp dẫn dắt tới, đưa chúng nó đưa tới Tống Thư Hàng trước mặt. Hẳn là sẽ rất mỹ vị. Tống Thư Hàng hồi tưởng lại Hà Chỉ Ma Đế nhân sinh menu bên trên, đối kho thiên kiếp miêu tả, cái kia gấp miêu tả, nhìn phi thường ngon miệng. Chỉ cần hắn chủ tâm cùng ma môn tiên chủ kỹ thuật có thể hảo hảo phối hợp, tăng thêm Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên phối hợp, trên lý luận hẳn là có thể đem kho thiên kiếp hoàn mỹ lại hiện ra. Tống Thư Hàng đưa tay, mở ra hạch tâm thế giới, đem ba đạo phong ấn thiên kiếp chuyển di trong đó. Chỉ có ba lượt thiên kiếp đủ sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng xoa cằm, từ thể tích nhìn lại, ba lượt thiên kiếp rất khổng lồ. Hẳn là đủ dùng a. Ba đạo lôi kiếp bị Tống Thư Hàng dùng niệm lực xoa thành đầu, thể tích lớn lớn áp xúc. Bất quá vẫn như cũ có trụ lớn lớn nhỏ, chiều dài tại 15 mét đến 20 mét. Làm nguyên liệu nấu ăn, khổng lồ như vậy thể tích, hoàn toàn đầy đủ Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên hưởng dụng. Tô Thị A Thập Lục hỏi, làm đồ ăn quá trình bên trong, cần trợ giúp sao? Đến lúc đó A Thập Lục cùng một chỗ trợ giúp đi. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối có chút dừng lại, nhắc nhở, nếu như bọn chúng thể tích không tiếp tục rút lại, hẳn là đủ. Nhưng là, trên thực đơn hơn 30 trình tự bên trong, có rất nhiều trình tự đều là áp xúc, hóa lỏng, cố hóa các loại quá trình. Cả cái làm đồ ăn quá trình bên trong, cái này ba đạo lôi kiếp có thể bảo trì 1/10 lớn nhỏ cũng không tệ rồi. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói có đạo lý, kinh lịch tất cả trình tự về sau, thiên kiếp thể tích nhất định sẽ đại đại rút lại. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối, sở dĩ, chúng ta muốn tiếp tục lại phong ấn một số 2 tấn 3 lôi kiếp. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về Tô Không Vân. Ân, có sẵn 2 tấn 3 ngày kiếp. Độ kiếp trận pháp bên trong. Tô Không Vân áp lực thật lớn. Bá Tống Huyền Thánh, Bạch Thánh, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục, ngồi hàng hàng theo dõi hắn. Tất cả mọi người chờ lấy hắn đợt tiếp theo thiên kiếp. Nhìn hắn mai rùa có thể hay không tiếp tục đem 2 tấn 3 cấp thiên kiếp chi lôi phản đam đi ra. Càng quan trọng hơn là, Tô Không Vân lỗ tai vừa vặn rất tốt xử, đây là hắn từ tiểu thiên phú. Sở dĩ, mặc dù cách có chút xa, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng nghe được Bá Tống Tiền Bối cùng Bạch Thánh, tỷ tỷ cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ở giữa giao lưu. Bọn hắn đang chờ mình thiên kiếp, sau đó, muốn đem thiên kiếp của mình làm thành đồ ăn ăn. Tô Không Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tụ lực chuẩn bị kết thúc kiếp vân. Chẳng biết tại sao, chỉ cần nhớ tới thiên kiếp rất có thể bị Bá Tống Tiền Bối bọn người kéo qua đi làm đồ ăn, biến thành trên yến hội nguyên liệu nấu ăn, hắn đối thiên kiếp lòng kính sợ lập tức liền không có. Tựa hồ thiên kiếp, tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Điền Thiên Đảo, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên vẫn như cũ ở vào rất hai trạng thái. Bắc Hà Tán Nhân hai mắt mê mang, hắn theo thói quen đưa tay sờ sờ miệng túi của mình. À, điện thoại di động của ta đâu? Không có điện thoại ở bên người, không cách nào trước tiên thủy quần, Bắc Hà Tán Nhân thật là không có thói quen. Đúng rồi, có người hay không nhìn thấy điện thoại di động của ta? Bên cạnh, truyền đến Hằng Hỏa Chân Quân thanh âm. Hằng Hỏa Chân Quân lúc này anh Tuấn ngồi ở cái đình nhỏ bên trong, yêu nhã ngồi, trong tay hắn giơ cao chén rượu, vừa ngâm xong một bài thơ. Rượu và thi nhân là tốt nhất tổ hợp, đối rượu đương ca, uống nhiều quá sau thi nhân, thi hứng cũng đặc biệt cao. Ngâm thơ sau khi kết thúc, Hằng Hỏa Chân Quân muốn đem bản thân vừa rồi thơ ghi chép lại, nhưng tương tự tìm không thấy điện thoại. Hằng Hỏa đạo hữu tìm điện thoại làm gì vậy? Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử hỏi.
đang chuẩn bị cho Tống Thư Hàng tiểu hữu gọi điện thoại tới, có kiện sự tình quên cùng hắn nói. Hằng Hỏa Chân Quân cười ha ha một tiếng, lần trước hẹn hắn, muốn mời hắn có rảnh đến Nho Gia một chuyến. Lần này đã gặp mặt, chuẩn bị cùng hắn tại yến hội sau khi kết thúc, liền cùng một chỗ hồi thư viện một chuyến, giải quyết Nho Gia phiền não sự tình. Liên quan tới Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ cùng Kim Liên tiểu thế giới sự. Hằng Hỏa Chân Quân muốn học tập Tống Thư Hàng, đem Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vụn phiến chuyển rời đến Kim Liên thế giới, gia tăng Kim Liên thế giới diện tích, để Nho Gia đệ tử hoạt động không gian có thể lớn hơn. Nhưng là, bọn hắn thử qua mấy lần, Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ lại không cách nào thuận lợi chuyển rời đến Kim Liên thế giới. Tinh không xa xôi bên trong. Một khỏa lâu dài không cách nào bị ánh mặt trời chiếu sáng đến tiểu hành tinh bên trên, lúc này lại bị ấm áp kim sắc quang mang bao phủ. Tại viên này nhân công mặt trời nhỏ bên trong, có một đạo nam tử thân ảnh như ẩn như hiện. Ti ti cái này lúc, từ mặt trời nhỏ phía sau, có một vị hai chân thon dài tiên tử bước ra là bị thiên đế phụ thân Vũ Nhu Tử Linh Quỷ. Gặp quỷ, trước đó đến cùng là pháp thuật gì hiệu quả nhỉ? Thiên đế hai tay xoa xoa tay cánh tay, rõ ràng là linh quỷ thân thể, nhưng nàng trên cánh tay lại là tầng một nổi da gà. Trước đó, nàng đang kế hoạch một cái hảo phòng án. Đang tập trung tinh thần cấu tứ đại kế hoạch này, đầu nhập thể xác tinh thần. Đột nhiên một trận không hiểu thấu sảng khoái, cảm giác thoải mái dâng lên, rừng đều ngăn không được. Loại này cảm giác thoải mái chỉ có thể dùng bá đạo để hình dung, căn bản không quản nàng muốn hay không, cưỡng chế tác dụng ở trên người nàng. Đánh cái so sánh tới nói, tựa như là cười. Cười mặc dù rất tốt, nhưng nếu như là có người cưỡng chế gãi ngứa ngứa, buộc ngươi cười lúc. Cái loại cảm giác này liền không tươi đẹp lắm. Mà lại loại này cảm giác thoải mái từng cơn sóng liên tiếp. Nàng đều không biết Vũ Nhu Tử bản thể đến cùng kinh lịch chuyện gì. Xem ra, muốn tạm thời chặt đứt thân thể cùng vị kia Vũ Nhu Tử ở giữa kết nối. Nếu không, một hồi ta muốn làm đại sự lúc, đột nhiên bị cưỡng chế sảng khoái một đợt, chuyện gì đều không thể hoàn thành. Thiên đế nói khẽ. Nói thật. Nàng hiện tại hơi có chút hối hận chiếm cứ Vũ Nhu Tử Linh Quỷ, mặc dù Vũ Nhu Tử Linh Quỷ cùng nàng vô cùng xứng đôi, nhưng là thân là chủ nhân Vũ Nhu Tử rất không đáng tin cậy tính cách phương diện quá khiêu thoát, nàng có đôi khi đều theo không kịp đối phương tiết tấu. Bất quá, như chặt đứt cùng Vũ Nhu Tử ở giữa liên hệ về sau, lại sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Đại sự quan trọng, niềm vui thú trước tiên có thể thả một chút. Thiên đế đưa tay, cầm ra một chương quyển trục. Phía trên mơ hồ dùng chữ Hán ghi chép Nho Gia, Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, thu về chờ chữ. Thiên đế mới là Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ chủ nhân chân chính, nàng hiện tại khôi phục, thu thập Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, trùng kiến Thiên Đình là hàng đầu mục tiêu. Trên thực tế, nàng đã góp nhặt không ít Thiên Đình mảnh vỡ. Sau đó mục tiêu của nàng là Nho Gia dù sao Nho Gia năm đó góp nhặt số lượng nhiều nhất Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ. Độ kiếp đảo nhỏ. Tô Không Vân đợi đã lâu đợt thứ ba lôi kiếp, rốt cục đánh xuống. Cái này đợt thiên kiếp ấp ủ thời gian thoáng hơi dài, hết thảy có 6 đạo lôi kiếp từ không trung giáng xuống. Từ phía trên kiếp đợt số cùng thiên kiếp cường độ, có thể phản ứng ra độ kiếp tu sĩ tư chất cùng thực lực. Tô Không Vân thiên kiếp không có biến dị, thuộc về bình thường thiên kiếp phạm vi. Bất quá uy lực so với phổ thông tu sĩ thiên kiếp mạnh hơn một bậc, việc tu luyện của hắn tư chất xem như thượng thừa. Tại thiên hà Tô thị người đồng lứa bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Thiên kiếp đánh xuống thời điểm, Tô Không Vân lần nữa xuất kiếm. Giống như lần trước, kiếm khí của hắn chém ra về sau, cùng độ kiếp đại trận phối hợp, liền tạo thành một đầu to lớn mai rùa, vững vàng ngăn trở thiên kiếp oanh kích. Tu sĩ ở chính diện đối kháng thiên kiếp thời điểm, chịu đến thiên kiếp áp bách, tự thân tiềm lực thường thường có thể được đến nghiền ép thức phát huy. Tô Không Vân cũng cảm giác bản thân kiếm thế tại thiên kiếp uy áp bên dưới, có càng tiến một bước, hướng kiếm ý thuế biến dấu hiệu. Kiếm ý, là mỗi vị kiếm khách đều khát vọng nắm giữ năng lực. Chỉ có nắm giữ kiếm ý, mới xem như một vị hợp cách kiếm tu. Nếu như ta kiếm thế đạt được thuế biến, hội diễn hóa ra như thế nào kiếm ý? Tô Không Vân trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Oanh! 6 đạo lôi kiếp va chạm mai rùa về sau, lần nữa bị bắn ngược ra đến. Cùng nhau hướng phía Tống Thư Hàng vị trí điện xạ mà tới. Đợt thứ ba lôi kiếp kết thúc, thiên kiếp lại bắt đầu lại từ đầu ấp ủ đợt tiếp theo đại kiếp. Cũng không phải dạng nhánh, Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm tiền bối,
một hơi 6 đạo kiếp lôi, người có thể làm sao? Nam nhân cũng không thể nói không được a. Tống Thư Hàng đưa tay nhắm ngay 6 lượt thiên kiếp chi lôi, tại bọn chúng đột phá độ kiếp đại trận bình chướng sát na, niệm lực toàn lực tồi động, một hơi đem 6 đạo kiếp lôi khóa chặt giữa không trung. Sau đó hai tay của hắn xoa động, 6 đạo lôi kiếp bị xoa thành dạng nhánh, bạch tiền bối, đón lấy tới ngươi á. Một hơi cùng xoa 6 cái thiên kiếp, Tống Thư Hàng đều không mang theo thở, lộ vẻ thành thạo. Dù sao chỉ là tấn 3 thiên kiếp, Tống Thư Hàng cảm giác dù cho số lượng tăng lớn gấp 10 lần, hắn cũng có thể làm. Không tệ lắm, trong đoạn thời gian này, ngươi lại tiến bộ không ít. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói, hắn lần nữa dậm chân hướng về phía trước, đem 6 cái thiên kiếp phong ấn. Phong ấn xong thiên kiếp về sau, bạch tiền bối phân thân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía tây phương vị trí, có người tới. Là bị thiên kiếp thanh thế hấp dẫn tới được đi, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ gặp gỡ có người độ kiếp thời điểm, đều là tránh lui ba thước, rất xa lách qua, miễn cho tự thân bị cuốn vào. Bất quá có đôi khi, tại không xác định là không phải người tu luyện tại độ kiếp thời điểm, có bộ phận tu sĩ sẽ chạy tới, xa xa nhìn một chút hiện trường. Bởi vì có đôi khi, có bảo vật khi xuất hiện trên đời, cũng sẽ dẫn dắt rời đi thiên kiếp. Độ kiếp trận pháp tín hiệu đã khuếch tán ra đến, tu sĩ chỉ cần rất xa nhìn lên một chút liền biết nơi này là có người độ kiếp, liền sẽ thối lui. Nếu có người nhất định phải xông tới, vậy thì phải dựa vào người hộ đạo, đem bọn hắn khu trục. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Đến gần rồi, Tống Thư Hàng cau mày. Hết thảy 3 đạo tu sĩ khí tức, bọn hắn tại ở gần độ kiếp trận pháp tín hiệu phạm vi lúc, không có ngừng lại, vẫn như cũ hướng về nơi đây tới gần. Ta đi xem một cái. Tô Thị A Thập Lục lông mày nhíu lại, nắm mình lên đoản đao. Nhìn thấy độ kiếp trận pháp tín hiệu còn đi xâm nhập, 8/9 phần 10 kẻ đến không thiện. Ta cùng đi với ngươi, bạch tiền bối, thiên kiếp hiện trường trước tiên có thể giao cho ngươi không? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối mỗi cái phân thân tính cách đều không giống nhau, không thể trực tiếp đem bọn hắn xem như bản thể đối đãi. Sở dĩ, Tống Thư Hàng cố ý hỏi thăm một chút. Không có vấn đề, xoa thiên kiếp ta cũng đã biết, toàn bộ giao cho ta đi. Bạch tiền bối phân thân duy trì mặt đơ, lên tiếng nói. Mặc dù hắn sẽ không dùng niệm lực xoa thiên kiếp chi pháp, nhưng hắn có thể trực tiếp lấy tay xoa, càng mang cảm giác. Tô Thị A Thập Lục đao quang hất lên, thân hóa độn quang, hướng 3 đạo hơi thở vị trí lao đi. Tống Thư Hàng bộ sinh liên, theo sát phía sau. Xích Tiêu kiếm tiền bối nghĩ nghĩ, cảm giác cần bản thân vì Tống Thư Hàng áp trận, cũng đi theo bay lên. Mấy hơi về sau, hai người một kiếm cùng cái kia 3 đạo khí tức chủ nhân gặp nhau. Không phải tu sĩ, Tống Thư Hàng nhìn qua cái này trước mắt 3 bóng người. Một cái thân thể phảng phất là đầu gỗ đồng dạng, toàn thân che kín chất gỗ đường vân, trên ngón tay của hắn có nhánh cây rủ xuống, nhìn qua giống như là cây cối hóa thành nhân hình. Một cái khác trên đầu mang theo phi hành gia mũ giáp, toàn thân mọc đầy vảy cá. Cái cuối cùng thì là từ xương mù tạo thành hình người. Tựa như Tống Thư Hàng xương mù hình thức, bất quá vị này là từ xương mù màu trắng tạo thành. 3 cái cùng Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục đối mặt về sau, đồng dạng dừng lại. Tống Thư Hàng cất bước trong hư không đạp mạnh, một đóa màu đen hoa sen nở rộ ra. Tô Thị A Thập Lục thu hồi độn quang, rơi vào màu đen hoa sen bên trên. Xích Tiêu kiếm tung bay ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, rủ xuống tại hắn sau đầu nhìn tựa như là Tống Thư Hàng đầu bị thọc một kiếm. Tống Thư Hàng nhìn qua 3 vị tu sĩ, há miệng muốn nói. Người đến người nào tạo hóa tiên tử đầu đột nhiên từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu toát ra, lớn tiếng hát nói. Tống Thư Hàng. Đối diện 3 cái người tu luyện có chút dừng lại. Trong đó cái kia sương mù màu trắng vô ý thức đáp, ta gọi người nào, hà nhân tiên tử gọi ta. Tràng diện lập tức liền cứng lại. Bá, bá Long Cổ Thánh, bá, bá Tống, bá, bá Nho. Cái kia người gỗ tu sĩ một hơi báo ra Tống Thư Hàng 3 cái thánh hào, hắn tựa hồ có chút khẩu tật. Người gỗ vừa dứt lời, hắn 2 vị đồng bạn thân thể khẽ run lên. Hà nhân gặp qua bá Tống tiền bối, sương mù màu trắng ôm quyền nói. Thụ nhân gặp qua bá, bá Tống tiền bối, người gỗ đồng thời nói. Một cái hà nhân, một cái thụ nhân, cái cuối cùng đâu? Tống Thư Hàng nhìn về phía mang theo phi hành gia mũ giáp người tu luyện.
vị này sẽ không gọi vũ trụ nhân hoặc ngoại tinh nhân a. Vãn bối Đinh Thanh Vân, gặp qua bá tống tiền bối. Mang theo phi hành gia mũ giáp tu sĩ đối Tống Thư Hàng hành lễ nói. Tên của ngươi vì cái gì như thế bình thường? Tống Thư Hàng nói. Đinh Thanh Vân. Khục, ba vị đạo hữu chắc hẳn cũng nhìn thấy phía trước độ kiếp chi trận đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, phía trước có cùng ta quen biết tiểu bối tại độ kiếp, cho nên có thể không mời ba vị đạo hữu cho ta cái mặt mũi, tạm thời ngừng bước. Nói trở lại, cũng không biết Tô Không Vân lớn bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tuổi tác đều so bề ngoài muốn lớn hơn nhiều. Tô Không Vân mặc dù coi như là thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn đã là tấn ba cảnh giới. Có thể hay không tuổi tác đã còn lớn hơn ta rồi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng luôn cảm giác trong miệng mình tiểu bối hai chữ, có chút không cách nào lại đọc khỏi miệng. Đối diện ba cái tu sĩ lại đục lặng yên xuống dưới. Sau một lúc lâu, đã bá tống tiền bối mở miệng, ba người chúng ta cái này rời đi. Đinh Thanh Vân nói, ba người quay người lui lại. Không chút do dự rời đi. Tô Thị A Thập Lục khẽ nhíu mày. Ba tên này hành động, có chút quỷ dị, liền phảng phất đang thử thăm dò lấy cái gì. Xem chiêu, đường đường chính chính đâm lưng. Một cái kiêu ngạo thanh âm tại Tống Thư Hàng phía sau vang lên. Một thanh cự kiếm từ trong bóng tối chui ra, hung hăng đâm về Tống Thư Hàng. Oán hận đi, bá Tống Huyền Thánh. Muốn trách, thì trách người thân này vì Trình Lâm chuyển thế đi. Đường đường chính chính, không có tâm bệnh. Đâm lưng thời điểm còn lớn tiếng hơn cho địch nhân nhắc nhở. Chính là nhắc nhở thời điểm thoáng trễ điểm, cự kiếm đều nhanh muốn quấn tới sau lưng, mới kiêu ngạo cho người ta nhắc nhở. Tức đường đường chính chính, quang minh chính đại, lại phù hợp đâm lưng nguyên tắc. Đinh! Cự kiếm đâm lưng, bị xích tiêu kiếm ngăn lại. Phần lưng của ta cũng không phải nhược điểm. Tống Thư Hàng chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía sau lưng nói. Kể từ khi biết các ngươi đều đang liếc ta thất thải đại thận về sau, ta đối với mình phía sau lưng phòng thủ, đặc biệt nghiêm mật. Đừng nói hôm nay phía sau treo đáng tin xích tiêu kiếm tiền bối, coi như không xích tiêu kiếm, hắn còn có một bộ đầy đủ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chuyên môn thủ hộ lấy phần lưng của mình cùng phần eo, chính là phòng ngừa có người đột nhiên thông qua không gian thủ đoạn chui ra ngoài đâm hắn thận. Thận, là toàn thân hắn phòng ngự mạnh nhất mấy cái bộ vị. Các ngươi muốn đâm ta thận. Còn sớm 10 năm. Lúc này, sau lưng Tống Thư Hàng, một cái mang theo kỵ sĩ mũ giáp, ăn mặc giáp da nữ tử khiêng cự kiếm. Nàng bị xích tiêu kiếm tiền bối đón đỡ lực đạo bắn ra, liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Nàng thân thể có chút quỳ xuống đất, duy trì 10 phần công kích tính. Giáp da nữ tử song đồng hiện ra hào quang màu đỏ thắm, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tại con người của nàng bên trong, tràn đầy vẻ điên cuồng. Phảng phất như là cuồng chiến sĩ. Hắc hắc, thân là Trình Lâm chuyển thế, nếu như một kiếm này ngươi cũng không cách nào đón lấy, ngươi vẫn là trực tiếp chết mất tương đối tốt. Giáp da nữ tử như là báo săn đồng dạng cúi người, tay phải nắm lấy cự kiếm. Xem ra, nàng nhận biết Trình Lâm, mà lại đối Trình Lâm thực lực tương đương hiểu rõ. Tống Thư Hàng thở dài, thành khẩn nói, nếu như ta nói ta không phải Trình Lâm chuyển thế, ngươi tin không? Miệng của ngươi có thể phủ nhận, nhưng ngươi khí tức trên thân lại không cách nào lừa gạt ta. Giáp da nữ tử cười lạnh, mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng giết chết ngươi không có vấn đề. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi ảnh hưởng đến chúng ta. Nói cách khác, nàng ở vào suy yếu trạng thái. Viễn cổ thiên đình người sống sót sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói, cái kia, kỳ thật ta có thiên đế phương thức liên lạc. Nếu không để cho nàng cùng ngươi thông cái lời nói, chứng minh ta không phải Trình Lâm. Kỳ thật, ta và ngươi nhà đại lão thiên đế cũng có thể nói lên lời nói. Hắn cùng viễn cổ thiên đình ở giữa nhân quả quá hỗn loạn. Hủy diệt viễn cổ thiên đình Trình Lâm, có vẻ như thoát ly viễn cổ thiên đình nhưng đối với thiên đình tựa hồ còn rất có tình cảm Bắc Phương đại đế cùng Bạch Long tỷ tỷ, thiên đình đại mỹ nhân tiên tử, chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ thiên đế, còn có bích thủy các sở các chủ. Thiên đình người sáng lập, thiên đình trụ cột thành viên, thiên đình nhân vật đại biểu, thiên đình kẻ phản bội cùng hủy diệt giả, bởi vì thiên đình nguyên nhân mà bị hủy gia viên người bị hại. Toàn bộ quan hệ liên trên đại lão, hoặc nhiều hoặc ít đều có người cùng hắn quen biết. Nhiều lời vô ích, giáp ra trên người nữ tử khí thế tăng vọt, tầng một ngọn lửa màu đỏ ngòm ở trên người nàng thiêu đốt mà lên.
Nàng căn bản là lười cùng Tống Thư Hàng giảng đạo lý, không cách nào câu thông. Loại tình huống này, coi như Tống Thư Hàng có 16 cái gia cát lượng phụ thể, và miệng lưu loát nghìn lần, cũng vô dụng khẩu chi địa. A thập lục, Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A thập lục tay nhỏ, người trước tránh một chút. Sau đó chiến đấu, trùng kích sẽ rất lớn. Lấy Tô Thị A thập lục cảnh giới, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Ta không sao, Tô Thị A thập lục nói. Bất quá, nàng không có cự tuyệt Tống Thư Hàng, theo Thư Hàng đưa tay đưa tới, nàng bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Quy tiền bối, đối phương là lai lịch gì? Người cùng nàng có hay không giao tình? Đồng thời, Tống Thư Hàng câu thông hạch tâm thế giới quy tiền bối, nhìn xem có thể đi hay không Bắc Phương Đại Đế tình cảm tuyến, thông qua quy tiền bối cùng đối phương tiến hành giao lưu câu thông. Không rõ ràng, nàng liền đầu đều bị đặc thù mũ giáp bảo hộ lấy, dùng vũ khí lại chỉ là phổ thông pháp khí, ta nhận biết không ra thân phận của nàng. Quy tiền bối trả lời. Năm đó viễn cổ thiên đình thành viên đến từ chư thiên vạn giới, số lượng rất nhiều. Cho dù là Bắc Phương Đại Đế, cũng không có khả năng nhận biết viễn cổ thiên đình tất cả thành viên. Huống hồ, cái này giáp gia nữ tử cố ý tại che giấu thân phận thật sự. Cái đầu kia nón trụ, chính là che giấu tung tích dùng đặc thù pháp khí. Chỉ có chờ chân chính chiến đấu về sau, thông qua nàng chiến đấu thủ pháp cùng công pháp, mới có cơ hội suy đoán ra thân phận của nàng tới. Công đức tiên tử đâu? Tống Thư Hàng lại lên tiếng hỏi. Tiên tử nghe vậy, lần nữa tạm dừng công việc trong tay, từ trên thân Tống Thư Hàng hiển hiện. Nàng lấy công đức thân thể quấn quanh trên người Tống Thư Hàng, đôi mắt đẹp chằm chằm vào giáp da nữ tử. Ha ha ha, liền tiên tử đều quấn ở trên thân thể ngươi, còn dám nói mình không phải Trình Lâm chuyển thế. Giáp da nữ tử khí thế tăng lên tới cực hạn. Trong tay nàng cự kiếm đều bốc cháy lên, thân kiếm hóa lỏng. Trình Lâm, thế gian này lớn nhất lừa đảo. Mỹ mạo của nàng tuyệt đối cùng hoang ngôn Trình Độ Thành có quan hệ trực tiếp, 10 câu lời nói bên trong đều không có 2 câu là thật. Mà nàng chuyển thế, hiển nhiên hoàn mỹ kế thừa nàng nói láo thiên phú. Bá Tống lời nói, nàng nửa chữ cũng sẽ không đi tin. Mấy người các ngươi trước đi qua, đưa nó lấy ra. Ta đem Trình Lâm chuyển thế chém giết về sau, ngay lập tức đi cùng các ngươi tụ hợp. Giáp gia nữ tử lại nói. Nàng vừa dứt lời, nơi xa cái kia rời đi hà nhân, thụ nhân cùng vũ trụ nhân Đinh Thanh Vân đi mà quay lại. Mà sau lưng bọn họ, còn có một chiếc tiên thuyền, giấu ở trong bóng tối, theo sát lấy 3 người. Người nào, thụ nhân, vũ trụ nhân quả nhiên cùng giáp gia nữ tử là cùng một bọn. Tống Thư Hàng trong lòng cũng hiểu được xem ra Tô Không Vân độ kiếp địa phương, vừa vặn có viễn cổ thiên đình người sống sót muốn lấy ra bảo vật. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Ta lần trước cùng tóc vàng máy móc tiểu cô nương tại trên đảo nhỏ độ kiếp thời điểm, cũng không có thấy các người bọn này viễn cổ thiên đình người sống sót tới lấy đi bảo vật a. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn kẹp lấy thời gian cùng ta đụng cùng một chỗ. Hà nhân, thụ nhân, vũ trụ nhân ngắm nhìn Tống Thư Hàng, từ một bên lách đi qua, hướng Tô Không Vân độ kiếp chỗ bay đi. Giáp gia nữ tử cùng Tống Thư Hàng rằng co. Một trận chiến này, đã không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, tới trước sờ sờ lai lịch của đối phương. Để cho ta tới nhìn xem. Ngươi có phải hay không cường giả tuyệt thế đi? Nếu như là, Tống Thư Hàng lập tức không nói hai lời, đi cùng Bạch Tiền Bối phân thân tụ hợp. Nếu như không phải, dựa vào Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngược lại là có thể thử đấu một trận. Cường giả giám định thuật. Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên, một đạo quỷ dị quang mang bắn về phía giáp gia nữ tử. Vô sỉ, giáp gia nữ tử nói. Nàng hiển nhiên biết Tống Thư Hàng một chiêu này cường giả giám định thuật. Cũng không biết chính nàng chúng chiêu qua, vẫn là nàng xem qua người khác chúng chiêu, lại hoặc là người khác nói cho nàng Tống Thư Hàng một chiêu này chỗ đáng sợ. Nàng đối Tống Thư Hàng một chiêu này, có chỗ phòng bị. Ở trong mắt Tống Thư Hàng quỷ dị quang mang lấp lóe mà lên trong nháy mắt, nàng liền sớm dự phán, tiến hành tránh né. Đồng thời nàng thân hình gia tốc, trong tay thiêu đốt cự kiếm đâm hướng Tống Thư Hàng. Đi thẳng tắp cường giả giám định thuật. Quả nhiên dễ dàng bị cường giả chân chính phá giải. Dù cho cường giả giám định thuật tốc độ công kích thật nhanh, nhưng bởi vì Tống Thư Hàng thực lực có hạn, nó tụ lực thời gian là cái sơ hở lớn. Tống Thư Hàng đã sớm biết bản thân một chiêu này sơ hở, mà lại đã có mấy vị đại lão lợi dụng đoán trước tránh thoát khỏi hắn mang thai ngưng thị.
Sở dĩ, đối mặt dạng này bất lợi cục diện, Tống Thư Hàng kỳ thật cũng có chuẩn bị. Nhưng không biết có thể thành công hay không, hắn cũng là lần thứ nhất trong chiến đấu thực tiễn. Liều mạng, có Xích Tiêu kiếm tiền bối tại, bản thân chắc chắn sẽ không bị đối phương một đao liền đâm chết. Thế là, Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động. Rẽ ngoặt đi, cường giả giám định thuật. Lần trước cường giả nhất định thuật bị đại lão né qua về sau, Tống Thư Hàng liền nghĩ đến dùng niệm lực phối hợp cường giả giám định thuật cái phương án này, đồng thời âm thầm cấu tứ qua cái này khả thi thật lâu. Hiện tại, rốt cục để một chiêu này diện thế. Theo Tống Thư Hàng niệm lực dẫn dắt, cái kia đạo đã bắn đi ra cường giả giám định thuật quang mang, siêu một chút xoay tròn cái vòng lớn, gạt trở về. Hắn ở giữa không trung chuyển ra một cái lá cây đường cong về sau, điều chỉnh tốt góc độ. Tiếp theo, hắn lần nữa lặng yên im lặng bắn về phía mục tiêu. 3. Giáp gia nữ tử quả quyết trúng chiêu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mang thai ngưng thị lại còn mang rẽ ngoặt công năng, trên tình báo biểu hiện cái này mang thai ngưng thị một mực là đi thẳng tắp, thà thẳng không khúc, chỉ cần có thể tránh thoát liền tốt. Quả nhiên, trên thế giới này đại bộ phận đồ vật, quá hạn liền sẽ rất không ổn, tình báo cũng là như thế. Đặc biệt là đạo này mang thai ngưng thị là thông qua nho gia thánh nhân chi nhãn bắn ra. Hắn tại bắn đi ra về sau, cơ hồ không có năng lượng ba động, khó lòng phòng bị. Chúng rồi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, không uổng công ta vất vả cải tiến hắn để các đường hình lá xem xét thần công. Xích tiêu kiếm, liền để các đường hình lá xem xét thần công đều đi ra. Tương lai người có phải hay không còn muốn chỉnh ra tam giác đều xem xét thần công, thậm chí là hình bình hành xem xét thần công. Giáp gia nữ tử ở chính giữa chiêu về sau, thân hình dừng lại, thế công cưỡng chế phanh lại. Trong tình báo của nàng có quan hệ với bá Tống Huyền Thánh đáng sợ mang thai ngưng thị kỹ càng giới thiệu. Chúng chiêu về sau, liền sẽ tại trong vòng 10 giây tiến vào 10 tháng hoài thai hình thức, cũng đưa tặng nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ. Sở dĩ, nàng không thể không dừng lại thế công của mình, miễn cho trong ngực dựng thời điểm bị Trình Lâm chuyển sinh thể mượn cơ hội mãnh công. Nàng dừng lại nửa ngày, nắm cự kiếm, trên người ngọn lửa màu đỏ như máu cháy hừng hực. Đồng thời, nàng nhìn về phía mình phần bụng. Không có cái gì không tốt phản ứng, không có 10 tháng hoài thai, cũng không có sinh nở nỗi khổ. Xem ra, Trình Lâm chuyển sinh thể mang thai ngưng thị mất hiệu lực. Nàng ngẩng đầu lên, phát ra nhe răng cười, ha ha ha. Ngay sau đó, nàng thân hình giống Tuấn Di, đột nhiên xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt, thiêu đốt cự kiếm như trời sập nổi giận chém xuống. Không ổn, là cái tuyệt thế cường giả chân chính. Thánh nhân chi nhãn bắn ra tới mang thai ngưng thị, đại bộ phận kiếp tiên đều không thể miễn dịch. Đinh 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 đinh. Xích tiêu kiếm tiền bối không ngừng xuất kiếm, trên thân kiếm đồng dạng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt liền đưa ra hơn 300 kiếm, đem giáp ra nữ tử công kích đều ngăn lại. Không được, tiếp tục như vậy nữa ta quá ăn thiệt thòi, sẽ nhịn không được. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Hắn là một thanh kiếm, tại không ai nắm tình huống của nó bên dưới. Không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực. Sở dĩ, cần Tống Thư Hàng đến cùng hắn phối hợp. Nhưng là hắn hiện tại không dứt ra được đến, một khi hắn đình chỉ chống cự, nửa giây ở giữa Tống Thư Hàng liền phải bị chặt 300 kiếm trở lên. Người đáng yêu nhất, cái này lúc, công đức xà mỹ nhân đột nhiên lên tiếng nói. Nàng dùng chính là Tống Thư Hàng thanh âm đây là Tống Thư Hàng khích lệ Long Lạc tiểu trợ thủ lúc lời kịch. Người vẫn là vô dụng như vậy. Giáp gia nữ tử cuồng thiếu, nàng hai tay huy kiếm, trên thân kiếm giấy lên trăm trượng hỏa diễm kiếm khí, đột nhiên đánh xuống. Công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, bên hông cánh nhỏ đập động, triệu hồi ra công đức thần điện hư ảnh. Thừa dịp hiện tại, xích tiêu kiếm tiền bối bứt ra lui lại, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng cổ tay khẽ đảo, thôi động hợp thể kỹ phần thiên hỏa diễm đao. Giáp gia nữ tử kiếm khí chém xuống. Công đức thần điện căn bản không đưa đến mảy may hiệu quả phòng ngự, vừa tiếp xúc đến kiếm khí liền bị đánh nổ. Công đức xà mỹ nhân hai tay duy trì vỗ tay tư thế, cơ hồ đồng bộ thi triển ra cái thứ hai bí pháp công đức đại nhật. Tống Thư Hàng toàn thân công đức chi lực, hóa thành công đức đại nhật, hướng bốn phương tám hướng chống lên, hóa thành một vòng chói mắt mặt trời nhỏ. Công đức đại nhật so với công đức điện hình chiếu mạnh hơn rất nhiều. Chí ít hắn thoáng ngăn trở giáp ra nữ tử kiếm khí một cái chớp mắt. Mà kiếm khí dư thế không giảm, phá vỡ công đức đại nhật về sau,
tiếp tục làm đầu chém xuống. Tống Thư Hàng phần thiên hỏa diễm đao, vẫn còn không có thành hình. Giáp gia nữ tử chảm kích quá nhanh, quá mạnh. Mắt thấy chảm kích rơi xuống, Tống Thư Hàng trên người tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rốt cục thành hình. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành hiển hiện. Hắn, hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng, mà lại bởi vì ngưng tụ rất vội vàng, thánh thành là cỡ nhỏ hình thái. Đi tạo hóa tiên tử đã sớm chuẩn bị, thánh thành vừa hiện thân, nàng liền giơ chân đá vào vĩnh bất hãm lạc thánh thành bên trên. Thánh thành rốt cục lần thứ nhất phát huy nó công hiệu, thay Tống Thư Hàng chịu một kiếm. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành tan ra thành từng mảnh, chia ra làm 33 kiện pháp khí, mỗi kiện pháp khí trên đều có chỗ tổn thương, trở về Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ, tu dưỡng, khôi phục. Mà giáp ra nữ tử một kích toàn lực hỏa diễm kiếm khí, vẫn như cũ bá khí đánh xuống, chỉ là bị ngăn cản sát na. Cuối cùng, công đức xà mỹ nhân dùng bản thân đuôi rắn quấn quanh trên người Tống Thư Hàng, hai tay ôm trong ngực hắn, dùng thân thể của mình xung làm tầng cuối cùng phòng ngự. Giáp gia nữ tử căn bản không có thủ hạ lưu tình. Kiếm khí phía dưới, công đức xà mỹ nhân bị chảm bạo. Bị chảm bạo trước, công đức xà mỹ nhân dùng lực lượng cuối cùng, quật cường phát ra Tống Thị bốn tiếng kêu thảm pháp. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng nắm xích tiêu kiếm, hai tay cầm kiếm chuôi, từ dưới lên trên vạch ra phần thiên nhất đao. Tại đỉnh đầu hắn, 42 con thánh viên hiển hiện, tay nâng nho ra kinh văn, lớn tiếng ngâm sướng. Một kích này phần thiên hỏa diễm đao, xích tiêu kiếm tiền bối trực tiếp mở ra đến Tống Thư Hàng thân thể có thể tiếp nhận công suất lớn nhất. Xích tiêu tử đạo trưởng lưu lại năng lượng, một hơi bị rút đi hơn phân nửa. Ngọn lửa màu đỏ ngòm cùng kim sắc phần thiên hỏa diễm bạo kích tại cùng một chỗ. Thế giới đều bị hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm chia cắt. Nước biển bốc hơi, hỏa diễm quấn lấy nhau, hóa thành phóng lên tận trời viêm trụ. Bạo kích sinh ra năng lượng kinh khủng đem không gian đều xé rách, Tống Thư Hàng cùng giáp ra nữ tử bên người trong hư không, xuất hiện từng đầu thật nhỏ không gian kẽ nứt. Hai người chung quanh, trở thành tuyệt địa. Lúc này, cửu phẩm trở xuống tu sĩ, bước vào phiến khu vực này liền sẽ bị không gian chi lực rảo sát thành mảnh vỡ. Sau một lúc lâu, viêm trụ tiêu tán, không gian kẽ nứt chậm rãi khôi phục. Tống Thư Hàng toàn thân tản ra kim loại sáng bóng, lại có một đầu tóc dài đen nhánh, như áo choàng đem hắn hoàn toàn bảo hộ, là sở các chủ mái tóc. Hào phát vô thương. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng hất đầu, đen dài thẳng, là tự tin như vậy. Đối diện giáp gia nữ tử bề ngoài liền thê thảm rất nhiều, nàng thực lực không khôi phục, ở vào suy yếu kỳ. Lúc này nàng giáp gia vỡ vụn, vết thương đầy người, liền trong tay cự kiếm cũng hòa tan chỉ còn chuôi kiếm. Có thể đỡ ta vừa rồi một kiếm, người xem như có chút bản sự. Giáp gia nữ tử trầm giọng nói. Nói nàng còn giống như không có phát lực đồng dạng. Bất quá, nàng đích xác không có chân chính phát lực, dù sao nàng bây giờ, vẫn còn suy yếu kỳ. Có thể miễn dịch cường giả dám định thuật ra hỏa, quả nhiên không một cái đèn đã cạn dầu, mỗi cái đều là quái vật. Sở dĩ, đón lấy đến làm sao bây giờ tốt đâu. Xích tiêu kiếm tiền bối mặc dù còn có thể tái chiến, nhưng nó chỉ thích hợp bộc phát chiến, đánh lâu dài, hắn trong thân đao xích tiêu tử đạo trưởng lưu lại lực lượng tiêu hao hoàn tất, liền xong rồi. Tống Thư Hàng nắm tiền bối, liên tiếp cho hắn quét ba phát dưỡng đao thuật. Sở các chủ tóc dài, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Tại lần trước từ thiên nhân không gian trong tay cường giả đoạt lại thiên cương quá trình bên trong, sở các chủ tiêu hao rất lớn, còn không khôi phục. Quy tiền bối thực lực chịu đến phong ấn, ngoại trừ cửu phẩm mai rùa cùng bộ phận không gian lực lượng bên ngoài, hắn có thể tạo được tác dụng không nhiều. Khôi lỗi thiên tử còn tại thích ứng tân hạch tâm, không cách nào phát huy chiến lực. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị hao tổn, không cách nào cùng một bộ khác tổ hợp thành hủy diệt cự nhân. Nơi này cũng không phải Hắc Long thế giới. Xem ra, chỉ có chiến lược tính rút lui, nghĩ biện pháp cùng bạch tiền bối tụ hợp. Hoặc là viễn trình triệu hoán bạch tiền bối, nhìn xem vị này có hay không tâm tình ra tay trợ giúp bản thân. Đản sự, bạch tiền bối thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Ha ha ha, bạch tiền bối đáp lại quá kịp thời. Cái này ghét bỏ đản sự nghe cũng như này thân thiết. Bạch tiền bối, ta lại bị người đổi. Ngài có rảnh hay không tới cứu ta? Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bạch tiền bối, gia hỏa này còn có thể sống nhảy nhảy loạn cầu cứu. Cầu cứu đều như thế bì,
xem ra trạng thái không tệ, hoàn toàn không có muốn bị đối chết cảm giác. Đúng, Bạch Tiền Bối. Ta vừa vặn muốn chế tác một đạo phi thường lợi hại tiên hào, ta cảm giác Bạch Tiền Bối ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tống Thư Hàng lại ném ra một cái dụ hoặc. Bạch Tiền Bối sẽ cảm thấy hứng thú đổ vật, Bạch Tiền Bối cũng sẽ cảm thấy hứng thú mới đúng. Hai vị Bạch Tiền Bối yêu thích, kỳ thật rất nhất trí, tính cách cũng cơ hồ không có khác nhau. Bạch Tiền Bối quả nhiên mắc câu rồi, vật gì tốt. Kho thiên kiếp, tuyệt đối là Bạch Tiền Bối ngươi không nghĩ tới đồ ăn đi. Mà lại, trong tay của ta còn có nguyên một chương menu, không chỉ có kho thiên kiếp, còn có xào lăn kim đan tiểu thiên kiếp, dầu chiên đan kiếp, hấp khí kiếp, hoa văn có thể nhiều. Tống Thư Hàng trả lời. Chết, Bạch Tiền Bối trả lời. Sau đó, thông tin liền gãy mất. Sinh, sinh khí. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng kêu nhiều lần, thậm chí trực tiếp kêu to Bạch Tiền Bối đều không phản ứng. Ta nói sai gì sao? Chẳng lẽ là kho thiên kiếp vấn đề? Bạch Tiền Bối không thích kho thiên kiếp. Rõ ràng Bạch Tiền Bối nghe được kho thiên kiếp liền cảm thấy rất hứng thú. Đợi đã. Tống Thư Hàng rốt cục nghĩ đến mấu chốt điểm. Bạch Tiền Bối là cửu u chúa tể. Thiên kiếp loại vật này tại Bạch Tiền Bối xem ra, không biết là cái gì hình thái. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, Bạch Tiền Bối chương này ngoại viện bài, trong ngắn hạn khả năng không được tác dụng. Thậm chí, Bạch Tiền Bối có đôi khi còn thù rất dai. Ta có phải hay không dược hoàn? Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía giáp gia nữ tử. Vừa rồi hắn cùng Bạch Tiền Bối trao đổi thời điểm, nàng lại nhưng không có thừa cơ công kích. Kỳ thật, Tống Thư Hàng đều âm thầm làm tốt ngăn cản chuẩn bị, kết quả không phát huy được tác dụng. Chẳng lẽ là tại vừa rồi một kích này bên trong, nàng kỳ thật đã bị trọng thương? Ngươi, vừa rồi tại làm cái gì? Giáp gia nữ tử trầm giọng nói. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác nhạy cảm đã có một cái ý chí, giáng lâm tại Tống Thư Hàng trên thân. Đối mặt cái kia ý chí lúc, nàng có loại gặp gỡ thiên địch cảm giác, bản năng muốn lựa chọn phòng ngự. Kết quả một cái thất thần, không thể thừa cơ hướng Tống Thư Hàng động thủ. Trực giác bén nhạy, để cho nàng lựa chọn lưu tại nguyên địa. Trình Lâm chuyển thế, so với nàng tưởng tượng còn gai góc hơn. Tống Thư Hàng nhìn qua giáp gia nữ tử, lập tức hiểu được nghĩ không ra, nàng lại nhưng có thể cảm ứng được Bạch Tiền Bối khí tức. Bạch Tiền Bối chỉ là viễn trình cùng hắn trò chuyện, nàng đều có thể cảm ứng được, không hổ là bị cường giả giám định thuật thừa nhận tồn tại. Hắc, ta phát hiện, cái này lúc, Quỷ Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên, hắn một mực đang hạch tâm thế giới xem tiếp sóng. Quỷ Tiền Bối nhận ra thân phận của nàng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ngươi nhìn nàng xương quai xanh, bao nhiêu xinh đẹp. Quỷ Tiền Bối nghiêm túc nói, nàng chuyển động cổ lúc, cái kia hãm sâu xương quai xanh vòng xoáy, hoàn toàn có thể ở bên trong nuôi cá con, thật hâm mộ nàng xương quai xanh. Tống Thư Hàng, ngài nhìn hồi lâu, cũng chỉ thấy được nàng xương quai xanh. Ta muốn ngài làm gì dùng a? Vọng Thiên, thật muốn có giống nàng dạng này, có thể nuôi cá con xương quai xanh. Quỷ Tiền Bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, nàng xương quai xanh vòng xoáy có thể nuôi cá con, nhưng ngày mai rùa lật ra đến còn có thể nuôi cá heo đây. Quỷ Tiền Bối. Giáp gia nữ tử, ha ha ha. Nàng nghe không được đại hải quy thanh âm, nhưng vừa vặn nghe được Tống Thư Hàng đậu đen rau muống. Sách xích tiêu kiếm Tiền Bối nói, xem ra muốn tiếp tục đánh xuống. Thư Hàng, người kéo một tay tốt cửu hận. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phân thân còn không có giải quyết mấy cái kia thiên đình thành viên à. Vốn cho rằng kéo một đoạn thời gian, Bạch Tiền Bối phân thân liền sẽ chạy tới, dù sao chiến đấu mới vừa rồi thanh thế to lớn. Có lẽ, tiến về Tô Không Vân độ kiếp lấy bảo vật hà nhân, thụ nhân cùng vũ trụ nhân tổ hợp, cũng không phải hạng người bình thường. Đừng kéo dài thời gian, Thư Hàng tiểu hữu. Lên đi, trong lúc đang suy tư, Bạch Long tỉ tỉ cái kia đặc thù thanh âm. Tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Lần này A Thập Lục sau khi ra ngoài, Bạch Long tỉ tỉ một mực không có hiện thân, Tống Thư Hàng còn tưởng rằng nàng tạm thời rời đi. Chính diện đối nàng, tin tưởng ta, nàng hiện tại trạng thái, đã không chịu nổi. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm tiếp tục nói, yên tâm, có ta ở đây. Ta gần nhất góp nhặt không ít năng lượng. Có Bạch Long tỉ tỉ câu nói này, Tống Thư Hàng lập tức lòng tin dâng lên.
Tống Thư Hàng cho rằng phần thắng phi thường lớn. Xích Tiêu kiếm tiền bối, vậy chúng ta lên. Tống Thư Hàng bắt lấy Xích Tiêu kiếm. Sau lưng, 42 con thánh viên giống như là cảm ứng được chủ nhân dũng mãnh phi thường trạng thái, lật ra Nho Gia kinh văn, lớn tiếng ngâm tụng. Tống Thư Hàng bước về phía trước một bước, dưới chân hắc liên nở rộ. Bước thứ hai bước ra, sương mù hóa thân kích hoạt. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công suất lớn nhất chuyển vận, bảy đại tiểu linh hồ bản mệnh linh hồ lực lượng, một hơi lấy ra. Muốn lên phần thiên hỏa diễm đao sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Không, lần này chúng ta lên một cái khác đao pháp. Tống Thư Hàng nói. Hắn chuẩn bị sử dụng nhân quả đao. Uy Thư Hàng, người bên kia tình huống như thế nào? Ta bên này nổ ra cái thứ tốt viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, người có muốn hay không tới xem một chút? Bạch tiền bối phân thân thiên lý truyền âm, tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Mẹ chứng, đột nhiên ta nghĩ đến. Tùng Thư Hàng đang xuất hiện cùng phân thân bạch tiền bối. Dù chỉ là phân thân nhưng đó cũng là bạch tiền bối a.